chương 141, thân phận được phơi bày. Đại hỷ qua đi, chính là Đại Lạc. Sau khi ba việc quan trọng được công bố xong, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na và Liên Hồng Vân nhất thời trợn tròn mắt. Long Đằng muốn hủy bỏ mối quan hệ với nhà họ Liên bọn họ sao? Hai ngày trước, bọn họ đã đạt được sự hợp tác này khi đến nhà họ Liên. Sự hợp tác này đã giúp tập đoàn Đại Chu trực tiếp tối đa hóa lợi ích. Nếu bị hủy bỏ thì bọn họ sao có thể kiếm được tiền nữa? Không được, tôi không đồng ý. Liên Thúy Na là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần lại. Bà ta tức giận đến mức sắc mặt tái mét, cả người run rẩy. Suốt cuộc là ai, là ai dám tự ý hủy bỏ mối quan hệ hợp tác giữa Long Đằng và tập đoàn Đại Chu? Cả phòng hội nghị vang vọng tiếng chất vấn tức giận của Liên Thúy Na. Hầu như tất cả lãnh đạo cấp trung và cấp cao đều biết, mối quan hệ hợp tác giữa Long Đằng và tập đoàn Đại Chu là do Liên Thúy Na một tay thúc đẩy. Nhưng chưa được 3 ngày, Quan hệ hợp tác này đã bị hủy bỏ, mới chưa tới 3 ngày liền bị hủy bỏ, nếu Liên Thúy Na có thể nuốt trôi cục tức này mới là lạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liễu Nham, lá gan của ông cũng to thật đấy, ngay cả công ty của ba vợ mà ông cũng dám hủy bỏ mối quan hệ hợp tác sao? Bà ta giận dữ nhìn về phía Liễu Nham rồi tức giận la mắng. Kể từ sau khi biết chủ tịch là Liễu Nham, người khác đều tỏ ra sợ hãi nhưng Liên Thúy Na lại không sợ sắc mặt liễu nham âm trầm khi ông ấy đang định lên tiếng nói chuyện bỗng nhiên cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra sau đó một âm thanh lớn được truyền vào là tôi làm tầm mắt của mọi người lập tức đồng loạt quay đầu nhìn lại mọi người chỉ thấy một người đàn ông đầu hói bước vào ông ta còn mang theo khí thế khác lạ mà liếc mắt nhìn liên thúy na một cái rồi lập tức đi lên bục phát biểu tổng giám đốc chu sau khi nhìn thấy ai tới vẻ mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt ngay cả Liên Thúy Na không ai sánh bằng cũng có chút giật mình. Ông, chẳng phải ông đi đầu thú rồi sao? Sao ông lại được thả ra? Bà ta kinh ngạc hỏi. Chu Hào thản nhiên nhìn lướt qua bà ta một cái nhưng ông ta cũng không nói lời nào. Khóe miệng của Huỳnh Nhân đang đứng ở một góc cũng lộ ta một nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Chu Hào đã đồng ý phơi bày hết chân tướng của vụ án 316 y ra ánh sáng, sao Huỳnh Nhân có thể bạc đãi ông ta được chứ? Phương thức của vụ án 316 là do ông ta nghĩ ra, nhưng người thực hiện lại là Diệp Thường Phong và Thiều Hải Hà, không có quan hệ gì với ông ta cả. Vì thế, ông ta chỉ bị bắt một ngày rồi lập tức được thả ra. Chu Hào khẽ gật đầu với Liễu Nham, sau đó lập tức nói với thư ký Trần. "Thư ký Trần, cậu thông báo cả hai chuyện sau đi." Thư ký Trần gật đầu, sau đó nhìn tất cả lãnh đạo cấp trung và cấp cao đang không hiểu gì ở trong phòng họp rồi nói. "Thật ra, Chuyện thứ hai và thứ ba này có thể hợp nhất thành một chuyện để nó, phó chủ tịch của công ty Long Đằng sẽ tiếp tục do phó chủ tịch Chu đảm nhiệm, việc hủy bỏ quan hệ hợp tác với tập đoàn Đại Chu cũng chính là quyết định đầu tiên sau khi phó chủ tịch Chu phục chức. Cái gì? Lời vừa được nói ra, cho dù là Liên Thúy Na, hay là Liễu Cảnh Nhiên, hoặc là người của nhà họ Lâm cũng lập tức cảm thấy choáng váng mà ngơ ngác nhìn Chu Hào trên bục phát biểu. Bọn họ vốn tưởng rằng mình có cơ hội cạnh tranh vị trí phó chủ tịch nhưng thật không ngờ vị trí này đã được định trước rồi. Đây chính là nội dung của cuộc họp ngày hôm nay, mọi người tan họp đi. Sau khi thư ký Trần tuyên bố cuộc họp kết thúc, mặc kệ sắc mặt đờ đẫn của đám người Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên, Liễu Nham và Chu Hào cứ như vậy mà cùng nhau đi đến văn phòng chủ tịch. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với mấy người Liên Thúy Na mà nói, cuộc họp này có tác động rất lớn. Chỉ sợ mấy ngày tới, bọn họ cũng không dám làm càn ở nhà họ Liễu nữa. Huỳnh Nhân không tiếp tục can thiệp vào hoạt động kinh doanh của công ty Long Đằng nữa, anh cứ vậy mà xoay người rời đi. Thang máy đi lên từng tầng, anh vốn muốn lên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, nhưng sau khi nhìn thấy con số 88 này, nội tâm vốn bình tĩnh của Huỳnh Nhân trượt gợn sóng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nhấn nút hủy đi lên tầng trên cùng và ấn nút đi xuống tầng 88. Leng keng, cửa thang máy mở ra, Huỳnh Nhân nhẹ nhàng tìm đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Anh phải lấy hết can đảm mới có thể nhẹ nhàng gõ cửa. Cộc cộc cộc, vào đi. Trong phòng làm việc truyền ra một giọng nói bình tĩnh, bên cạnh đó còn mang theo sự uy nghiêm. Huỳnh Nhân đẩy cửa tiến vào thì nhìn bóng dáng lạnh lùng mà xinh đẹp đang làm việc, ánh mắt anh cũng vì thế mà trở nên ôn hòa. Phi Tuyết, sao anh lại ở đây? Liễu Phi Tuyết cũng cảm thấy có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Huỳnh Nhân. Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc. Sao anh lại có thời gian rảnh mà đến thăm em vậy? Công việc của anh tương đối đặc thù, cho nên thời gian rảnh rỗi cũng khá nhiều, anh chỉ muốn đến thăm em một chút." Huỳnh Nhân cười nói. Liễu Phi Tuyết buông công việc trong tay xuống, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn anh. "Anh còn chưa nói cho em biết, anh làm công việc gì ở đây thế?" Sắc mặt của Huỳnh Nhân khẽ thay đổi khiến cho Phi Tuyết cảm thấy nghi ngờ. Cho dù là lần gặp mặt trước đó với Duy Thần, hay là dự án xây dựng thành phố Hoa Lạc của tập đoàn Lệ Tinh thì trong đó đều có bóng dáng của Huỳnh Nhân. Tất cả mọi thứ đều báo hiệu thân phận của Huỳnh Nhân quả không tầm thường. Nếu đã là vợ chồng, vậy thì không nên giấu giếm, không phải sao. Vẻ mặt của Liễu Phi Tuyết chợt trở nên nghiêm túc. Được rồi, anh sẽ nói cho em biết. Không thể chống lại Liễu Phi Tuyết, Huỳnh Nhân đành phải bất đắc dĩ nói anh chính là chủ tòa nhà quốc tế. Toàn bộ tòa nhà này đều là của anh ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nghe Huỳnh Nhân nói vậy, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng trong nháy mắt, trên gương mặt tinh xảo của Liễu Phi Tuyết cũng trong nháy mắt trở nên chấn động. Anh, chính là chủ của tòa nhà này sao? Đúng vậy, Huỳnh Nhân thẳng thắn nói. Khi biết em làm việc trong tòa nhà quốc tế, anh đã mua toàn bộ tòa nhà này, bởi vì anh không muốn em phải chịu chút thiệt thòi nào. Trong tòa nhà quốc tế này, em xứng đáng là một nữ hoàng. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Liễu Phi Tuyết vẫn nhìn Huỳnh Nhân với vẻ không thể tin được, thậm chí còn vì quá ngạc nhiên, cô phải đưa tay lên che đi đôi môi đỏ mọng. Như vậy, tất cả mọi bí ẩn đều có thể được lý giải một cách dễ dàng. Huỳnh Nhân là chủ của tòa nhà này, cho nên dự án xây dựng thành phố Hoa Lạc đều do tập đoàn Lệ Tinh thực hiện. Huỳnh Nhân là chủ sở hữu của tòa nhà, nên anh có thể thu hồi khoản nợ khổng lồ mà công ty giải trí Huy Hoàng đã nợ. Cho dù ngoài dữ liệu của cô nhưng cũng rất hợp tình hợp lý công ty dược phẩm Hồng Thiên và công ty Long Đằng không phải cũng là do anh làm đấy chứ. Huỳnh Nhân gật đầu, anh nhìn Liễu Phi Tuyết với sắc mặt bình tĩnh rồi nói. Tất cả những gì anh có đều là của em. Liễu Phi Tuyết rời tầm mắt, trên gương mặt cô có chút mất tự nhiên. Anh còn cái gì giấu em không? Còn rất nhiều. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Liễu Phi Tuyết nhìn Huỳnh Nhân mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Anh vậy mà lại thừa nhận chuyện này sao? anh còn rất nhiều việc giấu em, nhưng anh hứa với em, anh nhất định tìm một thời gian thích hợp rồi nói hết cho em biết. Huỳnh Nhân nghiêm túc nhìn Liễu Phi Tuyết, giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ. Hiện tại vẫn chưa đến lúc thích hợp. Liễu Phi Tuyết biết Huỳnh Nhân nhất định có nỗi khổ tâm của mình, vì thế cô cũng hiểu ý mà gật gật đầu. Em chờ anh, ngoặc kép. Sau đó, cô tiếp tục làm việc. Huỳnh Nhân cũng không quấy rầy cô nữa, chỉ là anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn Liễu Phi Tuyết đang làm việc. Liễu Phi Tuyết đã vì anh mà sinh một cô con gái sinh như hoa như ngọc. Cô còn vì anh mà thủ tiết 5 năm, anh có thể đi đâu tìm được một người phụ nữ tốt như vậy chứ? Huỳnh Nhân âm thầm hạ quyết tâm, cho dù con đường phía trước có gian nguy cỡ nào, cho dù là anh phải trả giá bằng tất cả những gì anh đang có thì anh cũng phải cưới được cô. Mới làm được một lát, Liễu Phi Tuyết đã ngừng lại. Không biết vì sao, chỉ cần có Huỳnh Nhân ở đây là cô không thể tập trung vào làm việc được cô không làm việc nữa mà nhìn huỳnh nhân nói hình như một nhà ba người chúng ta chưa từng đi ăn ở bên ngoài đúng không huỳnh nhân suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu đúng là chưa từng hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi anh có muốn ăn gì không em mời huỳnh nhân mừng rỡ chỉ cần ăn cùng em thì anh ăn cái gì cũng được liễu phi tuyết mỉm cười hôm nay cô sẽ phá lệ mà tan làm sớm một chút hai người cùng nhau đi đón huỳnh tiểu như tan học khi biết hôm nay bên ngoài ăn, con bé rất vui. Thật tốt, con muốn ăn kem, đùi gà rán, bít tết, sườn cừu, còn rất nhiều đồ ăn ngon khác nữa. Được, ba sẽ đưa con đi ăn. Huỳnh nhân ôm tiểu như với dáng vẻ cực kỳ cương chiều. Nhìn hai ba con hòa hợp ở cùng nhau, trên mặt liễu phi tuyết cũng hiện lên một nụ cười. Bữa tối được giải quyết tại một nhà hàng phương Tây cao cấp. Chỉ cần là những món tiểu như muốn ăn, Huỳnh Nhân đều gọi một phần bầu không khí lúc này thật vui vẻ và hòa thuận liễu phi tuyết thậm chí còn uống một chút rượu vang đỏ khiến cho trên khuôn mặt xinh đẹp băng giá của cô còn có chút đỏ ửng mê người đúng lúc này điện thoại của liễu phi tuyết vang lên xin chào liễu phi tuyết cầm điện thoại di động lên nghe nhưng mà sau khi nghe thấy giọng nói của đối phương sắc mặt liễu phi tuyết lại thay đổi trong nháy mắt trên khuôn mặt xinh đẹp còn lộ ra một lớp xương lạnh giọng nói của cô còn lạnh lẽo đến thấu xương hơn Tôi hy vọng anh ta sẽ chết. chương 142, Hoàng tộc Yên Lăng. Tôi hy vọng anh ta sẽ chết. Khi nghe thấy câu nói chứa đầy sự hận thù cùng giọng nói lạnh thấu xương này của cô, sắc mặt của Huỳnh Nhân đang ngồi đối diện cô cũng đột nhiên thay đổi. Tiểu như ngồi trên đùi Huỳnh Nhân cũng bị dọa. Trên tay cô bé vốn đang cầm một miếng bánh thịt, kết quả là cầm không chắc nên miếng thịt đó đã trực tiếp rơi xuống đất. Mẹ, mẹ sao vậy? Tiểu như ôm chặt Huỳnh Nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tràn đầy sự lo lắng cô bé nhỏ giọng nói thầm liễu phi tuyết cũng phục hồi tinh thần lại khi cô biết phản ứng vừa rồi của mình có hơi quá thì vội vàng cúp điện thoại tự mình cho số đó vào danh sách đen rồi liên tục xin lỗi xin lỗi tiểu như có phải mẹ đã dọa con sợ rồi không không có tiểu như lắc đầu nhưng đôi mắt to xinh đẹp vẫn lo lắng nhìn liễu phi tuyết nói mẹ mẹ đừng tức giận sau này tiểu như nhất định sẽ nghe lời, không chọc mẹ tức giận. Nghe tiểu như nói vậy, trong lòng liễu phi tuyết cũng cảm thấy khó chịu nói không nên lời, sắc mặt cô càng lộ rõ vẻ áy náy hơn. Rõ ràng cô mới là nguyên nhân nhưng tiểu như lại tưởng cô bé làm gì đó sai nên khiến cô tức giận nên mới liều mạng xin lỗi. Mẹ không tức giận, tiểu như rất ngoan, rất hiểu chuyện. Liễu Phi Tuyết đưa tay đón Tiểu Như từ trong ngực Huỳnh Nhân rồi ôm cô bé rất chặt, cô sợ cô sẽ mất Tiểu Như trong giây tiếp theo. Huỳnh Nhân cảm thấy có gì đó không đúng, anh trầm giọng hỏi. Vừa rồi ai gọi tới vậy? Anh ta là ai vậy? Liễu Phi Tuyết lập tức rơi vào trầm mặc, trong đôi mắt đẹp của cô lại có thêm vài phần bi thương. Đinh đinh đinh. Lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là một số lạ. Liễu Phi Tuyết muốn cúp máy nhưng Huỳnh Nhân lại lắc đầu với cô, sâu trong đôi mắt anh chợt xẹt qua một tia sát ý lạnh như băng, xuyên đến tận xương tủy anh ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến sắc mặt Minh Tuyết thay đổi đến vậy. Do dự một lúc lâu, Liễu Phi Tuyết vẫn ấn nút nghe máy. Phi Tuyết, sao em lại cúp điện thoại của anh? Em cũng không phải không biết, cho dù em có để số điện thoại của anh vào danh sách đen thì tôi cũng sẽ có hàng nghìn cách để tìm được em. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói không nghiêm túc của một người đàn ông lập tức truyền đến. Anh là ai? Huỳnh Nhân hỏi với giọng điệu lạnh nhạt ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập mà nặng nề của đối phương. Khi nói chuyện, giọng nói của người đàn ông vẫn không còn nhẹ nhàng như trước, ngoài ra còn có thêm một chút nghiêm nghị. Phi tuyết, bên cạnh em có đàn ông sao? Tôi là chồng cô ấy. Huỳnh nhân tắt chế độ loa ngoài, đặt điện thoại bên tai mình rồi lạnh lùng nói. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Điện thoại lại im lặng. Hồi lâu sau, người đàn ông thăm dò hỏi: "Anh là Huỳnh Nhân sao? Anh là người đã khiến cái bụng phi tuyết lớn lên rồi biến mất 5 năm sao?" "Là tôi." Trong nháy mắt, trong mắt Huỳnh Nhân lộ ra một tia sát khí. Chuyện này vẫn luôn là một vết đen trong lòng anh, không ai có thể nhắc đến. "Ha ha 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 ha." Sau khi biết được thân phận nhà Huỳnh Nhân, người đàn ông lại điên cuồng cười. Anh ta cười một cách ngạo mạn, Cười một cách mỉa mai, ngoài ra còn mang theo ác ý và diễu cợt Huỳnh Nhân. Có gì buồn cười sao? Huỳnh Nhân nói với giọng điệu lạnh lùng. Có tin hay không, anh mà còn cười nữa thì cho dù anh có trốn ở đâu thì tôi cũng có thể tìm được anh. Sau đó, tôi sẽ xé rách đầu lưới của anh không? Vậy tôi khuyên cậu không nên làm như vậy. Không cần biết trước đây cậu có thực lực hay không. Cho dù có thì sau khi biết được thân phận của tôi, cậu cũng không dám động thủ đâu. Ồ, anh là ai vậy? Huỳnh Nhân cười. Trên đời này, còn không có người anh không dám động vào sao. Tiếng cười kia đột nhiên dừng lại, giọng điệu của người đàn ông cũng trở nên lạnh lẽo. Nghe này, tôi tên là Liễu Bá Lai, là anh trai của Liễu Phi Tuyết. Ngoặc kép, lời này vừa được nói ra, sắc mặt của Huỳnh Nhân thật sự thay đổi. Anh trai của Liễu Phi Tuyết không phải anh rể của anh sao? Nói chuyện đi chứ, sao lại không nói lời nào rồi? Có phải sợ rồi không? Liễu Bá Lai lại cười lớn. Nếu như cậu là loại người hèn nhát, dám nói nhưng không dám làm thì tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn nên ly hôn với Phi Tuyết đi. Con bé sẽ hại chết cậu đó. Ý anh là sao? Sắc mặt của Huỳnh Nhân lại một lần nữa trở nên lạnh như băng, anh hỏi. Làm sai thì phải trả giá, nếu không trả được thì phải lấy cái chết để xin lỗi. Giọng nói của Liễu Bá Lai trở nên trầm thấp, ẩn chứa sát ý. Nếu một ngày nào đó cậu chết thảm trên đường phố thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Anh có thể thử đến xem. Huỳnh Nhân hít một hơi thật sâu, sắc mặt lại trở nên vẻ bình tĩnh. Ba, ai vậy? Huỳnh Tiểu như được Liễu Phi Tuyết ôm vào trong ngực, cũng nhìn ra sự thay đổi trên mặt Huỳnh Nhân, nhẹ giọng hỏi. Huỳnh Nhân ngay lập tức hiện lên một nụ cười. Là một người bạn của ba. Nói xong, anh lập tức đứng dậy rồi nhìn Liễu Phi Tuyết một cái và đi ra ngoài cửa. Giọng nói đầy châm chọc của Liễu Bá Lai lại truyền đến. Giọng nói vừa rồi có phải của đứa nghiệt chủng mà cậu và Phi Tuyết đã sinh ra không? Ba chữ đứa nghiệt chủng vừa ra cuối cùng cũng đã làm cho sát khí trong mắt Huỳnh Nhân không thể ẩn chứa không được mà cứ giống như bão táp quét sạch qua. Trong chốc lát, nhiệt độ trong phạm vi 10 mét chợt giảm xuống. Ầm ầm ầm. Trong nháy, hoa đăng vừa được thắp và đèn đường sáng ngời hai bên đường nổ tung chỉ cần ba chữ vừa rồi của anh cũng đủ để tôi lập tức giết chết anh hơn cả triệu lần rồi đó giọng nói của anh rất lạnh lẽo trên đời này chỉ có hai người có thể khiến anh mất bình tĩnh như vậy đó là vợ và con anh như có thể cảm nhận được sự tức giận sâu sắc chứa đựng trong lòng huỳnh nhân nên liếu bá lai cũng không còn kích thích huỳnh nhân nữa mà trịnh trọng nói nghe này nếu cậu và phi tuyết chưa sinh con đẻ cái thì không sao nhưng nếu đã sinh ra thì đó chính là một đứa nghiệt trùng không phải chỉ có một mình tôi muốn cậu và con gái cậu chết, tất cả mọi người trong gia tộc này đều muốn con bé chết và thủ phạm gây ra cục diện này, chính là cậu, Huỳnh Nhân. Nếu không phải 5 năm trước cậu làm nhục phi tuyết, khiến cho nó mang thai thì con gái cậu cũng không phải chết. Cậu sẽ mãi mãi không thể biết bản thân mình đang đối mặt với một kẻ địch mạnh đến mức nào đâu. Tất cả tội nghiệp này đều bắt đầu từ cậu, một con cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nghe được những lời này, Huỳnh Nhân cầm điện thoại, nhắm đôi mắt của mình lại. Khi anh mở mắt ra lần nữa, đôi mắt của anh đã trở nên đen kịt. Tóc đen, đôi mắt đen. Chỉ có người nào thân thuộc với Huỳnh Nhân thì mới biết Huỳnh Nhân của lúc này mới là đáng sợ nhất. Nhà đường nhếch miệng, nở nụ cười. Các người, đến từ Yên Lăng đúng không? Không sai, nhà họ Liễu ở Hoàng tộc Yên Lăng. Lời nói của Liễu Bá Lai mang theo niềm tự hào sâu sắc, đây là niềm tự hào bẩm sinh từ trong xương cốt được giọng nói của huỳnh nhân vô cùng lạnh nhạt một ngày nào đó tôi sẽ đưa theo con mình đến yên lăng một lần để xem cái được gọi là hoàng tộc yên lăng uy phong đến mức nào vô cùng hoan nghênh liễu bá lai cười ha hả nói nhưng tôi cũng phải nói trước hai ba con các người có thể sống sót đến lúc đó hay không anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục nói dừng một chút hắn tiếp tục nói thân ái nhắc nhở đừng tưởng mấy người ở minh châu tôi ở Yên Lăng thì tôi không thể làm gì được cậu. Ở Minh Châu sẽ tự khác có người chừng trị cậu, hơn nữa người này còn là người rất quen thuộc với cậu. Nói xong, anh ta lập tức cúp điện thoại. Sau khi buông điện thoại xuống, Huỳnh Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Mây đen một vùng, che mất mặt trăng. Vù vù vù. Gió lớn nổi lên, lạnh đến thấu xương. Huỳnh Nhân bỗng nhiên quay đầu lại thì đã thấy Liễu Phi Tuyết sắc tiểu như với hai mắt đỏ bừng nhìn mình chương 143, ông là một người ba tốt. Màn đêm buông xuống, đèn hoa rực rỡ. Huỳnh Nhân đứng một bên đường, trong khi Liễu Phi Tuyết nắm tay tiểu như đứng bên kia đường. Lúc này là đèn đỏ, xe cộ qua lại ngổn ngang, hai người cách nhau một con phố, nhìn nhau từ xa. Bốn mắt nhìn nhau, Huỳnh Nhân nhìn thấy đôi mắt đỏ tuyệt đẹp. Và những gì mà Liễu Phi Tuyết nhìn thấy là một đôi mắt đen bình tĩnh nhưng đầy sóng gió. Không biết đã bao lâu, đèn đỏ đã chuyển thành đèn xanh, bước chân Huỳnh Nhân vững trái, bước đến bên vợ anh. Khoảng cách 10 mét, cuối cùng cũng đến. Huỳnh Nhân kéo liễu phi tuyết lại, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt phức tạp và xinh đẹp của cô. Hai mắt cô đỏ bừng, trên gò má còn có vệt nước mắt. Huỳnh Nhân chậm rãi đưa tay lên, dịu dàng lau sạch nước mắt cho cô. Bá Lai đã nói gì với anh vậy? Không ngăn cản Huỳnh Nhân giúp mình lau nước mắt, Liễu Phi Tuyết ngẩng đầu, chăm chú nhìn Huỳnh Nhân ông ấy nói, nếu có cơ hội sẽ đưa chúng ta đến Yên Lăng một chuyến. Huỳnh Nhân vừa cười vừa nói. Liễu Phi Tuyết không cười mà nhìn thẳng vào Huỳnh Nhân, nói. Đây chính là gia cảnh của em, họ không cho phép em gả cho anh, càng không dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của Tiểu Như. Nếu anh cưới em, cuối cùng cũng sẽ chết vì em. Anh không sợ. Huỳnh Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói dịu dàng, những gì mà Liễu Thụy Hoa nói với anh lúc đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, Huỳnh Nhân cũng không ngờ rằng Liễu Phi Tuyết thật sự là người của hoàng tộc Yên Lăng. Hơn nữa, rõ ràng là sự tồn tại của một đứa bé 5 tuổi là điều không thể tha thứ. Nhưng em sợ, Liễu Phi Tuyết che mặt khóc nức nở, cuồng loạn hét to vào mặt Huỳnh Nhân. Sau khi em mang thai, anh có biết em đã sợ hãi như thế nào không? Không phải sợ nuôi không nổi đứa bé, mà là sợ, sau khi sinh xong sẽ bị họ phát hiện, họ sẽ giết. Wow! Mặc dù tiểu như không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy mẹ mình khóc như vậy, cô bé cũng khóc lớn. Mẹ đừng khóc, có tiểu như ở đây. Cô bé ôm chặt liễu phi tuyết, càng khóc càng lớn. Liễu phi tuyết cũng ôm chặt huỳnh tiểu như, ôm rất chặt. Năm năm qua, em dẫn tiểu như đi trốn đông trốn tây, vì sợ bị bọn họ tìm được. Em đã mất anh, không thể để mất đứa con gái duy nhất này được đối mặt với sự suy sụp của liễu phi tuyết huỳnh nhân cũng im lặng hồi lâu người đi đường xung quanh ai cũng nhìn ba người họ bằng ánh mắt ngạc nhiên anh đứng thẳng lưng nói một cách uy nghiêm anh là long chủ anh tuyệt đối sẽ không để mẹ con em bị tổn thương không ai có thể chia cắt chúng ta ai chống lại anh sẽ giết người đó tuy nhiên liễu phi tuyết vẫn lắc đầu anh không biết anh không biết cái gì hết mặc dù bây giờ cô là tổng giám đốc tập đoàn lệ tinh có giá lên đến hàng tỷ nhưng so với hoàng tộc yên lăng thì cô cũng không là gì muốn phá hủy tập đoàn lệ tinh thì chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi sở dĩ họ không ra tay là bởi vì họ còn kiên nhẫn với con gái của mình nếu một ngày người đó cũng mất kiên nhẫn tất cả sẽ kết thúc hiện tại bọn họ đã tìm được huỳnh nhân nếu như như mình không ly hôn với huỳnh nhân họ sẽ hành động cuộc gọi đó chính là tín hiệu trong khoảng thời gian này, anh có thể rời khỏi đây không? Đôi mắt liếu phi tuyết đỏ bừng, khổ sở nói. Con người huỳnh nhân co rụt lại, tim đập dữ dội. Chịu đựng qua khoảng thời gian này là được rồi, em sẽ không ly hôn với anh, em chỉ muốn bảo vệ tiểu như. Sự tàn bạo xuất hiện trong lòng huỳnh nhân, giống như một thứ cỏ dại đang sinh sôi nảy nở, nhưng khi anh nhìn thấy liễu phi tuyết khóc không ngừng, những suy nghĩ tàn ác đó cũng tiêu tan thành mây khói anh hít một hơi thật sâu mỉm cười được nói xong xoay người rời đi lúc đi bóng lưng của huỳnh nhân vẫn rất thẳng tắp giống như anh có thể chống cả trời đất ba 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 đi đâu vậy nhìn thấy ba rời đi tiểu như cũng luống cuống khóc càng lúc càng nhiều liễu phi tuyết kéo tiểu như lại ôm cô bé vào lòng không cho cô bé đuổi theo ba ba con muốn ba mẹ đuổi ba đi mẹ là đồ xấu xa tiểu như khóc dữ dội hơn ra sức giấy ruộng muốn đuổi theo bóng hình của huỳnh nhân xin lỗi xin lỗi liễu phi tuyết lẩm bẩm như người bị mộng du cô ôm tiểu như vào trong xe huỳnh nhân đi được mười bước quay lại nhìn thoáng qua với ánh mắt không đành lòng nhưng chỉ thấy bóng hình của liễu phi tuyết và tiểu như đã biến mất anh khẽ thở dài một hơi huỳnh nhân lấy điện thoại ra gọi điện lưu an thiếu chủ trong lòng lưu an run lên cô ta nghe được giọng nói của thiếu chủ có gì đó không đúng. Vẻ mặt của Huỳnh Nhân rất dứt khoát. Điều tra xem nhà họ Liễu ở Hoàng tộc Yên Lăng có lai lịch gì. Vâng, Lưu An cũng không hỏi nhiều, chỉ âm thầm ghi nhớ bốn chữ này, sau đó cũng không cúp máy. Còn có chuyện gì sao? Lưu An trần chờ một chút, nói. Thiếu chủ, sự suy sụp của nhà họ thường có gì đó rất kỳ lạ. Huỳnh Nhân không nói gì, im lặng chờ Lưu An báo cáo thiếu chủ, Diệp Thường Phong có tổng cộng hai người con trai, ngoài Diệp Dạ Nguyệt ở bên ngoài, còn có một người con trai nữa là Diệp Tư Truy, anh ta từ đầu tới giờ đều không xuất hiện ở các sự kiện. Tôi đã điều tra và phát hiện một sự thật rất sốc, Diệp Tư Truy mắc bệnh tâm thần phân liệt, đặc biệt là đối với phụ nữ, hành vi của anh ta càng khác thường hơn. Ý của cô là sao? Sắc mặt huỳnh nhân vẫn không thay đổi, trầm giọng hỏi. Lưu An tiếp tục nói, anh ta không có hứng thú gì với phụ nữ chỉ thích siêu tầm phụ nữ thôi siêu tầm phụ nữ sắc mặt huỳnh nhân thay đổi đúng vậy lưu an nói siêu tầm các bộ phận trên người phụ nữ anh ta cũng từng để ý đến cô liếu nhưng chưa hành động còn đối với thiều gia nguyệt của nhà họ thiều anh ta cũng đã tìm cách để siêu tầm nhưng lại bị hiểu lầm là trêu gẹo thiều gia nguyệt nên đã bị đá đi một cách không có tính người hơn nữa người này rất thích giết chóc là bệnh nhân nguy hiểm nhất của bệnh tâm thần. Huỳnh Nhân không suy nghĩ gì, chỉ nói. Chuyện của Diệp Tư Truy để qua một bên đi, trước tiên hãy điều tra hoàng tộc Yên Lăng. Vâng, cúp máy, đôi mắt Huỳnh Nhân lạnh như băng. Hoàng tộc Yên Lăng, tôi hy vọng các người đừng đụng đến mẹ con cô ấy, nếu không, không cần biết các người có là hoàng tộc hay không, tất cả đều phát chết. Đêm khuya, Diệp Thường Phong tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Cốc cốc, đúng lúc này, có người gõ cửa phòng bệnh viện. Diệp Thường Phong vừa mở cửa vừa nhìn, lập tức con người co rụt lại. Một người đàn ông mặc một bộ vest trắng, mỉm cười nhìn ông ta. "Diệp Tư Truy." Sắc mặt Diệp Thường Phong thay đổi. "Sao con có thể xuất hiện ở đây?" Diệp Tư Truy cười một tiếng, nói: "Thân phận của tôi tương đối đặc biệt, nên tôi có thể tùy ý đi lại." Diệp Thường Phong định hỏi rõ hơn một chút thì Diệp Tư Truy đã đi ra ngoài không một bóng người. Diệp Thường Phong do dự một chút, cuối cùng cũng đi theo. Đây là lúc ít lính canh nhất. Diệp Tư truy ngẩng đầu nhìn trời, vừa cười vừa nói. Tôi rất vui vì ba đã đi theo tôi. Gò má của Diệp Thường Phong co giật một chút, nếu không phải bị ép buộc, ai lại muốn đi đến nơi này với một người điên chứ? Diệp Tư truy xoay người lại, cười dịu dàng hỏi. Ba, có thể nói cho tôi biết tại sao ba lại vào đó không? Diệp Thường Phong im lặng một hồi, nói. Mạng sống của ba đã bị lấy đi. Tôi đã xem tin tức, mấy ngày trước có sự kiện ngày 16 tháng 3, cùng với sự phá sản của công ty dược phẩm Hồng Thiên. Diệp Tư Truy vẫn đang cười, chỉ là trong nụ cười còn kèm theo sự thương hại và châm biếm. Tôi đã nói rồi, tôi mới là con của ba, chỉ có tôi mới có thể giúp ba đạt được những gì mà ba muốn, thế nhưng ba lại chọn Dạ Nguyệt, nó vẫn còn nhỏ. Anh im đi. Diệp Thường Phong như bị kích động, trợn tròn hai mắt anh chỉ là một người điên thôi cũng vì tránh né thiều gia nguyệt mà anh trốn vào bệnh viện tâm thần sao thiều gia nguyệt hả nhắc tới người phụ nữ này hai mắt diệp tư truy hiện lên sự say mê cô ấy đúng là một người phụ nữ kỳ lạ nhưng đó không phải là cái cớ để ông đưa tôi vào bệnh viện tâm thần đột nhiên diệp tư truy chuyển chủ đề anh ta nhìn diệp thường phong đừng quên tôi trở nên như vậy là do ai là ông nếu ông không giết mẹ tôi đúng lúc bị tôi nhìn thấy ông cũng không muốn tôi biến mất tôi đã thấy rất rõ ngày đó lúc ông giết mẹ ông đã cười đúng không ông cũng rất thích thú nhưng tôi đã phát hiện ra có một thứ còn thú vị hơn giết người đó là siêu tầm cho đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được ngón tay bị cắt đứt của mẹ tôi bây giờ tôi có thể nói cho ông biết nó ở chỗ của tôi diệp tư truy nói xong diệp thường phong trợn tròn mắt thì ra là mày cái đồ điên này chúng ta đều là người điên diệp tư truy mỉm cười nhìn ba của mình đưa tay ra ôm diệp thường phong vào lòng khẽ vỗ vai ông ta cảm ơn ba ba là một người ba tốt hành động nhẹ nhàng chân thành tha thiết nhìn giống như tình cảm ba con của họ rất tốt ý thức của diệp thường phong trở nên mờ nhạt ông ta tựa đầu vào vai diệp tư truy hai mắt trợn to con người bắt đầu giãn ra khóe miệng ông ta tràn ra một vệt máu tươi ông ta đã chết trong lúc ôm nhau diệp tư truy đã đeo găng tay đồng thời nhét vào một con dao găm sắc bén vào tay diệp thường phong sau đó cầm tay đâm mạnh vào tim ông ta xoay 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 ba tốt của con cái chết chính là cách tốt nhất để giải thoát cho ba nhìn diệp thường phong chết không nhắm mắt diệp tư truy nói nhỏ sự hy sinh nào cũng có giá trị nhà họ thường chưa xong đâu tôi sẽ trả thù huỳnh nhân thay ba sau đó hưởng thụ với vợ của anh ta nói xong anh ta biến mất trong màn đêm không lâu sau đó thi thể của Diệp Thường Phong được nhân viên y tế phát hiện ra trong lúc tuần tra. Tiếng thét chói tai, phá vỡ khoảng không yên lặng. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng bước chân rồn rập. Đến lúc cảnh sát đến thì thi thể của Diệp Thường Phong cũng đã lạnh ngắt. Diệp Tư truy mất tích. chương 144, lúng túng. Tin tức về cái chết của Diệp Thường Phong ở bệnh viện tâm thần ngày càng lan rộng. Thiều Hải Hà gấp tờ báo lại, sắc mặt vô cùng gấp gáp lần đầu tiên anh ta cảm thấy nguy hiểm sau khi công ty dược phẩm hồng thiên sụp đổ diệp thường phong bị đưa đến bệnh viện tâm thần sau đó còn chết lúc nửa đêm loại bỏ trường hợp tự sát hung thủ ngoại trừ huỳnh nhân ra thì không còn ai có động cơ nữa diệp thường phong đã chết người kế tiếp có khi nào là mình không anh thiều đây là thứ anh muốn lúc này một người đàn ông không có gì đặc biệt bước vào phòng khách đưa cho thiều hải hàm một phong bì được niêm phong Tìm được rồi à, thiêu hải hà sửng sốt một chút. Người đàn ông gật đầu. Hãy tin tưởng sự chuyên nghiệp của tôi. Tốt lắm. Thiêu hải hà mừng rỡ, đưa cho người đàn ông một tờ chi phiếu. Đây là tình báo mà anh ta đã thuê với một số tiền lớn, một người có chuyên môn có thể theo dõi nhất cử nhất động của huynh nhân. Anh ta biết rõ, huynh nhân là một người vô dụng trong nhà họ liễu, tại sao lại có thế lực lớn như vậy. Thiều Hải Hà chưa kịp xé phong bì ra thì bên trong rơi xuống một tấm hình. Trong hình là hình ảnh ba người, Huỳnh Nhân, Liễu Phi Tuyết và Tiểu Như đang ăn cơm với nhau ở một nhà hàng phong cách phương Tây. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Thiều Hải Hà ngẩn người, tại sao họ lại ở cùng với nhau? Tình báo nói, nhìn cử chỉ và nét mặt của họ, có thể thấy họ là người yêu của nhau. Còn về Huỳnh Nhân, sở dĩ anh ta có thể mang đến nhiều phiền phức cho anh Thiều như vậy, sợ là sau lưng có người hỗ trợ cầm tấm ánh, gương mặt thiều hải hà trở nên đáng sợ vô cùng. Thì ra đồ vô dụng đó đang vụng trộm. Tốt lắm, liễu phi tuyết, bên ngoài cao sang quyền quý, nhưng bên trong lại là con đàn bà lẳng lơ vụng trộm, đồ đê tiện. Thiều hải hà đã tham dự hôn lễ của liễu phi tuyết, anh ta biết chồng cô là một nhân vật tầm cỡ. Nhưng bây giờ, cô lại ở cùng với tên vô dụng như huỳnh nhân, lại còn có quan hệ với nhau. Thiều hải hà nở một nụ cười dữ tợn. Liễu phi tuyết, lần này tôi nắm được điểm yếu của cô rồi. Chồng đi vắng thì lập tức đi vụng trộm, nếu đã ghê gớm như vậy, thì loại đàn ông nào cũng chịu sao. Việc đạp phá này thực sự ổn lại không uống phí thời gian, một kế hoạch đen tối từ từ hiện lên trong đầu anh ta. Cậu chủ, ông chủ cho mời. Lúc này, quản gia đi tới, nói với Thiều Hải Hà. Biết rồi. Thiều Hải Hà gật đầu một cái, để tình báo rời khỏi, sau đó đi vào phòng sách. Ba, nghe nói bà tìm con. Thiều Hải Hà nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên sofa đọc báo, hỏi. Người đàn ông đó ngoài 50, nhưng vẫn còn rất trẻ, da thịt trên người vẫn còn săn chắc, không bị trùng xuống. Lông mày kiếm, đôi mắt sáng, ánh mắt như rát vàng, liếc qua, nhìn rất có phong độ của người tri thức. Ba nghe hết mọi chuyện rồi. Thiều Văn Sơn nói, vốn dĩ ba rất có hy vọng đối với con, nhưng bây giờ nhìn lại, con còn không bằng Thiều Gia Nguyệt, nghe những lời nói này mắt thiều hải hà trợn tròn ánh mắt hiện lên sự dữ tợn nhưng cô ấy cũng chỉ là phụ nữ thiều văn sơn chuyển chủ đề nhìn thiều hải hà nói hơn nữa trong cơ thể nó cũng không phải là dòng máu của nhà họ thiều cuối cùng thì cũng không phải là người của nhà họ thiều đúng nhắc đến chuyện này thiều hải hà hơi tức giận cô ấy cũng không phải là người của nhà họ thiều chẳng qua chỉ là bạn của ông nội gửi nuôi nhờ mà thôi tại sao ông nội lại muốn đem cả nhà họ thiều truyền lại cho cô ấy. Ba nghĩ xem ông cụ có đồng ý không. Thiều Văn Sơn liếc nhìn Thiều Hải Hà một cái, sau đó thở dài. Đứa bé ra nguyệt đó, thông minh lanh lợi, đến cả người lớn như chúng ta cũng không thể sánh được. Con bé biết rõ mình là người ngoại lai, chắc chắn sẽ không nhận được sự chào đón của nhà chúng ta, nên lúc lên sáu đã đổi họ, đổi thành họ Thiều, để lấy lòng chúng ta. Năm 15 tuổi xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, đó là do con bé bầy kế, để tránh tai mắt xung quanh, tỏ thái độ với nhà họ thiều, con bé sẽ không tham gia bất kỳ bữa tiệc gia đình nào của nhà họ thiều. Thử hỏi một người đến bản thân cũng dám giết, thì tham vọng lớn như thế nào? Chúng ta chưa từng xem con bé là người nhà, con bé cũng để phòng chúng ta. Ông cụ đã nhận ra chuyện này từ lâu rồi, tìm đủ mọi cách để đuổi con bé ra khỏi nhà họ thiều, cách tốt nhất chính là để con bé lấy chồng người đó phải là người của một dòng họ nhỏ, huỳnh nhân của nhà họ liễu chính là thí sinh tốt nhất. Con bé cũng biết được chuyện, đồng ý lấy chồng, nhưng với một điều kiện là nhà trai ở rể, chuyện này lại có lợi cho con bé. Nói đến đây, Thiều Văn Sơn thở dài. Nếu huỳnh nhân ở đây, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì 5 năm trước huỳnh nhân đã gả cho Thiều Gia Nguyệt rồi. Mọi chuyện diễn ra sau đó, tất cả mọi người đều đã biết. Thiều Gia Nguyệt đã lợi dụng Huỳnh Nhân để lấy bí mật thương mại của nhà họ Liễu. Huỳnh Nhân cũng biến mất trong đám cưới. Thiều Gia Nguyệt rứt khoát ra tay với nhà họ Liễu, lấy được phần lớn sản nghiệp của nhà họ Liễu, sau đó lớn mạnh. Thiều Gia Nguyệt trở nên hùng mạnh, cuối cùng cũng lộ tham vọng lớn lao, cuối cùng cũng nắm giữ được nhà họ Thiều. Thiều Văn Sơn thở dài, nhìn Thiều Hải Hà nói. Sự tranh lệch giữa con và Thiều Gia Nguyệt chính là kinh nghiệm của con. Đường đi rất thuận lợi cộng thêm sự kiêu ngạo, vốn dĩ không thua kém gì, nhưng rất khó để đạt được đến cái tầm của Thiều Gia Nguyệt. Thiều Hải Hà ngơ ngác nhìn ba mình, biết được bí mật này, trong khoảnh khắc đó anh ta không biết phải nói gì. "Chịu đựng thêm một chút nữa cũng tốt." Thiều Văn Sơn xúc động nhìn Thiều Hải Hà, nói: "Là rồng hay sâu, đều phải dựa vào ý trời. Ba con sẽ không làm mọi người thất vọng." Rời khỏi phòng sách, gương mặt Thiều Hải Hà vô cùng u ám. Thua kém Thiều Gia Nguyệt về mọi mặt, thái độ trái ngược giữa, người trước người sau của Liễu Phi Tuyết khiến anh ta tức giận. Anh ta nôn nóng muốn thực hiện kế hoạch ở trong đầu. Lúc này, quản gia lại đi tới. Cậu chủ, có khách muốn gặp cậu. Thiều Hải Hà khẽ cao mày, hôm nay anh ta không có lịch gặp khách hàng. Không gặp, anh ta từ chối. Nhưng, vị khách kia họ diệp. Sắc mặt Thiều Hải Hà thay đổi, suy nghĩ một lúc. Mời vào sau đó một người đàn ông mặc bộ vest màu trắng khuôn mặt tuấn tú mỉm cười đi vào nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó thiều hải hà ngạc nhiên nói cậu là anh ta còn tưởng diệp dạ nguyệt đến nhưng không phải anh thiều lần đầu tiên gặp mặt tôi là diệp tư truy người đàn ông này hơi khom người thực hiện nghi lễ với thiều hải hà theo tiêu chuẩn của quý tộc diệp tư truy thiều hải hà cảm thấy cái tên này rất quen thuộc giống như đã từng nghe đến lúc nhớ ra thì sắc mặt thay đổi cậu chính là người bị bệnh tâm thần hay trêu ghẹo em gái tôi em gái của anh thật xinh đẹp tôi gọi đó là yêu thích diệp tư truy không tức giận trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ nhưng tôi không đến tìm cô thiều tôi đến tìm anh tìm tôi làm gì có thể anh thiều cũng đã nghe đến cái chết của ba tôi bây giờ chúng ta có chung kẻ thù diệp tư truy nói những chuyện anh Thiều muốn làm cũng là những chuyện mà tôi muốn làm. Cậu sẽ cho tôi cái gì? Thiều Hải Hà nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén, hỏi. Diệp Tư truy nhếch miệng cười, lấy ra một tấm ảnh trong lòng ngực. Anh Thiều, không phải anh muốn có cô ta sao? Ừm, uhm. ngay lập tức, sắc mặt Thiều Hải Hà trắng bệch, trong lòng anh ta cảm thấy hoảng sợ vì bị theo dõi. Xoẹt, xoẹt. Diệp Tư truy xé tấm ảnh của Liễu Phi Tuyết Thành từng mảnh vụn. Sau đó đứng trước mặt Thiều Hải Hà gọi điện thoại. Chói cô ta lại. Chương 145, bắt cóc. Biệt thự Sơn Thủy. Từ sau khi tách ra khỏi hai mẹ con Liễu Phi Tuyết, đây là chỗ ở tạm thời của Huỳnh Nhân. Sáng sớm, Huỳnh Nhân mồ hôi nhễ nhại kết thúc tập luyện, đang chuẩn bị đi tắm thì điện thoại đột nhiên rung lên. Là video cô của Liễu Phi Tuyết. Huỳnh Nhân ngay cả tắm rửa cũng không lo nữa, vội vàng bắt máy. Thời gian gần đây mặc dù Huỳnh Nhân đã rời đi, nhưng ngày nào Liễu Phi Tuyết cũng sẽ gọi video cô cho Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân biết, không phải là Liễu Phi Tuyết nhớ mình rồi, mà là con gái. Phần lớn thời gian video cô đều là Huỳnh Nhân và Tiểu Như nói chuyện với nhau, còn Liễu Phi Tuyết lại mang vẻ mặt phức tạp ấy náy đứng một bên. Bố! Ngay khi điện thoại được kết nối, tiếng kêu lanh lảnh kích động của Tiểu Như vang lên. Con bé vừa mới tỉnh dậy trên người vẫn còn mặc đồ ngủ hoạt hình màu hồng cực kỳ đáng yêu bố đây huỳnh nhân vội vàng trả lời ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn có cô con con gái tự như một thiên thần nhỏ như này trái tim của huỳnh nhân tan chảy hết cả rồi bao giờ thì bố quay về vậy ạ à? con nhớ bố lắm tiểu như mở to đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nói câu nói vang lên tim huỳnh nhân cũng có rút đau đớn tựa như bị ai đó khoét một miếng trên tim vậy sâu thẳm trong nội tâm, lệ khí bộc phát. Nếu không phải là bị hoàng tộc Yến Lang uy hiếp, làm sao Liễu Phi Tuyết lại bị ép đến bước đường này? Huỳnh nhân ngược lại không sao cả, nỗi khổ tương tư 5 năm, năm qua anh còn vượt qua được, huống chi là chút thời gian này. Anh là lo cho con gái. Liễu Phi Tuyết đứng bên cạnh cũng trầm mặc, cắn chặt môi, chìm trong cảm giác tự trách. Không sao đâu, anh không trách em. Huỳnh nhân nhìn cô, dịu dàng nói. Ngừng lại một chút, rồi lại nói với tiểu như tiểu như ngoan qua mấy ngày nữa bố sẽ về mấy ngày là bao lâu ạ à? ngoặc kép ngoặc kép lại là một hồi im lặng chỉ là lời nói hồn nhiên của một đứa trẻ nhưng lại luôn chọc chúng chỗ mềm yếu nhất trong nội tâm của huỳnh nhân và liễu phi tuyết nửa tháng liễu phi tuyết đột nhiên nói huỳnh nhân kinh ngạc nhìn về phía cô tiểu như lập tức cười tươi vâng nửa tháng sau bố nhất định phải về đó được Huỳnh Nhân ngẩn ngơ đáp lại một tiếng, ngạc nhiên nhìn Liễu Phi Tuyết. "Con đi rửa mặt đi." "Vâng ạ." À. Tiểu Như ngoan ngoãn đáp lại, sau đó mang vẻ mặt không nỡ rời xa vẫy tay chào Huỳnh Nhân. "Tạm biệt bố." Sau khi đuổi con gái ra chỗ khác, Liễu Phi Tuyết mới nhìn về phía Huỳnh Nhân, đôi mắt của cô ngập tràn sự kiên định. "Trong nửa tháng, chỉ cần người của Hoàng tộc Yến Lăng không đến thì anh quay về đi." "Vậy nếu như người của Yên Lăng đến thì sao?" liễu phi tuyết trong chốc lát lại lâm vào trầm mặc qua một hồi lâu nhìn thẳng vào huỳnh nhân nhẹ nhàng nói anh có thể bảo vệ em và con đúng không cả người huỳnh nhân run lên lập tức đáp lại đương nhiên có anh ở đây không ai có thể làm tổn hại đến một sợi lông của mẹ con em được liễu phi tuyết lại nhìn chằm chằm vào huỳnh nhân một lúc rồi tắt máy tay huỳnh nhân nắm chặt lấy điện thoại vẻ mặt nghiêm túc gọi cho một số điện thoại thiếu chủ sòng điệu Lưu An cung kính. Chuyện lệnh của tôi, lệnh 10 đại binh vương, dẫn theo 10 vạn đại quân, đến ngoài thành phố Minh Châu đợi lệnh. Huỳnh Nhân lạnh lùng nói. Nếu như nửa tháng sau mẹ con Liễu Phi Tuyết bình an vô sự, thì tự động rút lui, nhưng nếu bọn họ thiếu một sợi lông. Đại quân ngay lập tức tiến thẳng về phía nam, san bằng hoàng tộc Yên Lăng. Dầm! Lời vừa nói ra, tâm thần Lưu An liền chấn động, dù qua điện thoại, cô vẫn cảm nhận được một luồng sát khí ngất trời. Gió, tay nắm chặt điện thoại, chắp ra sau lưng, đôi con người nhìn về phía xa, hơi lạnh lan tỏa khắp nơi. Hoàng tộc yên lăng, nếu các người dám tới, thì tôi cũng không ngại xóa sổ một hoàng tộc đâu. Sau đó, Huỳnh Nhân đến tòa nhà quốc tế, tập đoàn Long đằng dưới sự quản lý của Liễu Nham, phát triển không ngừng, tiếp được rất nhiều đơn lớn. Anh rể. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Huỳnh Nhân quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Thụy Hoa duyên dáng yêu kiều đứng ở cổng tòa nhà quốc tế. Mỉm cười chào hỏi anh. Thụy Hoa, sao em lại ở đây? Huỳnh Nhân kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, bước qua. Em đến thực tập. Lâm Chiếu Vân cười nói, Huỳnh Nhân lúc này mới để ý Liễu Thụy Hoa đang mặc trang phục công sở. Trong chốc lát tầm mắt có chút hốt hoảng, Liễu Thụy Hoa và Liễu Phi Tuyết lớn lên vốn dĩ đã có tám phần giống nhau, lúc trước còn có thể dựa vào khí chất và cách ăn mặc để phân biệt liễu thủy hoa trẻ trung năng động phong cách thời trang cũng đa dạng còn liễu phi tuyết mặc đồ công sở quanh năm hào quang mạnh mẽ bây giờ liễu thủy hoa cũng mặc đồ công sở nhìn lần đầu hai người y như nhau tựa như là từ một khuôn đúc ra em cũng thực tập ở đây à liễu thủy hoa bất mãn bĩu môi oán trách chuyên ngành của của em là y đơn vị thực tập nên là kiểu bệnh viện gì gì đó chứ Kết quả trường lại phân em đến một công ty thẩm mỹ ở ngay gần tòa nhà quốc tế đây này. Đây không phải là dâu ông nọ cắm cầm bà kia à? May là còn gần chỗ đi làm của anh rể nên em qua thăm anh xíu. Nói chuyện một lúc, Liễu Thủy Hoa lại vui vẻ cười tươi. Hóa ra là như vậy. Huỳnh Nhân lộ ra nụ cười, chỉ chào hỏi mỗi anh, không qua chào hỏi chị em cái, không sợ chị em tổn thương à? Chị em bận lắm. Liễu Thủy Hoa bĩu môi nói hơn nữa nếu chị ấy biết em thực tập nói không chừng lại dạy dỗ em em không ngu thế đâu a à, không nói nữa em muộn rồi nhìn nhìn thời gian liễu Thụy hoa lập tức vội vàng rời khỏi vừa chạy cửa không quên quay đầu anh rể đợi em tan ca nhớ mời em ăn tối nhìn bóng dáng lâm chiếu vân vội vã rời đi huỳnh nhân bất lực lắc đầu xong họ đều không biết rằng ở một ngã rẽ không xa có bốn cặp mắt đang quan sát nhất cử nhất động của Huỳnh Nhân và Liễu Thụy Hoa. Một trong số chúng rút ra một bức ảnh, tỉ mỉ đối chiếu. Người trong ảnh, vậy mà lại là Liễu Phi Tuyết. Tên đó sờ sờ cầm, biểu cảm quỷ quái hỏi. Là cô ta à? Chắc chắn là cô ta rồi. Tên đàn ông da đen bên cạnh miệng toàn răng văng cười nói. Sao tao thấy có chỗ nào khác khác? Tên đàn ông cầm đầu sắc mặt kỳ quái người trong tấm ảnh này vừa nhìn đã biết là một nữ cường nhân người vừa rồi khí chất kém quá xa đại ca anh từng nói là người phụ nữ trong ảnh và người đàn ông kia có quan hệ tình nhân làm gì có người phụ nữ nào ở trước mặt bạn trai mà còn nghiêm túc nghe như vậy tên đàn ông cầm đầu lập tức xóa bỏ hoài nghi vậy hành động thôi trời chập tối giờ cao điểm tan tầm liễu thụy hoa vừa kết thúc một ngày làm việc bước ra khỏi công ty đi về phía tòa nhà quốc tế nhưng mà, đi được nửa đường, sau lưng đột nhiên có bốn người bước đến, một phát che lấy miệng của cô, kéo cô vào bụi cỏ bên cạnh. Ưm, ừ. bất chợt, đồng tử của Liễu Thụy Hoa co lại, cô liều mạng vùng vẫy, thậm chí còn đánh bật cả giày cao gót. Thế nhưng, một cô gái yếu đuối, làm sao có thể là đối thủ của bốn tên đàn ông vạm vỡ? Rất nhanh đã bị khống chế, lôi vào trong bụi cỏ. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Liễu Thụy Hoa cắn một phát vào cổ tay của một tên đàn ông máu tươi lập tức chảy ròng ròng. A, à, tên đó đau khổ hét lên thảm thiết cúng theo đó vang lên. Liễu Thủy Hoa hít thở từng ngụm khí trong lành, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi nhìn bốn tên đàn ông. Các người là ai, muốn làm cái gì? Em gái, cũng mạnh mẽ đấy nhỉ, xem ông đây đánh chết mày. Tên đàn ông bị cắn vừa hút máu từ vết thương, vừa xài bước lớn về phía Liễu Thụy Hoa, nói rồi tên đó giơ tay lên. Định quạt về phía Lâm Chiếu Vân lại bị tên lùn đứng bên cạnh ngăn lại. Đại ca, anh quên rồi à, phải còn sống, hơn nữa trên người cũng không được có vết thương. Tên đàn ông nghe vậy mới hạ tay xuống, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Hừ, xem như mày may mắn, nhưng mày cứ đợi đấy cho ông đây, đợi đại ca chơi mày xong, thì đến lượt anh em bọn tao chơi. Cứu, cứu mạng. Liễu Thụy Hoa cuối cùng cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì, quay người chạy hướng tòa nhà quốc tế. Vừa chạy, vừa rút điện thoại, gọi cho chị. Nhưng mà, mới chạy được có vài bước đã bị bắt lại. Còn muốn báo cảnh sát. Một tên béo cầm bao tải trùm lên người Liễu Thụy Hoa. Tầm nhìn trước mắt chỉ còn là một mảnh tối tăm, điện thoại trong tay, cũng trượt xuống, rơi vào trong bụi cây. Mau đưa cô ta đi. Bốn tên đàn ông cho Liễu Thụy Hoa vào một cái bao tải, rồi nhét vào trong một chiếc xe van. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 146, cô không phải cô ấy. Ở phía khác, Liễu Phi Tuyết đang làm việc thì nhận được điện thoại của Liễu Thủy Hoa. Alo, Thủy Hoa. Cô nhấc máy lên nghe, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Alo. Cô lại nói một câu, nhưng không có bất kỳ tiếng động nào như cũ. Thủy Hoa, em nói gì đi. Chỉ có sự im lặng kéo dài, bất chợt Liễu Phi Tuyết cảm nhận được một sự bất an mạnh mẽ, giọng điệu cũng dần trở nên gấp gáp. Thủy Hoa, em đừng dọa chị, em mau nói gì đó đi." Liễu Phi Tuyết ngắt điện thoại, gọi lại cho Liễu Thủy Hoa, nhưng không có ai bắt máy. Cô lại gọi điện thoại cho lớp của Liễu Thủy Hoa, nhưng tin tức nhận được lại là Liễu Thủy Hoa đi thực tập rồi. Tim cô càng ngày càng chìm xuống, Liễu Phi Tuyết vội vàng chạy xuống tầng, chạy đến đơn vị thực tập của Liễu Thủy Hoa. Nhưng, đi được nửa đường thì cô dừng lại. Cô nhìn thấy điện thoại của Liễu Thủy Hoa và một đôi giày cao gót Cô run rẩy nhặt điện thoại của Liễu Thủy Hoa lên, sắc mặt Liễu Phi Tuyết trong chốc lát trở nên trắng bệch như một tờ giấy, cô vội rút điện thoại ra, gọi cho Huỳnh Nhân. Trong lúc khẩn cấp, người cô nghĩ đến đầu tiên luôn là Huỳnh Nhân. "Phi Tuyết." Giọng nói dịu dàng của Huỳnh Nhân truyền qua điện thoại, nhưng đáp lại anh lại là giọng nói run rẩy của Liễu Phi Tuyết. "Huỳnh Nhân, Thủy Hoa bị bắt cóc rồi, anh mau nghĩ cách." Sắc mặt Huỳnh Nhân trong chốc lát trở nên u ám nhưng rất nhanh lại an ủi phi tuyết em đừng gấp em đến chỗ anh trước đã liễu phi tuyết đem theo đôi giày cao gót dưới đất chạy lên tầng cao nhất tòa nhà quốc tế phòng làm việc vô cùng xa hoa nhưng liễu phi tuyết không còn tâm trạng quan tâm đến những thứ này đặt điện thoại và đôi giày cao gót của liễu thụy hoa lên bàn huỳnh nhân huỳnh nhân nheo mắt lại đôi giày cao gót này quả thật là đôi mà sáng nay liễu thụy hoa đi có phải là bọn họ không vẻ mặt liễu phi tuyết lo lắng hỏi Huỳnh Nhân do dự một lúc, sau đấy bác bỏ suy đoán này. Không thể là bọn họ được. Mục đích của bọn họ chỉ muốn khiến chúng ta ly hôn và con gái của chúng ta mà thôi. Bắt cóc Liễu Thụy Hoa làm gì? Không phải là Hoàng tộc Yên Lăng, tự nhiên cũng không cần động đến người vạn đại quân đang đợi lệnh. Đúng lúc này, Huỳnh Nhân nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Anh là ai? Huỳnh Nhân lạnh giọng hỏi. Trong điện thoại truyền ra một trận cười cứng nhắc. Ha ha, không tồi. Nhanh vậy đã đoán ra được đây là chuyện gì Ngừng lại lát, giọng nói đó lại vang lên Vợ anh ở trong tay bọn tôi Nếu không muốn cô ta bị hàng chục tên vô gia cư trả đạp Thì trong vòng một giờ, một mình đến khu công nghiệp bỏ hoang Nói xong, cũng không cho Huỳnh Nhân bất kỳ cơ hội nào để nói Trực tiếp cúp điện thoại Ngoặc kép ngoặc kép Sau khi cúp điện thoại, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết đều ngẩn người ra Đưa mắt nhìn nhau liễu phi tuyết vẫn còn an toàn đứng ở bên cạnh anh đối phương sao lại nói vợ mình ở trong tay bọn họ rất nhanh huỳnh nhân đã hiểu ra sắc mặt lạnh lẽo nói mục tiêu của bọn họ là em chỉ là hôm nay thủy hoa mặc trang phục công sở bọn họ tưởng nhầm là em cho nên mới bắt cóc em ấy liễu phi tuyết vẻ mặt đau khổ là em hại em ấy rồi đây không phải là lỗi của em em đi đón tiểu như trước đi huỳnh nhân lắc lắc đầu an ủi liễu phi tuyết ánh mắt đồng thời cũng lạnh đi anh sẽ khiến bọn chúng trả giá nói xong anh đi về phía cửa huỳnh nhân liễu phi tuyết gọi anh lại huỳnh nhân dừng chân quay đầu nhìn lại chỉ thấy đôi mắt đỏ rực của liễu phi tuyết nhất định phải đưa thụy hoa về còn nữa ngừng lại một lúc rồi cô tiếp tục nói còn sống quay về huỳnh nhân ngẩn người sau đó nhếch miệng cười đương nhiên bước ra khỏi tòa nhà quốc tế Gương mặt Huỳnh Nhân sớm đã trở nên lạnh lùng. Đối phương nói chỉ được một mình Huỳnh Nhân đi, nên anh cũng không định đem theo Lưu An. Bắt một chiếc xe, rồi vội vàng đến khu công nghiệp bỏ hoang. Không ai phát hiện ra, một chiếc Porsche màu đen vẫn luôn lặng lẽ đậu bên đường, trong xe vẫn luôn có người. Mắt nhìn theo phương hướng Huỳnh Nhân biến mất, chủ nhân của chiếc Porsche mỉm cười, cũng khởi động xe, đuổi theo. Cùng lúc đó, tại khu công nghiệp bỏ hoang 30 năm trước, nơi này vốn dĩ vẫn là một khu công nghiệp sầm uất, nhưng khi Minh Châu dần dần lọt vào hàng ngũ những thành phố hạng nhất, nơi này liền bị bỏ hoang. Trên đỉnh tòa nhà, có ba tên đàn ông, hai tên đàn ông trong số đó suốt ruột hút thuốc không ngừng, chính là Thiều Hải Hà và Diệp Tư Truy. Người còn lại rõ ràng là đàn em của Diệp Tư Truy, đến cả tư cách ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng một bên cười. Đại ca, tụi em về rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hô, bốn tên đàn ông đi vào bọn họ vội vàng hỏi thế nào bắt được người chưa đương nhiên ở đâu tên đàn ông nhìn về phía sau bốn người chống không không một bóng người người đã được đưa vào phòng rồi người đàn ông nghe xong hết sức vui mừng quay đầu nhìn diệp tư truy lão đại đã bắt được người rồi rất tốt tiếp theo chỉ cần đợi tên huỳnh nhân đó tự chui đầu vào lưới thôi diệp tư truy cười ha hả nói đã trói vào chưa trói rồi diệp tư truy hài lòng gật gật đầu nói bọn mày phải hiểu bọn mày là bệnh nhân tâm thần mà người tâm thần giết người không phạm pháp một lát nữa đợi người đến rồi đánh anh ta mạnh bạo vào đánh chết cũng không sao vâng lão đại ở mỗi góc của nhà máy đều truyền đến tiếng vang lớn những người này mặc dù đều là bệnh nhân tâm thần đã được xuất viện nhưng đều tuân theo mệnh của diệp tư truy Diệp Tư truy quay đầu nhìn về phía Thiều Hải Hà. Cậu Thiều, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cậu mau đi đi, tôi đã đặt sẵn địa điểm cho cậu rồi, bảo đảm cậu hài lòng. Được, vừa nghĩ đến người phụ nữ bản thân luôn mong nhớ, một lúc nữa sẽ trần chuồng nằm trên giường, mặc anh ta xử lý, ánh mắt của Thiều Hải Hà lập tức trở nên nóng bỏng. Đặc biệt, cô còn là người phụ nữ của Huỳnh Nhân, càng làm thỏa mãn sở thích của anh ta. Lát nữa các cậu giải quyết xong Huỳnh Nhân, thì bắt anh ta lại, đem anh ta đến phòng của tôi, tôi muốn làm nhục liễu phi tuyết trước mặt anh ta. Sòng điệu thiều hải hạ uy nghiêm đáng sợ, vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, máu nóng trong người anh ta lại sôi sùng sục. Được thôi, chỉ là cậu thiều cũng đừng quên, một số bộ phận khác của lâm tiểu thư, tôi muốn lấy ra cất giữ. Thiều hải hà ngẩn ra, vừa nghĩ đến không lâu sau liễu phi tuyết sẽ bị chặt đứt tay chân, thì anh ta lại không nhịn được thở dài một câu, thật là phung phí của trời nhưng Vân gật đầu. Đều là của cậu cả. Nói xong, anh ta lập tức lái xe rời đi. Cả đường, anh ta đều đang nhấn ga, chỉ tốn có 20 phút, đã đến một căn biệt thự ngoại ô dấu kín. Đẩy cửa vào, vừa nhìn đã thấy một cái bao tải đang không ngừng động đậy trên giường. Đột nhiên, Thiều Hải hàn nở nụ cười âm u. Ha ha ha, liếu phi tuyết, con khốn suốt ngày tỏ vẻ lạnh lùng, không phải cuối cùng vẫn rơi vào tay tôi. Thiều Hải Hà cũng không vội vàng mở bao tải, mà từ từ rót một ly rượu vang, ứng ực uống xuống. Rượu vào thêm dũng cảm, trước khi vào chuyện nam nữ, vẫn là cần thêm một chút gia vị. Nửa bình rượu vang xuống bụng, sắc mặt Thiều Hải Hà trở nên đỏ rực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhìn bao tải cũng xuất hiện bóng hồng. Liễu phi tuyết, nhiều lúc tôi không hiểu rốt cuộc là em nghĩ cái gì. Tại sao, em thà chọn một tên phế vật vừa không có tiền vừa không có quyền, mà không chịu ở cùng tôi chứ bây giờ tôi nắm được điểm yếu của em em dám ngoại tình chứng tỏ em cũng là một người phụ nữ bình thường cũng có nhu cầu vậy người giải quyết nhu cầu của em tại sao lại không thể là tôi anh ta vừa nói vừa cởi thắt lưng đi về phía giường nghe lời của thiều hải hà bao tải càng dãy dụa dữ dội em đừng sợ em không một mình huỳnh nhân đang đến cứu em rồi đợi một lát nữa em sẽ nhìn thấy anh ta bị trói mang đến đây đến lúc đó tôi sẽ cho em thấy sự lợi hại của tôi trước mặt anh ta dưới tác dụng của rượu nụ cười của anh ta dần trở nên hung tợn một phát mở bao tải ra chỉ nhìn thấy đầu của một người phụ nữ lộ ra sau đó là toàn bộ khuôn mặt miệng bị chặn lại không thể phát ra âm thanh chỉ có thể khóc thút thít mang theo ánh mắt kinh hãi cực độ nhìn chằm chằm thiều hải hà nhìn khuôn mặt này thiều hải hà tức khắc sững sờ ba giây sau la lên kinh ngạc cô không phải là Liễu Phi Tuyết. chương 147, bắt nhầm người. 10 phút sau, một chiếc xe taxi đỗ ở trước cửa khu công nghiệp. Huỳnh Nhân mặt không chút biểu cảm bước xuống xe, cả người tỏa một luồng hơi lạnh, trực tiếp đi vào trong. Giác quan nhạy cảm, giúp anh vừa bước vào khu công nghiệp trông nháy mắt đã nhận ra chỗ nào có người trốn. Chỉ cần Huỳnh Nhân muốn, những người giám thị này trong một giây liền biến thành một khối thi thể lạnh băng, nhưng anh không đánh rắn động cỏ, nên chỉ bước thẳng vào trong nhà máy tên giám thì cùng lúc đó chạy đến trước mặt diệp tư truy và đàn em của anh ta báo cáo lão đại anh hắc nê người đến rồi diệp tư truy và hắc nê đồng thời đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn thấy huỳnh nhân đang từng bước bước tới cầu thang mặc dù sắc mặt lạnh lùng nhưng không ai để ở trong lòng tên ngốc này bảo anh ta đến một mình anh ta cũng đến một mình thật đúng là chán sống lão đại đối phương chỉ có một người tại sao phải gọi tất cả anh em lên đây? Không phải là chuyện bé xé ra to à? Một số đàn em cười to, dường như là đã thấy trước cái chết của Huỳnh Nhân. Diệp Tư truy lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói. Cậu Thiều từng nói, Huỳnh Nhân này ngày trước từng làm lính, thật sự có bản lính, các cậu không được sơ suất, xem xem có cảnh sát theo sau không. Một tên đàn em cầm ống nhòm nhìn sung xung quanh một lúc, nói. Lão đại, không có cảnh sát, người này thật sự là một người đến. Nghe vậy, tảng đá lớn đè nặng trong lòng Diệp Tư Truy cũng lặng yên hạ xuống, một người thì dễ xử lý hơn nhiều rồi. Ngay sau đó, anh ta nhìn về phía bốn tên bắt cóc, nói. Mấy người các người, đi mời anh Huỳnh của chúng ta lên đây. Không cần, tôi đến rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng như lưỡi đào muốn lấy mạng người vang lên, nhiệt độ của cả nhà máy cũng theo đó hạ thấp không ít, Cả đám người giật mình ớn lạnh, từng người quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy ở cuối tầm mắt một bóng người đang chậm rãi đi bước tới, đúng là huỳnh nhân. Đôi mắt anh mang theo vô hạn ý lạnh, giống như tu la dính đầy máu tươi trên chiến trường, làm cho người ta không rét mà run. Muốn chết, một tên đàn ông và mặt phẫn nộ, cầm trong tay một cây gậy thép, lao đến sau lưng huỳnh nhân, định đập vào ót anh. Bịch, nhưng mà, người có mặt ở đây còn chưa thấy rõ huỳnh nhân động thủ như thế nào, thân thể người kia đã như con diều đứt dây bay ra ngoài. Gãy cổ, chết tại chỗ. Nhìn cảnh này, tất cả mọi người đều bị dọa rồi, không thể tưởng tượng nổi nhìn huỳnh nhân. Diệp Tư truy cũng giật mình một hồi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, đôi mắt hơi nheo lại. Anh là huỳnh nhân, người khiến bố tôi phá sản. Người ở đâu? Nhưng mà, huỳnh nhân căn bản không để ý đến anh ta, giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm diệp tư truy đây không phải thái độ nhờ người khác giúp đỡ đâu đối mặt với sát khí của huỳnh nhân diệp tư truy không sợ chút nào đối với hắn cũng chỉ là một hổ đang phát cuồng mà thôi vợ bị bắt hơn nữa còn sắp bị làm nhục chỉ cần là đàn ông đều sẽ căm phẫn phát cuồng đi huỳnh nhân càng tức giận anh ta càng ung dung cười ha hả nói tôi nói cho anh biết thì cũng được thôi nhưng hai tay phải ôm đầu ngồi xổm xuống đất ít nhất phải cho chúng tôi thấy thành ý của anh đã chứ ánh mắt của huỳnh nhân cũng nheo lại nguy hiểm anh uy hiếp tôi diệp tư truy cười lớn đang muốn nói chuyện lại phát hiện huỳnh nhân trước mắt đột nhiên biến mất vụt chỉ thấy một bóng người tàn nhẫn lướt đến trước mặt diệp tư truy ngay sau đó một tay dùng lực khống chế cổ anh ta trực tiếp nhấc cả người anh ta ra khỏi mặt đất trả lời ta thụy hoa ở đâu trong mắt huỳnh nhân phun ra sát khí dày đặc mau buông lão đại gia những người khác đều từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần ai ai cũng cầm vũ khí vọt về phía huỳnh nhân bịch ánh mắt huỳnh nhân phát lạnh mạnh mẽ ném thân thể diệp tư truy vào góc tường trong chốc lát ngã đến cổ họng ngọt lịm máu tươi điên cuồng phun ra ngay sau đó liền giống như một con hổ vào bầy cừu tàn sát bốn phía diệp tư truy còn chưa kịp thở dốc đã phát hiện âm thanh bốn phía thoáng cái đã trở nên yên tĩnh vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy thuộc hạ của anh ta đều đã ngã trên mặt đất, không còn tiếng động. Mà huỳnh nhân đứng ngay chính giữa xác chết, như một bức tượng bình thường không nhúc nhích. Một luồng hơi thở tử vong nồng đậm tỏa ra xung quanh huỳnh nhân. Sau khi biết rằng mục tiêu của đối phương là Liễu Phi Tuyết, nhưng lại bắt nhầm Liễu Thụy Hoa, huỳnh nhân không thể kìm nén được nổi lên sát ý trong lòng, lòng chủ phẫn nộ, thế gian kinh sợ. Tôi hỏi lại một lần nữa, Liễu Thụy Hoa ở đâu? giọng nói anh khàn khàn, mang theo nồng đậm tử khí. Diệp Tư Truy hoàn toàn khiếp sợ, cũng không cố duy trì phong độ yêu nhã trước sau như một nữa, trong mắt tràn đầy sợ sệt, lần đầu tỏ ra nghi ngờ đối với thông tin của Thiều Hải Hà. Ai nói Huỳnh Nhân chỉ là tên tiểu bạch kiểm được liễu phi tuyết bao nuôi. Vốn tưởng rằng sẽ bắt được một cách dễ dàng, ai ngờ bị giết ngược lại lại là bọn họ. Diệp Tư Truy dù có thông minh đến đâu, đối mặt với một Huỳnh Nhân như này, anh ta cũng loạn luôn nhưng mà nghe được câu hỏi của huỳnh nhân diệp tư truy cũng dần bình tĩnh lại cho dù người của anh ta trong nháy mắt đều chết sạch nhưng anh ta vẫn tỏ ra không chút sợ hãi như cũ ánh mắt u ám nhìn huỳnh nhân tôi không ngờ rằng thực lực của anh đã đạt đến bước này nhưng vợ của anh ở trong tay tôi nếu anh không muốn vợ mình biến thành một cái xác chết thì thành thực chút cho tôi anh ta hy vọng có thể nhìn ra sợ hãi và khủng hoảng từ trên mặt huỳnh nhân nhưng sắc mặt huỳnh nhân vẫn đạm mạc như cũ anh bắt nhầm người rồi đó không phải là phi tuyết diệp tư truy trong chốc lát ngẩn ra sau đó cười lớn huỳnh nhân đã đến lúc nào rồi anh còn chơi mưu tính với tôi anh tưởng người của tôi mù hết rồi đúng không không tin một lúc nữa anh sẽ biết huỳnh nhân nhìn diệp tư truy nhàn nhạt nói trước khi tôi hoàn toàn nổi sát ý anh tốt nhất nói cho tôi biết người ở đâu thấy huỳnh nhân bình tĩnh như vậy trong lòng diệp tư truy cũng dần lộp bộp nói cho cùng anh ta cũng chỉ biết là người của anh ta bắt được người rồi cũng chưa kiểm tra xem người bắt được là ai có ảnh làm tham khảo có lẽ sẽ không bắt nhầm chứ vừa nghĩ đến đây trong lòng diệp tư truy đã ổn định hơn không ít nhìn huỳnh nhân nói tôi nói cho anh biết vợ anh không ở đây mà đã bị tôi giấu ở một nơi rất kín đáo nếu anh giết tôi cả đời này anh cũng đừng hòng tìm được vợ mình ha 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 reng 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 đúng lúc diệp tư truy đang cười từng hồi chuông điện thoại trói tai vang lên. Vừa nhìn hiển thị điện thoại gọi đến, Diệp Tư truy cổ quái cười lên. Xem ra cơ thể của vợ anh, khó giữ được rồi. Ánh mắt huỳnh nhân nổi sát khí nồng đậm. Nếu như Thụy Hoa không giữ được trinh tiết, tôi muốn tất cả các anh đều chôn cùng nhau đi. Diệp Tư truy bắt máy, cười lớn cố ý khiêu khích huỳnh nhân. Sao vậy, mùi vị của nữ tổng tài đệ nhất Minh Châu, không tồi chứ? Không tồi cái rắm thế mà trong điện thoại lại truyền ra một trận âm thanh tức giận. Anh rốt cuộc là làm ăn thế nào vậy? Tôi bảo anh đi bắt liễu phi tuyết, anh thì hay rồi, bắt nhầm người. Trong chốc lát, nụ cười trên mặt Diệp Tư truy vụt tắt, biểu cảm sượng lại tại chỗ. chương 148, bên thứ ba. Thiều Hải Hà nói một câu, bắt nhầm người, như một tia sét đánh giữa trời quang, khiến Diệp Tư truy ngay lập tức ngơ ra. Anh nói gì, bắt nhầm người. Lấy lại tinh thần, Diệp Tư Truy chưa thể tin được còn hỏi ngược lại, một người sống sờ sờ vậy, sao có thể trói sai chứ? Họ Diệp kia, uổng công tôi tin tưởng anh, anh lại trói nhầm tôi. Tức chết tôi rồi. Trong điện thoại, tiếng mắng chửi hồn hển của Thiều Hải Hà truyền tới. Cái tôi muốn là Liễu Phi Tuyết, nếu không phải Liễu Phi Tuyết, thì còn có ý nghĩa gì? Thính giác của Huỳnh Nhân khác với mọi người, liền nghe ra giọng Thiều Hải Hà trong điện thoại, đôi mắt ngay lập tức lạnh như băng. Thiêu Hải Hà, lần trước tôi đã tha cho anh một cái mạng chó, anh lại không biết điều, còn muốn bắt cóc phi tuyết. Diệp Tư truy không biết rằng Huỳnh Nhân mang sát khí đầy mình đối với anh ta và Thiều Hải Hà, không nói lời nào, sắc mặt vô cùng khó coi. Nghĩ lại trước đó Huỳnh Nhân gọi, Thụy Hoa, không phải Liễu Phi Tuyết, lúc đầu Diệp Tư truy còn tưởng Huỳnh Nhân cố ý muốn đánh lạc hướng mình, không ngờ thật sự trói nhầm người. Một lũ vô dụng, Diệp Tư truy giận đến mức khóe miệng giật giật, nhưng bốn người bắt cóc Liễu Thụy Hoa đều đã tức chết, cũng không nên đổ lỗi cho bọn họ. Có điều, nhớ tới dáng vẻ căng thẳng trước đó của Huỳnh Nhân, Diệp Tư truy nhếch miệng cười. Anh Thiều, không nên hoảng hốt, mặc dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cục diện vẫn ở trong tay ta. Ý anh là sao? Diệp Tư truy cười khà khà. Dù con tin không phải Liễu Phi Tuyết, nhưng đều là người quan trọng với Huỳnh Nhân, chỉ cần con tin còn trong tay chúng ta, anh ta sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, Thiêu Hải Hà cũng không tức giận nữa. Nghe vẻ có lý, người phụ nữ này giống Liễu Phi Tuyết như vậy, tám phần là chị gái hoặc em gái. Chính là như vậy. Nụ cười trên mặt Diệp Tư truy càng rõ ràng, nói: Mặc dù không phải Liễu Phi Tuyết, nhưng cũng là một cực phẩm, hơn nữa, 5 năm trước Liễu Phi Tuyết đã mất đi sự trong trắng, là hàng đã qua sử dụng, còn con tin lần này vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thấy xem ra, anh Thiều mới là người có lãi." Thiều Hải Hà mừng rỡ khi nghe những lời này. "Ha ha ha, anh thật biết nói chuyện, không tệ, không thể nếm thử Liễu Phi Tuyết, vậy thử với em gái của Liễu Phi Tuyết, đúng là không tệ." Kết thúc điện thoại, sắc mặt Diệp Tư truy khôi phục như bình thường, cười ha hả nhìn huỳnh nhân nói. "Tôi thừa nhận, là tôi bắt nhầm người, nhưng có liên quan gì tới anh?" "Người phụ nữ kia bây giờ ở đâu, chỉ có mình tôi biết." nếu giết tôi anh cũng không thể tìm được cô ta huỳnh nhân không hề lay động anh tự tin như vậy sao dĩ nhiên diệp tư truy cười rực rỡ nếu như anh không tin vậy thì đến đây thử một chút oanh ngay sau đó huỳnh nhân nhanh như chấp xuất hiện một phát bắt được cổ hỏng của anh ta đột nhiên dùng sức lập tức hai mắt diệp tư truy trợn to mặt đỏ lên anh ta cảm giác mình sắp ngạt thở chuyện đề cử chứng bệnh nhưng mà gương mặt bắp thịt vẫn co quắp như cũ anh ta đang cười mặc dù cổ họng bị huỳnh nhân nắm chặt nhưng giống như không có chủ đích gì nói ra một câu hoàn chỉnh xem ra anh đã quyết tâm giết chết tôi tôi khuyên anh nên làm nhanh một chút nếu chậm trễ thì mạng của người phụ nữ kia khó mà giữ được những lời này càng khiến cho ánh mắt của huỳnh nhân thêm lạnh lẽo bàn tay từng chút từng chút siết chặt hơn đúng cứ như vậy mà giết tôi đi sắc mặt diệp tư truy từ đỏ chuyển thành tím thậm chí chủ động đưa đầu lưỡi ra nhìn giống như một con quỷ bị thắt cổ nhưng trong mắt anh ta lại lóe lên vài tia hưng phấn tôi chết rồi anh sẽ không thể tìm được cô ta cả đời anh sẽ phải sống trong hối hận thấy anh tức giận khổ sở tôi rất vui vẻ ba tôi cũng sẽ rất vui vẻ huỳnh nhân rơi vào trầm mặc dù trong lòng càng tức giận nhưng vẫn buông lỏng anh ta không khí tràn vào khoang miệng sắc mặt diệp tư truy trở lại bình thường nụ cười trên mặt càng rõ ràng tại sao không ra tay đi rõ ràng với anh thì giết chết tôi là một chuyện dễ dàng nhưng anh lại không làm anh sợ đúng không anh ta nhìn huỳnh nhân cười ha hả nói anh sợ giết tôi rồi sẽ không tìm được người phụ nữ kia ở đâu ánh mắt huỳnh nhân vô cùng u ám không nói lời nào anh sợ nhất là trốn hoang vu này lúc trên đường anh đã để lưu an đi tìm hiểu nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì nói ra yêu cầu của anh đi anh trầm giọng nói diệp tư truy nhếch môi cười rất đơn giản lần này coi như tôi nhận thua tôi phải đảm bảo an toàn cho tôi huỳnh nhân lập tức lùi về sau một bước mục tiêu của anh chẳng qua là tôi thụy hoa không liên quan là người vô tội chỉ cần anh thả em ấy ra tôi sẽ không làm khó anh những lời này của huỳnh nhân phát ra từ nội tâm bây giờ anh chỉ muốn mang Liễu Thụy Hoa đang mất tích trở về an toàn, còn kẻ tiểu nhân như Diệp Tư Truy kia, mặc dù khó chơi nhưng anh cũng sẽ không để tâm quá nhiều. Nhưng Diệp Tư Truy lại khinh thường cười nói. Anh cho là tôi sẽ tin lời anh sao, nếu như chính tôi đem con tin tới giao cho anh, thì là ngày kết thúc của tôi. Vậy cậu muốn thế nào? Huỳnh Nhân càng ngày càng mất kiên nhẫn, nếu thật sự ép anh ta, lập tức để 10 vạn đại quân đi vào, tiến hành lục soát khắp nơi diệp tư truy cũng nhìn ra huỳnh nhân đang mất kiên nhẫn không nói nhảm nữa trực tiếp nói để tôi rời đi đến khi tôi cảm thấy an toàn sẽ đem người phụ nữ kia trả lại cho anh cục diện bây giờ lập tức thay đổi trước đó liễu thụy hoa dùng để uy hiếp huỳnh nhân lấy tiền chuộc bây giờ lại trở thành tấm thẻ giúp diệp tư truy tự vệ cậu đi đi huỳnh nhân gật đầu một cái giữ khoảng cách với diệp tư truy hy vọng cậu giữ lời hứa diệp tư truy cảnh giác nhìn anh cho đến khi xuống tầng chui vào trong xe, mới hoàn toàn yên tâm. Xe vừa chạy, trên mặt Diệp Tư truy hiện lên một tia cười lạnh. Muốn tôi thả người, nằm mơ, ngày mai khi bình minh, chờ mà nhặt xác người phụ nữ kia đi. Nhưng Diệp Tư truy không biết rằng, Huỳnh Nhân cũng từ công xưởng bỏ hoang kia mà biến mất. Cùng lúc đó, một biệt thự ở ngoại ô. Căn biệt thự gồm ba tầng, duy chỉ có một tầng là sáng đèn, mà ở gian phòng bên trong đó hai tay hai chân Liễu Thụy Hoa bị trói chặt bằng dây, trên miệng cũng bị dán đầy băng dính. Cô ấy không thể nói lời nào, chỉ có thể kêu ô ô, ánh mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông không quen biết trước mặt, uốn éo đến kịch liệt. Ở mép giường còn để sẵn một máy quay phim dùng để thu lại những hình ảnh ấy. Thiều Hải Hà đã chuẩn bị đầy đủ, nằm nghiêng nhìn Liễu Thụy Hoa, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Mặc dù cô ấy không phải Liễu Phi Tuyết, nhưng dáng dấp quá giống Liễu Phi Tuyết, hơn nữa còn trẻ hơn, tràn đầy sức sống tuổi xuân. Quan trọng là, trên người Liễu Thụy Hoa tỏa ra mùi thơm của gái còn trinh, cô ấy chưa từng bị chơi qua. Họa phúc khôn lường, làm sao biết không phải phúc A. Ánh mắt rực lửa của Thiều Hải Hà quan sát Liễu Thụy Hoa, lập tức đè xuống, hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh hãi của cô ấy, bò lên giường. Bảo bối nhỏ, tôi tới với em. Hu hu hu. Con người Liễu Thụy Hoa trợn tròn, cả người giấy rụa kịch liệt, nhưng hai tay hai chân đều bị trói chặt, ngay cả chạy trốn cũng không thể. nghĩ tới sự trong sạch của mình sắp bị hủy hoại trong chốc lát, cô ấy nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt chảy xuống thành từng dòng. ầm, uhm. đột nhiên một chuôi dao lạnh lẽo từ phía cửa sổ bắn vào, bịch một tiếng, đóng vào vách tường trên đỉnh đầu Thiều Hải Hà. cách đầu anh ta chỉ một tấc. Thiều Hải Hà vừa định cởi quần áo trên người Liễu Thụy Hoa xuống, lập tức cả người cứng đờ, suýt chút nữa sợ đến chết tại chỗ cố cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy rèm cửa bị gió lạnh thổi tung, một người phụ nữ mặc đồ đen bó sát đang đứng trên cửa sổ, lạnh lùng nhìn anh ta. Trên tay vuốt vuốt một cái dao găm sắc bén, đùa giỡn xoay ra các đao hoa mỹ lệ nhưng lại lạnh như băng. chương 149, Ban chết. 20 phút sau, một chiếc xe dừng ở trước cổng biệt thự, Diệp Tư truy bước xuống xe, nhìn đồng hồ, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm, cũng lâu rồi, chiến tranh cũng nên kết thúc. Nói xong, anh ta đẩy cửa ra thoải mái cười nói anh thiều kết quả như thế nào tuy nhiên căn phòng bên cạnh vẫn yên lặng chỉ có giọng nói của diệp tư truy vang lên anh thiều diệp tư truy hơi sửng sốt sau đó đi tới một căn phòng đẩy cửa ra sắc mặt anh ta thay đổi trên mặt đất đầy mảnh vụn của thủy tinh gió thổi ào ào thổi tung tấm rèm cửa hai bên người phụ nữ trên giường biến mất không một dấu vết cả người thiều hải hà đầy máu nằm trên mặt đất mỗi một tấc da thịt trên người đều có vết dao cái cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sắc mặt của diệp tư truy thay đổi rõ rệt anh ta vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài bên ngoài cửa sổ tối đen như mực không một bóng người diệp tư truy cũng không quan tâm cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đi tới trước mặt thiều hải hà kiểm tra hơi thở của anh ta còn sống điều này khiến diệp tư truy thở phào nhẹ nhóm sau đó cố gắng lay thiều hải hà anh Thiều, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy. Tuy nhiên, mặc cho anh ta có lay like cỡ nào, Thiều Hải Hà cũng không có phản ứng. Diệp Tư truy sợ hãi, cảm thấy cả người ớn lạnh, cuối cùng thì ai là người đã đánh Thiều Hải Hà để giải cứu con tin. Trong đầu Diệp Tư truy hiện lên một người duy nhất, chính là Huỳnh Nhân. Nhưng sau khi anh ta suy nghĩ một chút thì đây là chuyện không thể nào. Bởi vì anh ta còn không biết mình đã giấu con tin ở đây, nói chi đến việc tự mình đến giải cứu con tin. Lúc này, Diệp Tư truy liếc mắt, phát hiện camera vẫn còn ở đây. Anh ta đi đến camera, bấm nút dừng, định xuất ra xem có chuyện gì xảy ra. Thình thình thình. Lúc này, có người gõ cổng biệt thự. Diệp Tư truy cao mày, hét lớn một tiếng. Có gì đợi lát nữa rồi nói. Thiều Hải Hà đã hôn mê, bây giờ trong biệt thự chỉ có hai người là anh ta và tài xế, cho nên Diệp Tư truy cho rằng tiếng gõ cửa dưới lầu là của tài xế của anh ta loảng xoảng loảng xoảng tiếng đập cửa ngày càng dữ dội giống như muốn phá vỡ cánh cửa vậy diệp tư truy cảm thấy tức giận chạy nhanh xuống lầu mở cửa loảng xoảng tuy nhiên chưa kịp mở cửa một lực từ bên ngoài đẩy cánh cửa bay ngược vào nện vào người diệp tư truy đè anh ta xuống đất khụ 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 bụi bay mịt mù bốn phía diệp tư truy liên tục ho khan lúc này trước mặt anh ta xuất hiện một đôi giày da màu đen cả người diệp tư truy run lên ngẩng đầu lên một cách cứng đơ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của huỳnh nhân trước mặt mình sắc mặt anh lãnh đạm trong khoảnh khắc ấy diệp tư truy cảm thấy như mình mắc đại dịch sắc mặt vô cùng hoảng sợ sao sao anh tìm được nơi này nhờ có cậu dẫn đường huỳnh nhân trên cao nhìn xuống anh ta ánh mắt đầy sát khí tôi đã cho cậu một con đường sống nhưng cậu không biết quý trọng vậy thì không thể trách tôi được ngay lập tức diệp tư truy hoảng sợ gần chết sự sợ hãi trong nội tâm như được phóng đại. Anh ta biết rõ, con tin chính là lá bài mà anh ta dùng để bảo vệ mình, nhưng bây giờ con tin cũng biến mất, chẳng khác nào anh ta đã mất đi lá chắn bảo vệ. Huỳnh nhân sẽ giết anh ta, sẽ không nhân nhượng gì nữa. Không, anh không thể giết tôi, tôi vẫn còn giá trị đối với anh. Diệp Tư truy vội vàng bò dậy, van xin khẩn khiết trước mặt Huỳnh Nhân. Giá trị duy nhất của anh là nói cho tôi biết cô gái đó đang ở đâu huỳnh nhân nói bằng giọng điệu lạnh lùng ở đó cô ấy ở đó diệp tư truy vội vàng chỉ tay vào một gian phòng khác hoảng sợ nói huỳnh nhân nhìn theo sau đó bước đến gian phòng kia diệp tư truy không còn quan tâm đến cơn đau nữa che xương sườn lại liều mạng chạy ra ngoài trốn giây phút đó anh ta đã biết người phụ nữ kia đã mất tích một cách bí ẩn sở di anh ta không nói cho huỳnh nhân biết là để tranh thủ thời gian cứu sống bản thân nhưng những tiểu xảo này huỳnh nhân rất dễ dàng nhìn ra, anh nhìn thấy tiểu hải hà nằm hôn mê dưới đất, cũng không thấy liễu thụy hoa đâu. Ngay lập tức, ánh mắt huỳnh nhân hiện lên sát khí, anh cầm lấy chuôi đèn, đập vào người diệp tư truy. Phịch, đánh ngay ót của diệp tư truy, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Huỳnh nhân bước ra ngoài, trong mắt tràn ngập lửa giận, anh không quan tâm có hôn mê bất tỉnh hay không, anh cầm đầu anh ta lên đập xuống đất. Phịch, cơn đau dữ dội khiến diệp tư truy tỉnh lại hoa mắt chóng mặt nhưng vừa thấy khuôn mặt lạnh lùng của huỳnh nhân anh ta sợ đến cả người run rẩy trước khi huỳnh nhân giải quyết tất cả mọi chuyện trong nháy mắt nó đã in sâu trong lòng anh ta anh không thể giết tôi nếu không anh sẽ hối hận anh ta nhìn huỳnh nhân hoảng sợ gào lên anh dám gạt tôi giọng nói huỳnh nhân uy nghiêm đến đáng sợ sau đó giọng nói anh tăng lên quãng tám nói người ở đâu tôi cũng không biết diệp tư truy bị dọa đến hồn phi phách tán sắc mặt tái nhợt đàn em của tôi đưa đến đây sau đó thì không tìm thấy nữa tôi cũng không biết anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao huỳnh nhân lạnh lùng nói tôi cho anh ba tiếng nếu như anh còn không chịu nói ra thì mỗi một phút tôi sẽ bẻ một đốt xương trên người cậu hồn vía của diệp tư truy như muốn bay khỏi xác anh ta biết rõ huỳnh nhân dám nói dám làm nhưng cuối cùng người đã đi đâu anh ta cũng không biết. "Hết giờ." Huỳnh Nhân lạnh lùng nói, sau đó nắm một ngón tay của Diệp Tư Truy, ra sức bẻ. Sắc sắc, một ngón tay của Diệp Tư Truy đã bị Huỳnh Nhân bẻ gãy. "A!" À, anh ta kêu thảm thiết, mồ hôi lạnh trên trán tuông ra. "Tính luôn hai chân, anh còn 19 ngón." Huỳnh Nhân thản nhiên nói. Diệp Tư Truy sợ hãi tột độ, cả người run rẩy dữ dội hơn, anh ta vắt óc suy nghĩ mọi cách nhưng không có kết quả. Sắc sắc, một ngón tay nữa đã bị huỳnh nhân bẻ. a, à, diệp tư truy đau như muốn chết đi sống lại, cả người đổ mồ hôi lạnh. sau đó, cứ mỗi một phút trôi qua, huỳnh nhân sẽ bẻ một ngón tay của diệp tư truy. mười phút sau, mười ngón tay của diệp tư truy mềm nhũn giống như cái mũi. anh ta đã đau đến hôn mê bất tỉnh. nhưng huỳnh nhân vẫn không nương tay, vẫn máu lạnh như trước kế tiếp là các đốt xương khác trên cơ thể cậu. Huỳnh Nhân lạnh lùng nói, "Cơ thể người có 206 đốt xương, nếu cậu vẫn không chịu nói, tôi sẽ đập nát từng cái một. Từ nay về sau, cậu sẽ giống như một con trùng, chỉ có thể bò sát mặt đất." Reng reng reng. Đúng lúc này điện thoại Huỳnh Nhân vang lên. Liễu Phi Tuyết gọi. Trong nháy mắt, sát khí trên người anh đều biến mất. "Phi Tuyết." Giọng nói của Phi Tuyết trong điện thoại có vẻ kích động. Không sao, Thụy Hoa không sao. Nói xong, sắc mặt của Huỳnh Nhân cũng thay đổi. Cái gì? Thụy Hoa không sao? Giọng nói của Phi Tuyết cũng khó hiểu. Không phải anh cứu em ấy sao? Sắc mặt của Huỳnh Nhân càng ngạc nhiên, anh còn chưa thấy mặt Liễu Thụy Hoa mà. Sau đó anh quay đầu lại nhìn sự hỗn độn trong căn biệt thự, giống như hiểu ra chuyện gì đó, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Anh quay về đi, Thụy Hoa không sao rồi, quá tốt rồi liễu phi tuyết không quan tâm nữa mừng đến chảy nước mắt cúp điện thoại huỳnh nhân nhìn diệp tư truy nằm trước mặt lạnh nhạt nói thụy hoa không sao rồi diệp tư truy người sắp chết đến nơi nghe xong lập tức mừng rỡ anh ta bỏ dậy khẩn cầu nói nếu không có chuyện gì thì thả tôi đi sát khí trong mắt huỳnh nhân cũng không còn nữa nhưng khuôn mặt vẫn rất khắc nghiệt lạnh lùng nói anh nghĩ rằng sau tất cả những chuyện mà anh đã làm tôi sẽ bỏ qua cho anh sao anh muốn làm gì diệp tư truy sợ hãi tôi sẽ không giết anh câu nói đầu tiên của huỳnh nhân khiến diệp tư truy thở phảo nhẹ nhõm nhưng câu nói sau đó lại làm cho diệp tư truy trở nên hoảng sợ bởi vì ban cho anh cái chết thì quá nhẹ nhàng tôi muốn từ nay về sau anh phải sống như loài bò sát giọng nói huỳnh nhân lạnh như băng giống như lời phán xét của thần chết vừa dứt lời anh giơ chân lên dẫm nát tứ chi của diệp tư truy chưa dừng lại ở đó huỳnh nhân còn trưởng một trưởng vào cột sống của diệp tư truy giang giác giang giác ngay lập tức xương khớp toàn thân anh ta như bị chia năm xẻ bảy huỳnh nhân nói nếu như đánh nát đầu khớp xương toàn thân thì xương toàn thân cũng sẽ bị cắt đứt từ nay về sau anh ta chỉ có thể bò như động vật không xương làm xong huỳnh nhân vẫn chưa rời đi mà đi vào phòng của biệt thự một lần nữa anh muốn biết rõ, cuối cùng thì ai đã cứu Liễu Thụy Hoa. Ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng Huỳnh Nhân nhìn thấy một cái camera. Anh xuất tệp quay trong một giờ. Hình ảnh bắt đầu hiện lên, Liễu Thụy Hoa bị trói hai tay hai chân, nằm trên giường giấy ruộng dữ dội. Sau đó một người đàn ông bò lên giường, còn chưa kịp dở trò thì một con dao phóng nhanh tới, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, không ghi được gì. Tuy nhiên, khi sự việc diễn ra đến một giây cuối cùng thì xuất hiện một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu đen bó sát, ôm lấy Liễu Thụy Hoa đang nằm trên giường rồi rời khỏi nơi đó. Mặc dù hình ảnh chỉ lướt qua rồi biến mất, nhưng Huỳnh Nhân vẫn nhận ra người phụ nữ này là ai. Ngay lập tức, anh ngạc nhiên, khuôn mặt ngạc nhiên cùng hàng nghìn biểu cảm đều biến thành một nụ cười miễn cưỡng. Người phụ nữ mặc bộ đồ da bó sát, chỉ có Lưu An. Nhưng rất dễ dàng nhận ra cô ta không phải Lưu An. Chương 150, ai dám cản tôi? Trăng sáng sao thưa, một chiếc Porsche mùi trần màu đen lao như bay trên con đường vắng. Gió thổi mạnh khiến mái tóc của người phụ nữ ngồi ghế lái bay tứ tung, khiến cô giống như một tiên nữ trên cung trăng. Liễu Thủy Hoa ngồi ở bên ghế phụ, ánh mắt nhìn người phụ nữ kia đều biến thành sự yêu mến. Một người đàn ông từng trải khiến người ta say đắm, một người phụ nữ từng trải càng khiến người ta mê muội. Người phụ nữ này giống như thần linh trên trời giáng xuống để cứu mình, khiến Liễu Thụy Hoa vô cùng tò mò về cô ấy. Cô là ai? Tại sao lại cứu tôi? Bộ đồ da trên người cô mua ở đâu vậy? Ngầu vãi. Sau khi lên xe, Lâm Trúc phân biến thành một bạn nhỏ tò mò cứ liên tục hỏi. Tuy Liễu Thụy Hoa đặt ra vô vàn câu hỏi, nhưng lại không được đáp lại lời nào, bị Liễu Thụy Hoa hỏi đến phiền, người phụ nữ kia mới mở miệng nói. Vì huynh nhân, tôi mới cứu cô vốn nghĩ có thể chặn lại cái miệng không ngừng của liễu thụy hoa ai ngờ càng khích thêm sự tò mò trong lòng liễu thụy hoa hai mắt cô ấy lập tức sáng lên cô và anh rể tôi có quen biết anh rể người phụ nữ ấy kinh ngạc nhìn liễu thụy hoa anh ấy kết hôn rồi đúng vậy liễu thụy hoa vẫn chưa nhận ra cô ấy đã tiết lộ bí mật của huỳnh nhân có phải không ánh mắt của người phụ nữ sao động trong nháy mắt có chút thất vọng sau đó không kiềm chế được mà nở nụ cười. Nếu có cơ hội, thay tôi nói với anh ấy một câu, chúc mừng. Một nụ cười kia ẩn chứa rất nhiều thứ, buồn bã có, thất vọng có, chúc phúc có, vui vẻ có, còn có kỷ niệm, như làm đổ lọ ngũ vị hương, cay đắng ngọt bùi chua xót có cả. Liễu Thủy Hoa sững sờ, trực giác con gái nói cho cô rằng anh rể và người phụ nữ này có quan hệ không ít. Tuy nhiên cô cũng không hỏi nhiều chỉ một lúc sau đã đến tòa nhà quốc tế xuống xe người phụ nữ nói liễu thụy hoa còn muốn hỏi cái gì người phụ nữ ấy đột nhiên trừng mắt khiến liễu thụy hoa đang muốn hỏi lập tức ngưng lại vô cùng không tình nguyện bước xuống xe người phụ nữ đạp ga nghênh ngang phóng đi giống như lúc đi tới ngang ngược mà phóng khoáng vừa vào văn phòng tổng giám đốc liễu phi tuyết lập tức ôm chặt liễu thụy hoa thụy hoa em không sao chứ chị Trở về sau tai nạn ấy, Liễu Thủy Hoa chân thành mà bày tỏ tình cảm, ôm lấy chị mình. Sau đó, Huỳnh Nhân cũng đi vào, thấy hai chị em đang đứng ôm nhau, tảng đá trong lòng cũng có thể nén xuống. Anh rể, chờ một chút. Liễu Thủy Hoa nhanh tay nhanh mắt, gọi Huỳnh Nhân quay lại. Em có chuyện muốn hỏi anh. Dường như Huỳnh Nhân đã biết trước chuyện này, ánh mắt có chút né tránh, cố tình tránh Liễu Phi Tuyết. Liễu Phi Tuyết nhìn vào mắt anh, cảm thấy nghi ngờ. Liễu Thủy Hoa đi theo Huỳnh Nhân ra khỏi phòng làm việc, mặt đầy tò mò hỏi: "Anh rể, người phụ nữ kia rốt cuộc có quan hệ gì với anh?" Huỳnh Nhân nhìn cô ấy rồi nói: "Em gặp rồi à?" "Đúng vậy, cô ấy siêu ngầu, dù không thích nói chuyện cho lắm." Huỳnh Nhân rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu, anh yếu ớt nói: "Chị ấy là Phùng Cẩn Mai, là chị dâu của anh." Ngay lập tức hai mắt liễu thủy hoa trợn tròn, miệng chữ O mắt chữ A. Hứa với anh, không cần nói cho phi tuyết biết chuyện này. Huỳnh nhân chăm chú nhìn liễu thủy hoa, khe khẽ nói. Vâng, được. Liễu thủy hoa có chút hậm hực lè lưỡi một cái, cũng là một trận hoảng sợ, may mắn không để chị biết chuyện này, nếu không thì rắc rối to. Kẻ ngu cũng nhìn ra được người phụ nữ lạnh lùng đó có ý đối với anh rể, nhưng hết lần này đến lần khác đều là chị dâu của anh trên mặt huỳnh nhân lúc này mới hiện lên một nụ cười. Chút nữa, em với Phi Tuyết về trước đi. Liễu Thụy Hoa sửng sốt một chút. Anh không về cùng bọn em ư. Huỳnh Nhân lắc đầu, anh còn có việc. Nói xong, anh đi vào trong thang máy. Thang máy đi xuống từng tầng một, nụ cười trên mặt Huỳnh Nhân cũng đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là sự u ám lãnh khốc. Một chiếc Rolls Royce sớm đã đậu dưới lầu, Lưu An cung kính chờ đợi đã lâu. Huỳnh Nhân nhìn cô ta gật đầu một cái, rồi sau đó mở cốp xe ra, chỉ thấy bên trong là một người đàn ông cả người đầy vết dao cắt, chính là Thiều Hải Hà. Cần mai, chỉ tặng em một món quà lớn như thế, em sao có thể không nhận chứ? Huỳnh Nhân nhìn Thiều Hải Hà đang hôn mê bất tỉnh, giọng trở nên lạnh lẽo. Chuyện này, chưa xong đâu. ầm, uhm, anh đóng cốp xe lại, sau đó nói với Lưu An. Theo tôi đến nhà họ Thiều một chuyến. Vâng, Thiếu Chủ. Lưu An đạp ga, chiếc xe bỗng chỉ còn là một vệt màu đen, hướng tới nhà họ Thiều. Được gọi là một trong tứ đại hào môn, nhà họ Thiều ở Minh Châu có địa vị vô cùng quan trọng, đã hơn 8 giờ nhưng cửa nhà họ Thiều vẫn đông như chảy hội, rất nhiều xe thể thao loại cao cấp đỗ ở sân. Lưu An khẽ nhíu mày. Xem ra hôm nay nhà họ Thiều đang tổ chức hoạt động gì đó. Mặt huỳnh nhân không thay đổi, xuống xe, bước tới nhà họ Thiều. Trở lại trốn cũ, anh nghĩ đến khi xưa năm năm trước anh suýt chút nữa ở rể nhà họ thiều cũng là ở chỗ này anh bị nhà họ thiều tra tấn cực hình đi thôi ánh mắt từ những chiếc xe sang trọng đảo qua huỳnh nhân sải bước đi vào huỳnh nhân là anh đang lúc ấy từ sau lưng truyền đến một âm thanh kinh ngạc huỳnh nhân quay đầu lại chỉ thấy hai người đàn ông mặc áo đuôi tôm màu đen cùng ánh mắt kinh ngạc đi tới sau khi chắc chắn là huỳnh nhân Ánh mắt của một người đàn ông trong đó lập tức toát ra tia sát ý. Huỳnh Nhân, anh đúng là ăn gan hùm mật gấu, còn dám tới nhà họ thiều. Hai mắt Huỳnh Nhân hơi nheo lại. Hai người thanh niên trước mặt lúc này lại là Hoắc Thiên Quân và Hào Uy. Huỳnh Nhân đã biết thân phận của Hoắc Thiên Quân, một trong những con riêng của Hoắc Ca nhà họ Hoắc. Còn Hào Uy là con trai của Hào Tinh Húc, lần trước còn tự mình tới cửa nhà họ Liễu để xin lỗi, nhà họ Hào bình thường an phận không nghĩ đến sẽ gặp bọn họ ở nơi này. tuy nhiên mục đích tới đây của huỳnh nhân là nhà họ thiều, bọn họ chỉ như con kiến thôi, không để tâm chút nào. huỳnh nhân ngay cả một cái nhìn cũng không có, cứ thế đi thẳng tới. đứng lại, thấy tên phế vật này dám coi thường mình, hoắc thiên quân giận dữ. hảo uy cũng bước nhanh về phía trước chặn anh lại. tối nay là thiều tiểu thư tổ chức hoạt động cho thương hội, những người không có liên quan không được vào dám ngăn cản huỳnh thiếu chủ, các anh chán sống rồi. Lưu An bỗng nhiên quay đầu, từ trong mắt bắn ra hai vệt sáng lạnh lẽo, dày đặc sát ý, khiến cả Hoác Thiên Quân lẫn Hảo Huy toát mồ hôi hột. Lần đầu tiên Hoác Thiên Quân gặp mặt Lưu An, vốn tưởng là bạn gái huỳnh nhân, ai ngờ là vệ sĩ. Hảo Huy bị sát khí này làm cho ngã ngửa trên mặt đất, sau khi lấy lại tinh thần lập tức cảm thấy mất thể diện. Mình đường đường là thiếu gia nhà họ Hào, ở trước mặt một tên phế vật lại thấy sợ đến vậy sao huỳnh nhân anh dám để vệ sĩ đe dọa tôi ánh mắt u ám của hào uy nhìn huỳnh nhân nói anh nghĩ nhà họ hào tôi sợ anh sao huỳnh nhân quay đầu chế nhạo bằng một câu vậy à phải không đó vậy người lần trước quỳ xuống trước mặt tôi tự rút tay ra thể là ai những lời này hoàn toàn khơi dậy sát ý trong lòng hào uy anh thật sự nghĩ rằng nhà họ hào chúng tôi sẽ xin lỗi một dòng họ thấp kém sao? Đừng nằm mơ nữa. Anh ta cảm thấy buồn cười, tên phế vật này lại lấy chuyện này làm lá bùa bảo vệ mình, anh ta không nhịn được mà nói ra sự thật. Lần đó, bởi vì có xếp lớn ở trên chuyện lệnh xuống, khiến nhà họ hào chúng tôi đến cửa nói xin lỗi, nếu không thì anh nghĩ nhà họ liễu có thể sống đến bây giờ sao? Lời nói còn chưa dứt. Nụ cười trên mặt Huỳnh Nhân càng đậm hơn, nếu để anh ta biết mình chính là, xếp lớn, truyền lệnh xuống, không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào, còn cả nhà họ Hót cũng vậy. Hoắc Thiên Quân tiến lên một bước, giọng thâm độc nói: Nhà họ Hào vốn dĩ xin lỗi nhà họ liếu cũng là do cấp trên chỉ thị. Nhà họ Lâm các người đã đắc tội nhân vật tầm cỡ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này ở cửa nhà họ Thiều lần lượt còn có những Hào Môn khác đến, thấy một màn này họ vừa quan sát vừa nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác. Đây không phải tên phế vật nhà họ Liễu sao? năm năm trước suýt chút nữa gả cho cô lớn nhà họ thiều sao lại ở đây đắc tội với nhà họ hào anh ta chết chắc rồi nhưng mà huỳnh nhân nhìn hào uy mỉa mai một cái rồi lập tức đi về phía trước lưu an như một vệ sĩ trung thành đi phía sau của huỳnh nhân hào uy thấy hơi kinh ngạc nhưng sau đó nụ cười dần trở nên dữ tợn hơn dám xông vào nhà họ thiều đúng là không biết sống chết là gì vậy để tôi thay nhà họ thiều dạy dỗ cho anh một bài học nhớ đời vừa dứt lời, bốn, năm vệ sĩ từ hai phía vọt lên trên huỳnh nhân. Dường như tất cả mọi người đã thấy dáng vẻ chật vật của huỳnh nhân ngã xuống đất. Bành! Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Lưu An như hóa thành một vệt đen, nhanh như tia chớp tung cước ra từ phía. Tất cả vệ sĩ của nhà họ hào, không có ai là ngoại lệ, đều bị đá bay ra. Một người trong đó còn va vào hào uy, giống như tượng đổ thời La Hán, hung hăng đập mạnh lên vách tường. Lúc này, Nghe thấy tiếng huỳnh nhân cười lớn, dù có hàng người cản tôi vẫn cứ đi, để tôi xem ai có thể ngăn cản tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 151, chụp lén. Trước cửa lớn nhà họ Thiều, mọi thứ đều lặng ngắt như tờ. Một đám quần chúng trợn mắt hốc mồm, hít sâu một hơi. Huỳnh nhân, kẻ bị mọi người cho rằng là một tên phế vật, nhưng cuối cùng người phải cuốn xéo ra ngoài lại là hào uy. Vách tường khẽ nứt ra, tất cả bảo vệ của nhà họ Hào đều bị đánh cho gãy xương sườn, bị thương nặng, lâm vào hôn mê. Còn Hào Uy thì như miếng nhân kẹp giữa hai chiếc bánh, cơ thể anh ta suýt chút nữa đã bị kẹp cho bẹp dí. Ai cũng chắc mầm trong lòng, chỉ cần Lưu An mạnh tay thêm chút nữa, Hào Uy sẽ bị đá chết. Anh ta giãy dụa, cố gắng đứng dậy, sắc mặt tái mét, vừa giận vừa sợ nhìn về phía Huỳnh Nhân. Anh, anh dám gọi hộ vệ của anh làm sằng làm bậy trước mặt mọi người sao? đây là cửa lớn nhà họ thiều đấy nhé huỳnh nhân cười lạnh một tiếng nhà họ thiều thì sao chứ tôi định san bằng tổ tiên nhà này đấy bọn họ có thể làm gì được tôi nào từng câu từng chữ thốt ra đều điên cuồng bá đạo vô cùng hào uy đờ người ra hoác thiên quân và một đám người đại biểu của những nhà khác đều đồng thời ngứa người ra mà nhìn huỳnh nhân trong ấn tượng của bọn họ huỳnh nhân mà nhìn thấy nhà họ thiều chẳng khác gì chuột thấy mèo sao bây giờ anh lại không sợ chút nào vậy Bọn tôi được nhà họ Thiều mời tới, anh mà dám làm gì nhà bọn họ, nhất định sẽ phải chết không toàn thây." Hào Uy lấy lại tinh thần, sắc mặt khi nhìn về phía Huỳnh Nhân trở nên ác độc vô cùng, sau đó lại nhìn sang phía Hoắc Thiên Quân. "Anh Hoắc, anh còn chờ cái gì nữa, mau chế ngự cái tên vô dụng kia đi, tôi muốn anh ta phải chết." Hoắc Thiên Quân nghe vậy cũng khẽ gật gật đầu, sắc mặt trở nên âm trầm, khẽ quan sát Huỳnh Nhân. "Tôi đã báo cho hiệp hội võ đạo rồi." Không bao lâu nữa sẽ có cao thủ đến đây, anh cũng không nhảy nhót được lâu thêm nữa đâu. Cần gì phải đợi mấy người cao thủ của hiệp hội võ đạo, anh chỉ cần phun một ngụm nước miếng thôi là có thể khiến cho tên này chết đuối rồi mà. Hạo Uy không ngừng cười lạnh. Ba tôi cũng ở đây, người đứng đầu nhà họ Hoắc cũng vậy, đồng thời, cũng có rất nhiều gia chủ của những gia tộc lớn nhỏ đều được mời đến, anh ta lấy tư cách gì để có thể đấu với tôi? Chuyện gì vậy, ai dám làm loạn ở nhà họ Thiêu? Bỗng nhiên, một tiếng thét tràn đầy tức giận vang lên, truyền vào tai mọi người, sau đó, ai nấy cũng đều nghe được tiếng bước chân rồn rập. Thiều Nghiêm dẫn theo một đám bảo vệ hùng hổ lao tới. Trông thấy Thiều Nghiêm đi ra, nụ cười trên gương mặt hảo uy và hoác thiên quân càng thâm độc, chỉ vào huỳnh nhân mà nói. Thiều thiếu ra, chính là tên phế vật này đây, anh ta là kẻ đã làm loạn đánh người trước cửa nhà họ Thiều. Hoác thiên quân cũng độc ác nói ra đừng nên tùy tiện bỏ qua cho anh ta tốt nhất là nên đánh gãy luôn tay chân của anh ta để quãng đời còn lại của anh ta phải đi làm một kẻ ăn xin thôi sau đó thiều nghiêm nhìn kẻ đang tươi cười tủm tỉm nhìn anh ta là huỳnh nhân đôi mắt lập tức giật giật vài cái sự tức giận trên khuôn mặt biến mất không tăm hơi hào uy vẫn chưa nhận ra được thảm kịch sắp sáng lên đầu đến nơi vẫn còn đắc ý vô cùng mà quan sát huỳnh nhân cậu chủ nhà họ thiều đích thân ra mặt rồi anh chết là cái chắc Bốp, lời còn chưa nói hết, thiều nghiêm đã cho hảo uy nguyên một bạt tai, giận không kiềm lại được. Cậu mau im miệng lại cho tôi. Xoạt, trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám quần chúng có chút kinh ngạc, hảo uy mơ màng vô cùng. Thiều thiếu ra, anh đánh tôi làm gì, anh nên đánh anh ta mới đúng chứ. Kẻ đáng để ông đây đánh chính là cậu đấy. Sắc mặt thiều nghiêm tức giận vô cùng, vừa tức vừa sợ mà mắng hảo uy. Con mẹ nó, cậu đuôi sao, dám đắc tội cả anh Huỳnh, còn dám liên lụy đến ông đây cơ đấy, ông đây phải giết chết cậu mới phải. Nói xong, những cái bà tai liên tiếp giáng xuống khuôn mặt Hảo Uy. Càng đánh, anh ta càng kinh ngạc, sợ hãi. Sau khi đi theo bên cạnh Thiều Gia Nguyệt làm trợ lý, năng lực của Thiều Nghiêm ngày càng được trao rồi, cũng tiếp xúc với những tin tức mà bình thường không thể nghe được. Dạo gần đây, Minh Châu không ngừng dậy sóng, đầu tiên là dược phẩm Hồng Thiên khủng hoảng, rồi công ty Long Đằng cũng đổi chủ mà những việc đó đều dính tới tên huỳnh nhân này, điều này càng khiến thiều nghiêm càng thêm chắc chắn về chuyện huỳnh nhân là một kẻ lớn mạnh vô cùng. Còn không mau xin lỗi anh huỳnh. Đánh đủ rồi, thiều nghiêm khẽ nhắc hảo uy. Khuôn mặt hảo uy sưng húp lên, nghe thiều nghiêm nói vậy, khẽ thoát tim một cái. Đối phương chỉ là một tên phế vật của dòng dõi nhỏ bé thôi mà, sao thiều thiếu ra lại bảo anh ta xin lỗi. Nhanh lên, thiều nghiêm tức giận nói lón. Nếu như cậu còn không chịu xin lỗi, vậy thì người nhà họ Hào không cần tham gia buổi hội nghị tối nay nữa đâu. Bây giờ, Hào Uy mới sợ hãi, vội vàng chạy tới trước mặt Huỳnh Nhân, cúi đầu gặp người nói. Anh Huỳnh, rất xin lỗi anh. Nếu như chuyện này khiến cho nhà họ Hào bị đuổi ra ngoài thì ba anh ta sẽ đánh chết anh ta mất. Khi về nhớ nói cho Hào Tinh Húc, nếu như không muốn nhà họ Hào bị diệt thì ngoan ngoãn một chút cho tôi. Vừa dứt lời, huỳnh nhân dẫn lưu an tiếp tục đi vào nhà họ thiều tất cả gia chủ của các gia tộc khác đều thu lại sự khinh miệt ban đầu của mình như có điều suy nghĩ mà đâm chiêu quan sát bóng lưng huỳnh nhân người trẻ tuổi này không tầm thường anh huỳnh thiều nghiêm nhanh chân đuổi theo bên cạnh huỳnh nhân chờ một chút anh không thể vào được sao anh cũng muốn ngăn cản tôi à sắc mặt huỳnh nhân lạnh lẽo hỏi vặn không phải thiều nghiêm kiêng kỵ nhìn lưu an một chút sau khi đã xác định được cô không để lộ chút sát ý nào, mới hạ giọng, nhẹ nhàng nói. Tối nay chị gái tôi sẽ tổ chức hội nghị kinh doanh ở đây, phần lớn công ty nổi danh và các gia tộc ở Minh Châu đều sẽ tới tham gia, công bố gia tộc hoặc công ty có thể trực tiếp hợp tác với nhà họ Thiều. Vẫn còn một nguyên nhân nữa mà Thiều Nghiêm không nói ra được, đó là bây giờ, anh ta đang là gián điệp cho cả hai người Huỳnh Nhân lẫn Thiều Gia Nguyệt, điều mà anh ta sợ nhất đó là hai người bọn họ đụng mặt nhau hóa ra là vậy huỳnh nhân lâm vào trầm tư sau đó cười cười vậy thì tôi càng muốn tham dự nói xong anh nhanh chóng đi vào nhà họ thiều anh huỳnh anh cứ như vậy thật sự khiến cho tôi rất khó xử đấy bỗng lưu an bất chợt quay đầu nhìn thiều nghiêm một cái chỉ với một ánh mắt thôi đã có thể dọa cho anh ta đứng đờ tại chỗ dường như huỳnh nhân đã đoán ra được sự lo lắng của thiều nghiêm quay đầu nhìn về phía anh ta cười cười cứ yên tâm đi tôi sẽ không làm liên lụy anh đâu chúng ta đâu có quan hệ gì đâu đúng không nói xong huỳnh nhân đưa cho anh ta một viên thuốc giải màu trắng thiều nghiêm nhận lấy chợt cười khổ một tiếng nói vậy cũng không sai nhưng mà đêm nay sẽ là lần gặp mặt đầu tiên của chị họ anh ta và huỳnh nhân chuyện có thể nảy lửa như nào thì trong lòng anh ta không chắc huỳnh nhân dẫn theo lưu an đi vào trong hội sảnh lớn của nhà họ thiều thân là một trong những đại hào môn của minh châu nhà họ thiếu cúng phô trương vô cùng bày biện tổ chức một cuộc yến hội rất xa hoa tráng lệ toàn trường đã không còn ghế trống khắp nơi đều có thể thấy được những đại biểu của những gia tộc và công ty nổi tiếng huỳnh nhân vì tiện kiếm một chỗ ngồi xuống lưu an cũng thu lại sát ý lúc nãy thanh nhã đoan trang ngồi xuống bên cạnh huỳnh nhân lúc sát ý của lưu an không còn cô ta chính là viên minh châu trói mắt trên yến tiệc lấn át tất cả anh huỳnh bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng nói êm dịu. Huỳnh nhân nhìn lại, bắt gặp Lê Nguyệt Thiền mặc một bộ lễ phục giả hội màu đen, bưng rượu đỏ, mặt mỉm cười đứng sau lưng anh. Cô Lê! Sắc mặt Huỳnh nhân hơi mất tự nhiên trong nháy mắt. Sao cô lại ở đây? Tổng giám đốc tập đoàn thiều thị mời phần lớn công ty và gia tộc ở Minh Châu, tôi đến đại diện cho tập đoàn lệ tinh. Lúc này Huỳnh Nhân còn đang đắm chìm trong chuyện quá khứ nhưng Lê Nguyệt Thiền lại không hề nhắc đến chuyện đêm đó, thản nhiên cười nói tôi có thể ngồi ở đây được không? Huỳnh Nhân vội vàng đáp. Đương nhiên. Cảm ơn. Lê Nguyệt Thiền ngồi xuống, sơ ly rượu lên với Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân cũng nâng chén ra hiệu, cùng với Lê Nguyệt Thiền. Tách tách. Đúng lúc này, đèn flash chói mắt lóe lên ở phía sau, vang lên tiếng chụp ảnh. Huỳnh Nhân và Lê Nguyệt Thiền quay đầu hoài nghi, Tôn Tuyết cầm điện thoại hùng hổ chạy đến từ một góc hiến tiệc, chỉ vào Huỳnh Nhân và Lê Nguyệt Thiền nói lần này hai người không còn đường chối cãi nữa chứ. Bị tôi bắt gian tại chỗ, phó tổng công ty nổi danh nào đó lại vụng trộm bao nuôi chai bao, tin chắc rằng tiêu đề ngày mai sẽ rất thú vị đây. chương 152, Hủy Dung Tôn Tuyết, sao cô lại ở đây? Nhìn thấy Tôn Tuyết cầm di động, vô cùng đắc ý mà bước tới đây, sắc mặt của Lê Nguyệt Thiền biến sắc cực lớn, trong mắt tràn ngập sự tức giận tôi mới là người đại diện cho tập đoàn Lệ Tinh. Huỳnh Nhân cũng hơi hít mắt lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, xem ra, lần trước dạy dỗ cô ta vẫn chưa đủ. Tôn Tuyết liếc nhìn Lê Nguyệt Thiền tựa như đang nhìn một đứa ngốc rồi nói, ai nói là tôi lấy danh nghĩa của tập đoàn lệ tinh tới đây, tôi là lấy danh nghĩa nhà họ Tôn để tới đây. Nhà họ Tôn, Lê Nguyệt Thiền sững sờ, khuôn mặt tràn ngập sự ngỡ ngàng. Nhà họ Tôn nào cơ? Gia tộc hạng 2 ở Minh Châu, nhà họ Tôn đó nhìn thấy lê nguyệt thiền vậy mà lại chưa từng nghe nói tới gia tộc của mình tôn tuyết tức tới mức nghiến răng mặt cũng tái xanh đi vả mặt à bản thân thì vô cùng kiêu ngạo tự mãn nói ra gia tộc của mình vốn dĩ có thể đánh cho lê nguyệt thiền một đòn cảnh cao nào ngờ lê nguyệt thiền còn chưa từng nghe qua ngay lập tức có cảm giác nắm đấm đã dùng lực xong lại đánh vào một bịch bông ngôn tình ngược huỳnh nhân lại biết rõ lê nguyệt thiền đúng là chưa từng nghe tới cô ấy sinh ra trong một gia đình bình thường mỗi ngày đều trải qua cuộc sống rất bình dị sao có thể nghe qua chuyện của gia tộc thượng lưu ở minh châu được chứ thế nhưng tôn tuyết lại không nghĩ vậy cô ta cảm thấy lê nguyệt thiền đang cố tình hạ nhục bản thân ánh mắt ngay lập tức trở nên phẫn nộ lê nguyệt thiền đồ tiện nữ nhà cô vậy mà lại dám hạ nhục nhà họ tôn chúng tôi ngày mai tôi sẽ bán bức ảnh ra ngoài đợi đến lúc thân bại danh liệt đi ha 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 khuôn mặt lê nguyệt thiền tràn ngập sự phẫn nộ cô ấy đứng dậy giật lấy điện thoại của Tôn Tuyết. Tôn Tuyết lại nhanh nhạy mà lùi về sau một bước, Lê Nguyệt Thiền ngay lập tức vồ hụt. Cộng thêm đôi giày cao gót 7cm dưới chân, nếu như không phải của Huỳnh Nhân đỡ, thì cô đã ngã lăn ra rồi. Sắc sắc, một tia sáng lóe lên, Tôn Tuyết lại chụp trộm thêm một tấm, góc độ của cô ta rất xảo quyệt, nhìn như thế Huỳnh Nhân ôm lấy eo của Lê Nguyệt Thiền từ phía sau vậy, cử chỉ vô cùng thân thiết. Tôn Tuyết, tôi không hề đắc tội cô, sao cô cứ phải đối đầu rồi hại tôi mọi lúc mọi nơi thế? Lê Nguyệt Thiền vừa xấu hổ vừa tức giận, giận đến mức cả người run lên. Không hề đắc tội tôi. Khuôn mặt của Tôn Tuyết ngay lập tức trở nên lạnh lùng, lời nói lạnh lẽo. Nếu như không phải là cô thì tôi sao lại phải chịu những lời mắng mỏ của Tổng Giám Đốc Liễu chứ, đến cả vị trí Phó Tổng Giám Đốc cũng mất. Cô chính là một con tiện nữ ăn ở hai lòng. Nữ thần của bộ phận đối ngoại, ha ha, cho cười thì có, đừng tưởng là tôi không biết cô dựa vào cái gì mà có thể khiến đám đàn ông kia thần phục như vậy, không phải là dạng hai chân ra sao. Tôn Tuyết, sao cô có thể nói tôi như vậy? Lê Nguyệt Thiền trong sạch như vậy, nào đã từng phải chịu người khác dèm pha một cách ác độc như vậy? Ngay lập tức hai mắt liền đỏ lên. Thế mà đã tức giận rồi à? Tôn Tuyết vẫn ha ha cười lạnh, dừng điệu bộ của một kẻ thắng cuộc mà nhìn Lê Nguyệt Thiền. Đợi đợi khi ảnh bị truyền ra ngoài, toàn bộ trên dưới công ty đều sẽ biết được bộ mặt thật của cô, nếu như tôi đã không được làm phó tổng vậy thì cô cũng đừng mơ. Lê Nguyệt Thiền cắn chặt răng, hai mắt ửng hồng, đã tức đến mức không nói được lời nào. Ánh mắt của Huỳnh Nhân lại mang theo sự trấn an, nhẹ nhàng mà nói. Yên tâm, chuyện ban nãy, cô ta sẽ không làm được gì đâu. Nghe vậy, Tôn Tuyết đang định lớn tiếng quát lại vài câu, đột nhiên lại chạm phải vào ánh nhìn của Huỳnh Nhân, ngay lập tức liền ngây ra. Mặt của huỳnh nhân sắc như dao, trên mặt còn mang theo cảm giác lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt của anh, đen như mực, tựa như một cái hố đen. Màn chạm mắt ban nãy, Tôn Tuyết chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị kéo vào một vực sâu không đáy, không thể nào tựa thoát ra. Trong vòng ba giây, xóa bức ảnh đó đi. Giọng nói của anh lạnh như băng. Sau đó quỳ xuống, xin lỗi. Tôn Tuyết hồi tình, ánh mắt khinh miệt nhìn anh một cái tên mặt hoa da trắng như người có tư cách gì mà nói ba giây đã hết trong tức khắc ánh mắt của huỳnh nhân trở nên lạnh lẽo lưu an ra tay đi rõ trong ánh mắt của lưu an lóe lên một tia khát máu chỉ nghe thấy rắc một tiếng động to vang lên mấy chai rượu mao đài quý trên mặt bàn đã bị lưu an theo lệnh đạp nát âm thanh cực lớn trực tiếp thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong buổi tiệc trong đó hai bàn của gia chủ trực tiếp quay đầu lại nhìn, ngay khi nhìn thấy huỳnh nhân, khuôn mặt của hai người liền đổi sắc. Là thứ vô dụng đó. Chính là hào tinh húc, và cả hóc ca của nhà họ hóc. Lưu An tiện tay nhặt một mảnh vỡ lên, bóng dáng liền biết mất ngay tại chỗ. Một giây sau, lại xuất hiện một cách quỷ quái trước mặt tôn tuyết, một phát giật lấy điện thoại của cô ta, rắc một tiếng, bóp nát. Cùng lúc đó, mảnh vỡ trong tay, đã đâm về phía mặt của tôn tuyết dẹt xẹt, Ngay lập tức, khuôn mặt của tôn tuyết, loang lổ vết máu, trên mặt toàn vết thương. Lê Nguyệt Thiền bị dọa tới mức vội vàng bịt chặt miệng mình, khuôn mặt của tôn tuyết vậy mà lại trực tiếp bị hủy rồi. Bịch, Lưu An đã làm là phải làm cho tới, lại một cước đạp lên người tôn tuyết, ngay lập tức đạp cô ta bay lên không chung, đập vào một cái bàn ở cách đó không xa, khiến cho chiếc bàn vỡ tứ tung. Những món ngon trên bàn, cũng rơi xuống đất, bát nồi muôi đĩa, đều đã vỡ hết. Yên lặng. Yên lặng tựa như đã chết. Tất cả mọi người dường như đã nhìn đến mức ngay ra, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lưu An. Ánh mắt của Hào Tinh Húc và Hoắc Ca càng thêm co giật mãnh liệt, Hào Tinh Húc đã từng nhìn thấy sức mạnh của Lưu An, còn Hoắc Ca hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu An động thủ, ở sâu trong nội tâm vậy mà lại có một chút sợ hãi. Tôn Tuyết. Sau màn chết lặng, ở hiện trường liền truyền tới một tiếng thét chói tai. Chiếc bàn bị đập nát kia vậy mà vừa hay lại là vị trí của nhà họ tôn, một vị phu nhân nhòi người tới bên cạnh tôn tuyết đã bất tỉnh nhất sự, khóc tới mức chết đi sống lại. Mà những người còn lại của nhà họ tôn, sắc mặt đều đã vô cùng xanh mét, tức giận đùng đùng xông tới trước mặt huỳnh nhân. Anh là ai, tại sao lại xuống tay với con gái tôi? Lê Nguyệt Thiền có chút lo lắng nhìn huỳnh nhân một cái, trong lòng xuất hiện một loại dự cảm không lành. Huỳnh nhân vậy mà vẫn ngồi bình chân như vậy, hơi ngước mắt lên, nhìn ra chủ nhà họ tôn một cái con gái ông chụp trộm chúng tôi còn nói lời ác độc mang ý phỉ báng dạy dỗ cô ta một tí thôi mà thế nên anh để vệ sĩ của anh hủy hoại mặt con bé sao sắc mặt của tôn du phong lạnh lẽo đến vô cùng tôi cho cô ta cơ hội quỳ xuống xin lỗi nhưng cô ta không quý trọng bá đạo vô cùng tôn du phong tức đến mức cả người run lên chỉ hận không thể bắt huỳnh nhân lại chặt thành tám khúc thế nhưng nghĩ đến việc đây là địa bàn nhà họ thiều, hơn nữa thứ yêu nữ lòng dạ độc ác kia của nhà họ thiều sắp tới rồi, Tôn Du Phong chỉ đành nghiến răng nuốt lại vào bụng. Anh dám hành hung ở địa bàn nhà họ thiều, nhà họ thiều sẽ thay nhà họ Tôn dạy dỗ anh. Nói rồi, dắt theo người nhà họ Tôn vội vội vàng vàng rời khỏi buổi tiệc, đi tới bệnh viện. Nhà họ thiều, sao? Huỳnh nhân chẳng hề sợ sệt, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười thoải mái anh rất chờ mong được gặp lại Thiều Gia Nguyệt thêm lần nữa. Tất cả những người đại diện cho gia tộc có mặt ở bữa tiệc, lại đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo đến khó hiểu, thì nhau đoán xem thân phận của người thanh niên này. Dám hoành hành ngang ngược như vậy ở địa bàn nhà họ Thiều, lẽ nào là người nhà họ Nhan, nhà họ Đồng hay nhà họ Trầm sao? Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều đánh bay ý nghĩ này trong đầu. Tứ đại gia tộc, người nào kiêng kỵ người nấy, cho dù là người của ba nhà siêu giàu khác, cũng không dám bá đạo càn quấy tại địa bàn nhà họ thiều. Kẻ này tốt nhất có thực lực thật sự để có thể coi khinh nhà họ thiều đi, bằng không, sẽ chết thảm lắm. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, ngoại trừ nhà họ hào và nhà họ hoắc. Hai mắt hào tinh húc và hoắc ca đều đang phát sáng, cũng không biết là đang nghĩ gì. Lê Nguyệt Thiền hồi thần, sắc mặt có chút lo lắng mà nói với Huỳnh Nhân. Ngài huynh, anh mau rời khỏi đây đi, chứ không thì người nhà họ thiều tới thì không đi được nữa rồi. Sắc mặt của Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn tự rót cho mình một cốc trà long tỉnh, từ từ thưởng thức. "Đi sao, mấy người còn muốn đi đâu nữa?" Đúng lúc này, truyền tới một giọng nói lạnh lẽo đến vô cùng. Chỉ nhìn thấy một chàng trai trẻ với gương mặt anh tuấn dẫn theo rất nhiều thành viên nhà họ Thiều, bước từng bước lớn vào đi ra. Ánh mắt hướng tới thẳng về phía Huỳnh Nhân. Chương 153, bỏ qua cơ hội. Câu nói này mang đậm sát ý khiến nhiệt độ tại hiện trường buổi tiệc tụt giảm rất nhiều. Trong lòng những người có mặt ở đó đều thầm nói một câu. Nhà họ Thiều tới báo thù rồi. Vệ sĩ của người tên Huỳnh Nhân trước mắt đây đã nhấn tâm hủy đi dung mạo của Tôn Tuyết, hơn nữa còn bức ép nhà họ Tôn, thực sự khiến người khác bị chấn động, thế nhưng nhà họ Tôn dù sao cũng chỉ là gia tộc hạng 2 ở Minh Châu, tính là gì chứ? Nhà họ Thiều mới là người đứng đầu nếu như người thanh niên trẻ này có thể sống sót dưới sự truy sát của nhà họ Thiều, thì mới gọi là có bản lĩnh thật sự. Đặc biệt là, nhà họ Tôn lại là gia tộc lệ thuộc vào nhà họ Thiều, mỗi năm nhà họ Tôn đều giao ra 3 phần lợi nhuận cả năm cho nhà họ Thiều, mà để làm hồi báo, nhà họ Thiều sẽ che chở cho gia tộc lệ thuộc như nhà họ Tôn. Người trẻ cầm đuổi tuổi trên dưới 30, vẻ ngoài có chút giống Thiều Hải Hà, nhưng trông chững chạc hơn hẳn mà sự xuất hiện của anh ta cũng khiến cho rất nhiều người có mặt ở đây đều thấp giọng bàn luận. Sao lại là Thiều Minh chứ? Chi trưởng của nhà họ Thiều không phải nên do Thiều Hải Hà làm người phát ngôn sao? Hình như là do mấy ngày trước anh ta phá sạch cái tập đoàn Long Đằng mà Thiều Gia Nguyệt đưa cho nên bị bỏ rơi rồi chăng? Mấy ngày nay người phát ngôn của nhà họ Thiều đều là do Thiều Minh đảm nhiệm, ngoại trừ Thiều Gia Nguyệt thì người mà Thiều Tuấn coi trọng nhất chính là anh ta rồi hai người hào tinh húc và hoác ca cũng nhìn thiều minh bằng đôi mắt sáng rỡ tên huỳnh nhân này quý quái vô cùng cứ để cho thiều minh thử trước đã nếu như đúng như lời đồn là một tên vô dụng thì bọn họ sẽ không ngại ra mặt báo thù bọn họ vẫn còn nhớ chuyện lần trước tìm tới nhà họ liễu để xin lỗi đối với bọn họ mà nói rõ ràng là sự sỉ nhục nhìn thiều minh dẫn cả một đám người đi tới lê nguyệt thiền bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch cô ấy vào đã từng nhìn thấy cảnh tượng đấu đá này Thiều Nghiêm hòa trong đám người kia, cũng nhẹ thở dài một tiếng, anh ta biết ngay mà, để Huỳnh Nhân vào đây không phải là một lựa chọn sáng suốt gì. Chị họ còn chưa tới đã gây chuyện trước rồi, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ cầu tình thay cho Huỳnh Nhân. Vậy mà Huỳnh Nhân vẫn bình thản ung um dung ngồi đó thưởng trà, trực tiếp coi đám người Thiều Minh là không khí. Huỳnh Nhân, Lê Nguyệt Thiền lo lắng tới mức sắc mặt trắng bệch, nắm chặt lấy ống tay áo của Huỳnh Nhân huỳnh nhân là vì ra mặt cho bản thân mới thành như vậy cô ấy không thể liên lụy tới người khác thế nhưng thiều minh đã đi tới trước mặt huỳnh nhân sắc mặt lạnh lùng vô cùng cho tôi một lý do bằng không tối nay anh sẽ không thể bước ra ngoài cánh cửa này đâu huỳnh nhân hơi ngẩng đầu khóe môi loáng thoáng ý cười còn nhận ra tôi không khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của huỳnh nhân sắc mặt của thiều minh ngay lập tức thay đổi là anh thứ vô dụng con chó giả thiều tuấn đâu rồi? Nụ cười của huỳnh nhân càng ngày càng tươi hơn, cuối cùng lại trở nên sán lạn hơn bao giờ hết. Làm phiền anh đi nói cho ông ta một tiếng, cứ nói là Tên vô dụng năm đó tới báo thủ rồi đấy. Bùng! Vừa dứt lời, tựa như xảy ra động đất vậy, ngoại trừ thiều nghiêm thì những người còn lại của nhà họ thiều đều như nhìn thấy quỷ, đùng đùng lùi về sau mấy bước, ánh mắt không thể tin được mà nhìn huỳnh nhân. Thiều nghiêm khẽ thở dài một tiếng, ngày này cuối cùng cũng tới rồi những người của các gia tộc còn lại có mặt ở đó cũng đưa mắt nhìn nhau một câu chuyện cố từ từ ùa về trong đầu họ năm năm trước từng có một người đàn ông ở rể tại nhà họ thiều thế nhưng lại biến mất một cách ly kỳ trong đêm tân hôn của thiều gia nguyệt nghe đồn là người đàn ông đó đào hôn thế nhưng cụ thể người đàn ông đó đi đâu thì chẳng ai biết lẽ nào là anh nghĩ đến đây tất cả những người trong các gia tộc đều không thể tin được mà nhìn huỳnh nhân nghĩ tới những hành động lúc trước của anh, cũng kinh ngạc vô cùng. Bọn họ nghĩ không ra, chỉ là một tên vô dụng của một gia tộc bé mà thôi, lấy đâu ra dũng khí mà làm loạn trên địa bàn nhà họ thiểu chứ. Lê Nguyệt Thiền không biết câu chuyện cũ này, nhưng cô ấy đã cảm giác được, Huỳnh Nhân và nhà họ thiều hình như có ngọn nguồn gì đó. Ngay lập tức, Huỳnh Nhân trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, thế nhưng dưới ánh mắt của tất cả bọn họ, anh vẫn bình thản vô cùng, ung dung thong dong gọi Thiều Tuấn ra đây, anh chưa có tuổi nói chuyện với tôi đâu. Phút, lời này cũng khiến cho Thiều Minh hồi thần, trên khuôn mặt anh Tuấn cũng xuất hiện một tia dữ tợn. Một tên vô dụng ở trong một gia tộc bé tí chẳng được vào hàng thượng lưu, năm đó còn là một tên nhu nhược quỳ dạp ở trước mặt bọn này như một con chó mà cũng dám nói chuyện như vậy với tôi sao. Ánh mắt của Lưu An ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, đang định đứng dậy, lại bị Huỳnh Nhân một phát ngăn lại. Anh lại nhìn Thiều Minh một cái, lắc lắc đầu rồi nói. Nếu như anh không muốn khắp mặt toàn máu như tôn tuyết thì tốt nhất gọi ông nội anh ra đây đi. Dựa vào mày thôi á. Thiều Minh tức đến mức bật cười, hiện tại anh ta có thể chắc chắn tên vô dụng này tới đây để gây sự. Đúng lúc này, Hảo Uy và Hoác Thiên Quân cũng bước vào trong, nhìn thấy Thiều Minh dẫn người bao vây huỳnh nhân lại thì ngay lập tức cảm thấy thời cơ tới rồi, nhanh chóng chạy tới trước mặt Thiều Minh. Cậu Thiều, chính là tên vô dụng này, xông vào buổi tiệc nhà họ thiều còn đánh tôi thương nặng hào uy chỉ huỳnh nhân nói to cái gì vừa dứt lời tựa như thêm dầu vào lửa không chỉ thiều minh hào tinh húc cũng không ngồi yên được nữa nhìn thấy con trai mình mặt mũi sưng vù như vậy cũng giận tím mặt cậu thiều tên vô dụng này bắt nạt người khác quá thể rồi nếu như không đánh gãy tứ chi rồi vứt ra ngoài thì khó nuốt nổi cơn hận trong lòng thiều minh gật gật đầu tán thành không tôi Năm năm trước để anh ta tới làm con rể ở rể nhà họ Thiều chúng tôi đã là ơn lớn trời ban rồi. Tên nhóc này còn không biết tốt xấu lại dám đào hôn, bắt lấy cậu ta đánh gãy tứ chi hắn ta. Đợi lát nữa em họ tới đây thì coi như quà tặng cho em ấy cũng được. Hoắc Thiên Quân nhân cơ hội nịnh nọt, cậu Thiều không cần nhọc lòng tôi đã thông báo cho anh em ở hiệp hội võ đại. Đợi lát nữa là bọn họ tới rồi. Thiều Minh cười to, đối phó với tên vô dụng này cần gì tới cao thủ của hiệp hội võ đạo. Vệ sĩ nhà họ Thiều chúng tôi là đủ rồi. Nói rồi liền hét to một tiếng. Người đâu, bắt tên vô dụng này lại, đánh gãy tứ chi. Rầm rầm rầm. Lúc này từ ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, một đám cao thủ nhà họ Thiều xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng đấu đá này, Lê Nguyệt Thiền bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, chẳng dám nói một câu. Gia chủ của những gia tộc khác cũng khẽ thở dài một hơi tựa như đã nhìn thấy cảnh tượng huỳnh nhân bị người ta chặt gãy tứ chi vứt ra trên đường như một con chó chết rồi vậy nhìn thấy cảnh này nụ cười trên mặt huỳnh nhân lại từng chút từng chút biến mất đã cho anh cơ hội nhưng mà anh lại bỏ qua nó thiều minh nghe thấy lời này đương nhiên chẳng khác gì một con thiêu thân lao đầu vào lửa đang định nói gì đó thì huỳnh nhân đã ra tay nhanh như chớp tốc độ vậy mà lại nhanh hơn lưu an rất nhiều nếu như nói lúc trước khi lưu an ra tay còn nhìn được bằng mắt thường vậy thì tốc độ ra tay của huỳnh nhân đã đạt đến mức mắt thường cũng chẳng nhìn rõ nữa rồi anh mạnh mẽ tóm lấy cổ của thiều minh nhanh chóng ép gần về phía một chiếc nồi nóng bỏng a à, những người phụ nữ có mặt ở đây phát ra tiếng thét chói tai đầy sợ hãi cả khuôn mặt của thiều minh bị cháy đến mức máu thịt trộn lẫn những giọt mỡ không ngừng nhỏ xuống đất sắc sắc huỳnh nhân lại tiện tay lấy ra một cái bật lửa đốt cháy khuôn mặt của thiều minh Bùm! ngay lập tức, ánh lửa ngập trời. chương 154, một món quả lớn. A à, hát, hát hát khung cảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng la hét kinh hoàng của phụ nữ. Cả khuôn mặt của thiều minh đều bị lửa lớn hừng hực đốt, cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng chấn động. Những người đứng đầu các gia tộc lớn như thể đều bị thất thố, không nói được lời nào. Bọn họ không thể hiểu nổi, Huỳnh Nhân lấy đâu ra lòng tin mà lại dám tấn công nhà họ Thiều. Cậu chủ, Tất cả mọi người trong nhà họ Thiều đều đang rất hỗn loạn, vệ sĩ của nhà họ Thiều cũng không có thời gian để bắt kịp Huỳnh Nhân nên đã cứu Thiều Minh trước. Chỉ có một mình Thiều Nghiêm trợn mắt đầy kinh ngạc mà nhìn Huỳnh Nhân. Nếu như nói gây sự trên địa bàn của nhà họ Thiều chỉ là một câu nói tát vào mặt, vậy thì việc ra tay với đích tôn nhà họ Thiều ngay trên địa bàn nhà họ chính là khai chiến. Tuy nhiên, vẻ mặt của Huỳnh Nhân vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra được một chút sợ hãi, chứng tỏ anh thực sự không coi trọng nhà họ Thiều. Thiều Minh. Đột nhiên, có một giọng nói già cực kỳ bi thương truyền đến. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một ông lão tóc bạc trắng, mặc một bộ đồ tang đen vội vội vàng vàng chạy tới, chính là gia chủ của nhà họ Thiều, Thiều Tuấn. Trên mặt Huỳnh Nhân hiện lên một nụ cười đùa cợt, anh ta cười phá lên. "Chó già Thiều Tuấn, có nhớ tôi không?" Thiều Tuấn trợn to mắt đầy tức giận, từ trước cho đến nay, không một ai dám ở trước mặt ông ta gọi ông ta là "đồ chó già" nhưng sau khi nhìn thấy huỳnh nhân thoạt nhìn ông ta cảm thấy khó hiểu sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sợ hãi lùi về phía sau mấy bước chỉ vào huỳnh nhân nói mày mày là huỳnh nhân năm đó những việc mà nhà họ thiều các người đã làm với tôi một chút tôi cũng đều không quên trên khóe miệng huỳnh nhân cũng lộ ra một chút lạnh lùng vốn dĩ là muốn tìm các người muộn một chút nhưng là các người đột nhiên tự mình muốn tìm chết vậy thì cũng không thể trách tôi được vẻ mặt thia yêu ấn đầy tức giận không biết huỳnh nhân đang nói cái gì lúc này âm thành gào thét đau đớn của thiều minh vang lên ông ơi cứu cháu với lập tức thiều tuấn không còn thời gian để ý tới huỳnh nhân hai mắt đỏ ngầu các người còn ngơ ra đấy làm gì mau đi lấy nước đi ngay sau đó một vệ sĩ đem một chậu nước lạnh dội lên mặt thiều minh xeo 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 nước dập lửa nhưng khuôn mặt thiều minh cũng đầy hơi nước trắng xóa do sự giao dung của nước và lửa khuôn mặt của anh ta bị cháy đen tất cả các mô thịt đều bị hoại tử ông ơi ông đang ở đâu toàn bộ mặt của thiều minh đều bị hoại tử anh ta vươn tay về phía trước cố gắng tìm ông nội thiều minh ông nội đến rồi thiều tuấn muốn nắm lấy tay thiều minh nhưng bị thiều minh ôm chặt khàn giọng hét lên ông nội con muốn anh ta chết con muốn anh ta phải sống không bằng chết nhìn thấy cháu mình như biến thành ma như vậy, trong lòng thiếu tuấn tràn ngập sát ý, ông ta chưa bao giờ hận một người nhiều như lúc này. Huỳnh nhân, thiếu tuấn đột một quay đầu lại, nhìn chằm chằm huỳnh nhân, trầm giọng nói, mày không trốn cho kỹ để bảo toàn cái mạng sống rẻ rách của mày thì thôi đi, lại còn dám xông vào nhà họ Thiều hại cháu trai tao. Không chỉ thiếu tuấn vẻ mặt đầy tức giận mà những người khác trong nhà họ Thiều cũng vô cùng kinh ngạc và tức giận theo quan điểm của bọn họ thì cho dù sau 5 năm Huỳnh Nhân có trở lại Minh Châu thì cũng chỉ là một tên phế vật, làm sao có thể cạnh tranh được với một cường giả như nhà họ thiều. Chỉ có một người đàn ông trung niên nhìn về phía Huỳnh Nhân, ý vị sâu xa, ông ta chính là ba của Thiều Hải Hà, Thiều Văn Sơn. Huỳnh Nhân nhìn Lê Nguyệt Thiền, ánh mắt ra hiệu cho cô ta mau chóng rời khỏi đây, Lê Nguyệt Thiền vừa muốn từ chối, nhưng lại cảm nhận được khí thế của Huỳnh Nhân, cuối cùng vẫn là cắn môi rời đi sau khi lê nguyệt thiền rời đi huỳnh nhân vẫn tiếp tục khinh thường khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng có phải các người đã hiểu sai cái gì rồi không huỳnh nhân dừng lại nói tiếp năm năm trước tôi để mặc cho các người áp bức nhưng năm năm sau chính các người phải trở thành con cá nằm trên thớt thiều tuấn tức giận cười nói mày chỉ là một tên phế vật của nhà họ liếu chẳng qua là làm lãnh đạo được năm năm thôi sao lại có tự tin để nói ra những lời như vậy nghe vậy Huỳnh Nhân cũng cười nhẹ. Ông muốn thực lực sao? Được, tôi cho ông xem. Vừa dứt lời, bóng dáng Huỳnh Nhân ngay lập tức biến mất, rồi xuất hiện trước mặt Thiều Tuấn như một bóng ma, túm chặt lấy cổ họng của ông ta nhấc lên. Ông nội, nhìn thấy cảnh tượng này, tim của tất cả người trong nhà họ Thiều như đều nhảy thoát lên đến tận cổ họng, vì sợ Huỳnh Nhân trong cơn tức giận sẽ bẻ cổ ông. Mặt của Thiều Tuấn cũng tái đi vì sợ hãi, cả bộ xương già đều khẽ run lên đây chỉ là một trong những điểm mạnh của tôi. Huỳnh Nhân hai mắt đầy sát khí, liếc mắt nhìn Thiều Tuấn. Ông có phục không? Phục, phục rồi. Thiều Tuấn nhận thua, ông ta dùng hết sức lực của bản thân để gần ra từng chữ một từ trong cổ họng đang bị Huỳnh Nhân siết chặt. Dầm, Huỳnh Nhân đang bóp cổ Thiều Tuấn liền tùy tiện ném một cái, làm cho cả nhà họ Thiều sợ hãi đến độ vội vàng tiến đến đỡ, nếu không thì ở cái tuổi 80 đó, Thiều Tuấn có thể trực tiếp mà bị ngã chết. Huỳnh Nhân quay trở lại ngồi ở vị trí ban đầu, bầu không khí tại hiện trường cũng có chút khác thường. Người thống trị ở đây chính là Huỳnh Nhân, ánh mắt của anh quét qua từng khuôn mặt của tất cả các gia chủ đứng đầu các gia tộc, đặc biệt là Hào Tinh Húc và Hoắc Ca, dừng một chút ở trên người bọn họ. Ngay tức khắc, Hào Tinh Húc và Hoắc Ca vô thức cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều run rẩy. Được sự hỗ trợ của nhà họ Thiều, Thiều Tuấn một tay ôm chặt ngực, thở hồng hộc, giữ cho nhịp tim ổn định thật lâu sau, ông ta mới tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Huỳnh Nhân cũng thay đổi. Huỳnh Nhân, rốt cuộc là mày muốn như thế nào? Gia Nguyệt chắc chắn là sắp tới rồi. Cho đến bây giờ, bọn họ chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người của Thiều Gia Nguyệt. Bọn họ tin chắc rằng vỏ quyết giày có móng tay nhọn, 5 năm trước, Thiều Gia Nguyệt có thể khiến cho Huỳnh Nhân nằm ở trước mặt cô ta như một con chó, thì 5 năm sau, cô ta cũng có thể làm như vậy. Là Thiều Gia Nguyệt, trên khóe miệng huỳnh nhân nở ra một nụ cười đùa giỡn tôi chính là đang đợi cô ấy chỉ là trước khi cô ấy đến thuận tiện giải quyết một số việc khác c có chuyện gì vậy ánh mắt thiều tuấn nhìn chằm chằm huỳnh nhân không hiểu sao trong lòng luôn có một linh cảm không tốt trước khi nói cho ông biết tôi hỏi ông một câu huỳnh nhân híp mắt nói thiều hải hà là cháu của ông sao tất nhiên thiều tuấn thậm chí không cần suy nghĩ ông ta trực tiếp thừa nhận nhưng trong lòng càng ngày càng bất an đã gần một ngày không có tin tức gì từ hải hà điện thoại không liên lạc được ngay cả quản gia cũng không biết nó đã đi đâu vậy thì tốt sau đó huỳnh nhân lại tiếp tục hỏi anh ta tìm người bắt cóc vợ tôi nhưng lại bắt nhầm người ông có biết chuyện này không những lời này vừa nói ra sắc mặt của tất cả mọi người trong nhà họ thiều đều có chút thay đổi thiều tuấn cũng nhíu mày hỏi vợ của mày là ai ông không cần phải biết ánh mắt huỳnh nhân trở nên lạnh lẽo ông chỉ cần trả lời là biết hoặc không biết là được thiêu tuấn cực kỳ khó chịu khi bị huỳnh nhân ra lệnh nhưng ông ta vẫn hử lạnh một tiếng nồi nào úp vung nấy vợ của một tên phế vật như mày cưới về ắt hẳn cũng không phải là loại tốt đẹp gì hải hà nhìn chúng vợ mày cũng coi như là phúc phần của cô ta mày không biết ơn thì cũng thôi đi sao lại dám đến nhà họ thiều của tao gây náo loạn ầm ĩ xoạt những lời này vừa nói ra cơn tức giận khó khăn lắm mới bình tĩnh được của huỳnh nhân lại một lần nữa bị khơi dậy thậm chí còn mạnh hơn trước được đúng là cùng một ruột ông như thế nào thì cháu cũng như thế đấy hắn lạnh lùng nói nếu đã như vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa lưu an tặng cho nhà họ thiều một món quà lớn vâng lưu an cũng cười khẩy bước ra khỏi nhà họ thiều dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người một phút sau cô ta quay trở lại tuy nhiên trong tay lưu an đang kéo theo một người như kéo một con chó chết hơn nữa trên người của người kia bê bết máu bị kéo lê đến đâu thì vết máu cũng kéo theo đến đấy dầm lưu an ném người kia đến trước mặt thiều tuấn như ném rác mở mắt chó của ông ra xem cho khi anh ta là ai huỳnh nhân nói lớn chuyện đề cử lục đông hoa tôi yêu em vừa nhìn thấy khuôn mặt của người kia thiều tuấn lập tức trợn tròn mắt kêu lên đầy đau khổ Hải Hà. Chương 155, bọ ngựa đá xe. Anh Hải Hà. Không chỉ Thiều Tuấn, đời hai, đời ba nhà họ Thiều đều trắng mặt, ai cũng hoảng sợ. Trong đó có một người trung niên có vẻ mặt hoảng sợ nhất, ông đẩy mọi người ra, nhanh chóng đi tới cạnh Thiều Hải Hà, dùng sức lắc mạnh cơ thể anh ta. Người này là ba Thiều Hải Hà, Thiều Văn Sơn. Nhất thời, cả nhà họ Thiều đắm chìm trong sự sợ hãi. Gia chủ các gia tộc khác cũng lạnh cả người ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía huỳnh nhân. Đặc biệt là là Hào Tinh Húc và hokka Ca, cả hai tim đập thình thịch. Trước đây bọn họ chỉ cảm thấy huỳnh nhân quái dị thôi. Nào đã gặp dáng vẻ tàn nhẫn này của anh? Hào Uy càng bị dọa choáng váng, ngay cả Thiều Hải Hà cũng thê thảm thế này, nghĩ đến chuyện mình vậy mà còn có ý trả thù huỳnh nhân, toàn thân anh ta run lên. Thiều Hải Hà lúc này không phải chỉ dùng một chữ thảm là có thể diễn đạt được. Không chỉ mặt mũi bè bét, toàn thân trên dưới đều dày đặc vết đao. người chuyên nghiệp mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra thủ pháp người xuống tay cao siêu như thế nào. mỗi đao chém trên người Thiều Hải Hà đều không tổn thương đến thớ cơ nào trên người anh ta, nhưng lại xảo diệu cắt đứt kinh mạch toàn thân. trong số những người huỳnh nhân quen biết cũng chỉ có quân y đứng đầu Long Tức như Phùng Cẩn Mai mới có thể có đao pháp cao siêu như vậy. Hải Hà, Thiều Tuấn và Thiều Văn Sơn một trái một phải cúi đầu nhìn kinh mạch đứt gãy trên toàn thân thiều hải hà trên mặt bị đầy vẻ căm thù đặc biệt là thiều văn sơn ông ta lạnh lùng nhìn về phía huỳnh nhân nhả từng chữ một là mày khiến con tao thành ra như vậy sao tuy thiều hải hà không chết nhưng bị thương nặng như vậy thì xem như quãng đời còn lại cũng chỉ có thể nằm trên giường đối với một người trẻ tuổi mà nói như vậy còn đau đớn hơn so với việc giết chết anh ta huỳnh nhân lạnh nhạt gật đầu không sai Tuy không phải anh khiến Thiều Hải Hà biến thành như vậy, nhưng anh nguyện ý gánh cái tội danh này cho Phùng Cẩn Mai. Mày muốn chết. Thiều Văn Sơn hét lên một tiếng đầy sát ý vô tận, sau đó vọt thẳng về phía Huỳnh Nhân như không muốn sống. Nhưng ông ta bị Thiều Tuấn ngăn lại, chỉ một thoáng, gia chủ họ Thiều cũng bình tĩnh xuống. Văn Sơn, không được xúc động, nó cố tình chọc giận con. Tất cả mọi thứ chờ ra nguyệt đến rồi giải quyết thiều văn sơn bị người nhà họ thiều ngăn lại mới dần khôi phục lý trí chỉ là hai mắt vẫn tràn ngập sát ý như trước huỳnh nhân thiều văn sơn này thề đời này tao phải giết mày trên thế giới này nhiều người muốn giết tôi lắm ông là cái thá gì huỳnh nhân không chút bận tâm thậm chí có phần khinh thường huỳnh nhân mày đừng có đắc ý lúc này thiều tuấn hét lớn một tiếng mặc Mà kệ mày biến thành cái dạng gì thì đều không thể thay đổi sự thật rằng mày là rác rưởi chờ gia nguyệt tới là mày xong đời huỳnh nhân lắc đầu thương xót nhìn thiều tuấn thiều gia nguyệt là thần của các người à cô ta cứu được các người chắc hoặc nên nói là cô ta sẽ cứu các người sao lời này vừa ra đám con cháu họ thiều đều cười lạnh nhìn huỳnh nhân chị họ gia nguyệt bây giờ chính là gia chủ họ thiều chủ tịch tập đoàn thiều thị chị ấy sẽ giết mày chỉ như bóp chết một con kiến mà thôi chị gia nguyệt sẽ trả lại tất thảy những gì mà mày làm ở nhà họ thiều này đám con cháu mồm năm miệng mười, chỉ có Thiều Tuấn và Thiều Văn Sơn đưa mắt nhìn nhau. Thằng danh này, phát hiện cái gì sao? Nhìn ra bọn họ trột dạ, Huỳnh Nhân cũng thầm cười lạnh trong lòng. Chỉ vì nhà họ Thiều có một Thiều Gia Nguyệt nên mới có thể chen vào hàng ngũ nhà giàu ở đất Minh Châu này. Không có Thiều Gia Nguyệt, bọn họ chẳng là gì cả. Huỳnh Nhân cũng không biết Thiều Gia Nguyệt có quan hệ thế nào với nhà họ Thiều, nhưng kẻ địch chính là người hiểu biết bạn nhất. Từ hành vi, cử chỉ của Thiều Gia Nguyệt, Huỳnh Nhân vẫn có thể đoán ra chút tâm tư của cô ta. Lấy ví dụ như Đại hội Thương nghiệp đêm nay đi, Thiều Gia Nguyệt thân là chủ tịch tập đoàn Thiều Thị, vì sao lại muốn tổ chức tại đại viện nhà họ Thiều mà không phải phòng họp của tập đoàn Thiều Thị chứ? Chỉ có một loại khả năng, chính là vị trí gia chủ nhà họ Thiều của cô ta không vững chắc, vẫn có rất nhiều người không phục cô ta. Đặt hội nghỉ tại nhà họ Thiều là vì thị uy với đám người Thiều Tuấn, Thiều Văn Sơn rằng cô ta mới là gia chủ nhà họ Thiều. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, bên ngoài nhà họ Thiều phát ra tiếng bước chân. Lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc áo đen trắng kiểu tôn trung sơn bước vào yến tiệc nhà họ Thiều. Sư Thúc. Thấy người này, Hoác Thiên Quân vừa mừng vừa sợ, vội vàng vẫy tay với đối phương. Ông ta lập tức đi về phía Hoác Thiên Quân. Thiên Quân, người ở đâu? Hoác Thiên Quân lập tức chỉ vào Huỳnh Nhân chính là anh ta mọi người đến đúng lúc lắm mau đánh gãy chân anh ta dừng một chút anh ta quay sang ân cần nói với thiều tuấn ông nội thiều ông không cần lo lắng cháu đã gọi sư thúc từ hiệp hội võ đạo tới chú ấy là cao thủ thành danh đã lâu bắt một rác rưởi là chuyện dễ như trở bàn tay được mắt thiều tuấn sáng rỡ nói với hoác thiên quân chỉ cần cháu giúp ông giết chết rác rưởi kia sau này nhà họ thiều và nhà họ hoác đời đời giao hảo Cảm ơn ông nội Thiều." Hoắc Thiên Quân lập tức nói cảm ơn, nếu nhà họ Hoắc có thể tạo quan hệ với nhà họ Thiều, nhất định tương lai sẽ phát triển không ngừng. Tại bàn nào đó trong sảnh tiệc, vẻ mặt Hoắc Ca cũng không hề lạc quan, nếu thật sự có thể thực hiện đương nhiên là tốt, nhưng chỉ sợ không giải quyết được Huỳnh Nhân. Các gia chủ của gia tộc khác muốn xem thử phản ứng của Huỳnh Nhân, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí cười đầy trào phúng có phải mấy người cho rằng mời người của Hiệp hội Võ Đạo tới là xong rồi không? Tất cả mọi người đều thấp thỏm vì sự bình tĩnh này của Huỳnh Nhân. Người bình thường nghe nói đại danh của Hiệp hội Võ Đạo thì phản ứng đầu tiên không phải là nên sợ hãi à? Mà Huỳnh Nhân và Lưu An vẫn tự nhiên bình tĩnh như cũ, nhàn nhã uống trà. Sư thúc cẩn thận, tên nhóc danh này có chút bài bản, mặt của Mã Trung là do anh ta cắt nát đấy. Lúc này, Hoác Thiên Quân ở một bên nhắc nhở cái gì, là cậu ta ư. Người này tên là Dương Vô Địch, nghe Hoắc Thiên Quân nhắc nhở xong thì sát ý lập tức lượn lờ. Là cậu khiến mặt mã trung thành như vậy sao? Đúng thế. Huỳnh Nhân không phủ nhận, cười ha hả nhấp một ngụm trà. Khi nào về vẫn nên đá anh ta đi thôi, bọn họ không xứng làm võ giả. Láo sược. Hai mắt Dương Vô Địch lạnh băng, rốt cuộc không ức chế được sát ý, thân hình biến mất tại chỗ. Lựa An ngang ngược đứng dậy, trong tay xuất hiện một thanh dao găm ngắn sắc bén. Huỳnh nhân cũng khoát tay, mỉm cười nói. Để tôi, Lưu An giật mình, đôi mắt kinh ngạc nhìn thiếu chủ, không ngờ thiếu chủ muốn đích thân ra tay. Cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo cũng đến rồi, rốt cuộc cậu ta đã đắc tội với bao nhiêu người. Mặc kệ thế nào, sư phụ dương của Hiệp hội Võ Đạo ra tay thì người này sẽ không có nửa phần thắng. Không ít người trong các gia tộc khe khẽ nói nhỏ, người của Hiệp hội Võ Đạo ra mặt, trò khôi hài lần này cũng đến hồi kết thúc. Hai mắt Thiều Tuấn tràn đầy tự tin. Làm lính vài năm thì thế nào? Trước mặt cao thủ chân chính, mày chẳng là cái thá gì cả. Không biết tự lượng sức. Huỳnh Nhân cười lạnh một tiếng, tốc độ của Dương vô địch quả thực không tồi, nhưng trong mắt anh lại thong thả như rùa vậy. Dương vô địch xuất hiện trước mặt Huỳnh Nhân, năm ngón tay thành chảo chụp mạnh xuống. Huỳnh Nhân ung dung đứng lên, thậm chí không buồn di chuyển, chỉ dơ chân đá tới. Dầm. Một chân một trường hung hăng va chạm, nháy mắt đụng vào nhau, Dương vô địch bay ngược ra ngoài. Quỳnh. Dương vô địch nện vào vách tường. Vách tường sảnh tiệc lập tức chia năm xẻ bảy. Mà sắc mặt Dương vô địch cũng tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Một cước mà thôi, sư phụ Dương của Hiệp hội Võ Đạo đã bại trận. Toàn hội trường một im lặng tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám tin chừng lớn hai mắt, Hoắc Thiên Quân và thiếu Tuấn khiếp sợ há hốc miệng, cảm giác sợ hãi lan tràn ra toàn thân năm năm trôi qua tên rác rưởi năm đó lại trở nên mạnh mẽ như vậy nếu nhà họ thiều các người nguyện ý chịu thua cho tôi một lời giải thích vừa lòng thì tôi đã suy nghĩ tha cho nhà họ thiều một đường sống rồi giọng nói bình thản lại vang lên khiến toàn bộ người nhà họ thiều không rét mà run nhưng bây giờ biểu hiện của mấy người đã làm tôi thất vọng sát khí nồng đậm như sông lớn tràn ra thiều tuấn cảm thấy chuyện lớn không tốt rồi vội vàng quát lớn huỳnh nhân mày muốn làm gì nhất thời toàn bộ vệ sĩ nhà họ thiều bao vây huỳnh nhân và lưu an lại cháu trai ông định bắt cóc vợ tôi lại bắt nhầm em vợ tôi huỳnh nhân không buồn nhìn đám vệ sĩ một cái hờ hững nói với thiều tuấn nếu mấy người thành tâm hối cải tôi còn không định giận chó đánh mèo đâu tôi đã cho các người cơ hội là chính các người không quý trọng một khi đã vậy sau tối nay sẽ không còn nhà họ thiều nữa Dầm, sát khí tập trung vào Thiều Tuấn, khiến ông ta cả mặt trắng bệch. Nổ súng, tất cả nổ súng cho tôi. Lạch cạch, tất cả vệ sĩ nhà họ Thiều đều rút súng chĩa vào Huỳnh Nhân và Lưu An. Thoáng cái, không khí hiện trường căng như dây đàn, mọi thứ lên tới đỉnh điểm. Cô chủ tới. Chợt, ngoài cửa lớn nhà họ Thiều vang lên tiếng thông báo. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 156, Thiều Gia Nguyệt tất cả mọi người nhất tề nhìn ra cửa lớn. Tuy nhà họ thiều nhiều con gái, cháu gái, nhưng người có tư cách xưng là cô chủ cũng chỉ có một mà thôi. Thiều Gia Nguyệt, thiếu chủ, ánh mắt Lưu An lóe lên, cô ta biết quá khứ thiếu chủ của mình, biết kẻ thù lớn nhất của thiếu chủ chính là người phụ nữ này. Huỳnh Nhân xua tay, ngăn cản ý muốn giết người của Lưu An, trên gương mặt bình tĩnh gợi lên một nụ cười châm chọc lại. Thiều Gia Nguyệt, cuối cùng cô cũng tới. Thiều Gia Nguyệt đến. Nghe được ba chữ kia, Thiều Tuấn như nghe được tiếng trời vậy, trái tim lo sợ cũng từ từ rơi xuống. Trong mắt đám con cháu nhà họ Thiều cũng đều hưng phấn lên, tựa như bỗng nhiên có điểm tựa vậy, hung tợn nhìn về hướng Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân, mày chết đến nơi rồi. Lưu An cũng nhìn về cửa lớn, cô ta không thể hiểu nổi, một đứa con gái thôi mà, cần gì phải hưng phấn như tiêm máu gà thế. Nhưng hoàn cảnh như vậy cũng gợi lên lòng hiếu kỳ của Lưu An, cô ta cũng muốn thấy kỳ nữ này trông thế nào. Cộp cộp, cộp cộp. Tiếp đó, mọi người nghe được tiếng giày cao gót nện bước đầy tiết tấu. Một cô gái xinh đẹp kiểu cổ điển, dáng người cao gầy bị một đám đàn ông vây quanh đi tới. Cô ta khoác một chiếc vest đen, bên trong là một bộ công sở màu trắng, không mặc váy mà là một chiếc quần lửng ống rộng, lộ ra chân nhỏ mảnh khảnh. Cô ta đeo một chiếc khăn lụa mềm mại trên cổ, cũng là điểm làm đẹp duy nhất trên người. Nhưng chi tiết nhỏ này cho người ta cảm giác vẽ rồng điểm mắt, hóa mục nát thành thần kỳ. Quần áo trang sức đơn giản nhất lại triệt để lộ ra tư thái nữ tính. Cô ta chậm rãi đi tới, không khí yến tiệc vốn huyên náo ồn ào lập tức an tĩnh vô cùng. Ngoại trừ Huỳnh Nhân và Lưu An, tất cả mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt kính sợ. Tổng giám đốc Thiều, Thiều Nghiêm vội vàng tiến lên chào hỏi Thiều Gia Nguyệt. Thiều Gia Nguyệt hơi gật đầu, hai mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp tục đi thẳng tới lúc đi ngang qua trước mặt huỳnh nhân và lưu an cô ta khựng lại đứng trước mặt bọn họ thiều gia nguyệt cũng không quay đầu chỉ dùng khóe mắt liếc thoáng qua sau đó đứng cạnh huỳnh nhân lưu an nhìn chằm chằm cô ta đầy địch ý cô ta lại hờ hững làm lơ ngược lại cười dài nhìn đám người gào khóc kêu to như đám chó cảnh trước mặt mình thiều gia nguyệt chỉ khựng lại một giây sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trung tâm sảnh tiệc khi thấy đa số vệ sĩ nhà họ thiều đã vây quanh hiện trường Thiều Gia Nguyệt hơi cau mày. Đêm nay là tôi tổ chức đại hội thương nghiệp, nhiều vệ sĩ thế làm gì, đi xuống cho tôi. Lời này của Thiều Gia Nguyệt tựa sấm sét giữa trời quang, người nhà họ Thiều đều tái mặt. Thiều Gia Nguyệt, cháu còn nhớ người này không? Nó chính là thằng rác rưởi đào hôn 5 năm trước. Nó náo loạn bữa tiệc nhà họ Thiều, không chỉ làm hải hà thành ra bộ dạng này, còn muốn giết chú. Một người đàn ông trung niên thản nhiên nói với Thiều Gia Nguyệt. Vậy sao, Thiều Gia Nguyệt lơ đãng liếc nhìn Huỳnh Nhân, thản nhiên nói. Chờ sau đại hội thương nghiệp tôi đòi lại công đạo. Những lời này khiến cả nhà họ Thiều đều trắng bệch cả mặt. Thiều Gia Nguyệt không định báo thù cho nhà họ Thiều bọn họ sao. Hiện trường tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc, gia chủ các gia tộc thấy cảnh này đều sững sờ. Thiều Gia Nguyệt có vẻ không một lòng với nhà họ Thiều. Chỉ có Huỳnh Nhân nhàn nhã cười tủm tỉm uống trà, hoàn toàn không bất ngờ với tình huống trước mắt. Thiều Văn Sơn và Thiều Tuấn liếc nhìn lẫn nhau, sau đó ánh mắt hơi ám xuống. Chuyện bọn họ lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Bọn họ vốn còn hy vọng Thiều Gia Nguyệt có thể thay mặt nhà họ Thiều giải quyết Huỳnh Nhân. Nhưng theo tình hình trước mắt thì có vẻ con bé không hề định xuống tay với Huỳnh Nhân. Vì thế, Thiều Tuấn bước lên mấy bước, trầm giọng nói với Thiều Gia Nguyệt. Thiều Gia Nguyệt, chuyện lớn đến đâu đều không bằng chuyện nhà. Thiều Minh và Thiều Hải Hà đều bị danh con này đánh trọng thương, cháu là gia chủ đương nhiệm, không thể trốn tránh trách nhiệm. Thiều Tuấn lấy ra khí thế của gia chủ, hừng hực mạnh mẽ. Nhưng Thiều Gia Nguyệt cũng chỉ hơi nheo mắt lại, liếc Thiều Tuấn một cái, giọng nói loáng thoáng tia không vui. "Ông nội, ông đang dạy bảo cháu đấy à?" Thiều Gia Nguyệt lại một người đàn ông trung niên sụ mặt nói với cô ta. "Ba cũng vì tốt cho cái nhà này thôi, mọi người tin tưởng con nên mới giao nhà họ Thiều cho con. Con không thể phụ lòng tin của mọi người." Nơi này có chỗ cho ba lên tiếng à?" Thiều Gia Nguyệt cười lạnh, ngồi xuống vị trí trung tâm, nhìn quét toàn hội trường như quân lâm thiên hạ. "Tôi mới là gia chủ nhà họ Thiều, mọi chuyện lớn nhỏ, cao thấp trong nhà họ Thiều đều phải là tôi quyết định. Khi nào mà các người có quyền khoa tay múa chân với tôi?" Con, trên dưới lớn bé nhà họ Thiều đều giật thót, ánh mắt nhìn về phía Thiều Gia Nguyệt giấy lên lửa giận, lại không dám phát tiết. Trong mắt Thiều Tuấn thoáng hiện lên sát ý rõ ràng bị thiều gia nguyệt nhạy cảm bắt được, lập tức giành trước nói. Đại hội thương nghiệp này do tôi tổ chức, không liên quan gì tới các người. Dù có xảy ra chuyện cũng phải xong đại hội lại nói. Chẳng lẽ các người muốn người các gia tộc khác xem chuyện xấu nhà chúng ta hay sao? Giọng điệu cường ngạnh, khí phách bá đạo, trên dưới nhà họ thiều không dám ho he thêm một câu. Các gia chủ khác tại hiện trường cũng không dám thở mạnh. Dòng chính nhà họ thiều còn không làm gì được thiều gia nguyệt, càng đừng nói mấy gia tộc hạng hai như bọn họ. Vẫn là Thiều Văn Sơn nhìn thấu, nói với Thiều Tuấn. Ba, theo ý con bé trước đi. Thiều Tuấn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hét lui vệ sĩ nhà họ Thiều, lại nhớ tới thân thế của Thiều Gia Nguyệt, đáy mắt ông ta hiện lên vẻ không cam lòng. Nhà họ Thiều lớn như vậy lại rơi vào tay người ngoài. Bốp bốp bốp, trong hội trường chợt vang lên tiếng vỗ tay chói tai. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy huỳnh nhân nhẹ nhàng vỗ tay, trên mặt treo nụ cười nghiền ngấm, cao giọng nói. Cụ thiều đúng là đại trượng phu có được giãn được. Mày! Nghe huỳnh nhân nói, hai mắt thiều tuấn thoáng cái đỏ ngầu, trong mắt căng như muốn nứt, hận không thể chặt huỳnh nhân làm tám mảnh. Sao ông ta có thể không nghe hiểu huỳnh nhân châm chọc mình chứ? Cái gì đại trượng phu có được giãn được, đơn giản là bị thiều gia nguyệt đè đầu cưới cổ thôi. Thiều gia nguyệt liếc nhìn huỳnh nhân một cái thật sâu, sau đó bình tĩnh lại, lớn tiếng tuyên bố. Đại hội thương nghiệp chính thức bắt đầu. Sau đó, Thiều Gia Nguyễn Đích Thân chủ trì đại hội, Thiều Tuấn, Thiều Văn Sơn và người nhà họ Thiều không cam lòng lui sang một bên, gia chủ các gia tộc thì tập trung lắng nghe. Lưu An nhìn chằm chằm cô gái nổi bật kia, cúi gục xuống lắc đầu nói. Thiếu chủ, tôi nhìn không thấu cô ta. Huỳnh nhân nhàn nhã uống trà, cười tủm tỉm bình thản. Nếu cô ta có thể bị nhìn thấu thì đã chết từ lâu rồi. Lưu An kinh hãi, không có nhiều người có thể khiến thiếu chủ đánh giá cao như vậy. Do dự một chút, Lưu An vẫn cố gắng lấy dũng khí. Nghe như thiếu chủ cũng không hận cô ta. Có hận, nhưng quý trọng càng nhiều hơn. Huỳnh nhân nhìn về phía Thiều gia nguyệt, giọng nói có phần ủ rột. Chỉ có kẻ thù mới hiểu biết lẫn nhau nhất, những người quá giống nhau thường tình cờ làm tổn thương nhau, nhưng phần lớn là muốn ôm đoàn sưởi ấm. chương 157, trục xuất khỏi nhà họ thiều. Đại hội thương nghiệp tiến hành đâu vào đấy, đại diện các gia tộc lớn đều lên đài, đưa ra ưu thế công ty dưới trướng gia tộc mình. Huỳnh Nhân nghe được đại khái nội dung, tóm lại là tập đoàn thiều thị muốn triển khai một hạng mục mới, nhưng hạng mục này không phải từ thiều thị đưa ra, mà là xem trong tay các gia tộc có hạng mục gì tốt. Nói là đại hội thương nghiệp còn không bằng nói là một buổi đấu thầu đầu tư, ai nắm trong tay hạng mục tốt, thiều gia nguyệt sẽ đầu tư cho người đó. Đầu tư là một môn học vấn, mà tại phương diện này, ánh mắt Thiều Gia Nguyệt có thể xem như tinh tường vô cùng. Dù là ông cụ Thiều cũng không bới lông tìm vết nổi. Sau một hồi luân phiên phát biểu, Thiều Gia Nguyệt chợt cao mày hỏi. Sao không thấy người của tập đoàn Lệ Tinh tới? Thiều nghiêm vội vàng nói, Tổng Giám đốc Thiều, Giám đốc Lê của tập đoàn Lệ Tinh tới rồi, nhưng sau đó lại rời đi. Thiều Gia Nguyệt hơi nheo mắt lại, có ý khởi binh vấn tội. Đang yên đang lành sao người lại đi rồi? thiều nghiêm sợ nhảy dựng vội vàng nói bởi vì anh họ thiều minh liên tục bức bách anh huỳnh sợ giám đốc lê bị va chạm nên đề nghị giám đốc lê đi trước thiều nghiêm cậu câm miệng cho tôi nhất thời thiều minh không màng vết bỏng nóng rát trên mặt đứng lên quát lớn chỉ là vừa nói đến một nửa đã cảm thấy sau lưng có một ánh mắt lạnh cả người anh ta hoảng sợ không dám nói thêm nữa thiều gia nguyệt cũng không nổi giận với thiều minh thu hồi tầm mắt nói với gia chủ các gia tộc tại nơi này. Phương án của các vị tôi đều có hiểu biết rồi, sau đó thiểu thị sẽ cân nhắc cẩn thận, trong vòng 3 ngày đưa ra câu trả lời thuyết phục cho các vị. Cảm ơn tổng giám đốc Thiều. Các gia chủ lục tục rời đi, hội trường tiệc lập tức trở nên vắng lặng. Chỉ có nhà họ Hào và nhà họ Hoắc không rời đi cùng mọi người, Hào Tinh Húc và Hoắc Ca đứng chung một chỗ, nhỏ giọng thương lượng việc gì đó. Huỳnh nhân xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh liên tục xem ra bọn họ vẫn không muốn buông tha cho cơ hội thân cận nhà họ thiều thiều gia nguyệt đại hội thương nghiệp đã kết thúc có phải có thể xử lý chuyện nhà rồi không thiều văn sơn đi về phía thiều gia nguyệt vẻ mặt hờ hứng không mặn không nhạt hỏi một câu thiều gia nguyệt gật đầu đương nhiên thấy thiều gia nguyệt thuận theo người nhà họ thiều đồng loạt thờ phào nhẹ nhóm sau đó hung tợn chừng huỳnh nhân theo cái nhìn của bọn họ việc Thiều Gia Nguyệt thu thập huỳnh nhân chỉ là sớm hay muộn thôi. Hảo Uy và Hoác Thiên Quân cũng vui sướng khi người gặp họa nhìn huỳnh nhân, hét lớn một tiếng. Huỳnh nhân, đã đến lúc này rồi mày còn không thừa nhận tội của mình. Chẳng lẽ cứ phải chờ cô Thiều Đích Thân ra tay mày mới chịu khuất phục sao? Huỳnh nhân vẫn nhàn nhã ung dung ngồi trên ghế như cũ, nghiền ngẫm ngắm hai người này. Hai người chắc chắn Thiều Gia Nguyệt sẽ ra tay với tôi cơ à? Láo sược, tên cô Thiều là để cho mày gọi thẳng như thế à? Hạo Uy còn đang bày tỏ lòng trung thành, chỉ vào Huỳnh Nhân hét lớn. Trước kia là do mày may mắn, vừa vận đụng phải đại hội thương nghiệp nên cô Thiều mới không có thời gian làm gì mày thôi. Giờ đại hội thương nghiệp đã kết thúc, tao xem mày có trốn đằng trời. Trốn, ai nói tôi định chạy trốn? Huỳnh Nhân bị sự ngu xuẩn của Hảo Uy chọc cười, từ tốn đứng lên, dáng người cao ngất sừng sững như núi, đi thẳng về phía Thiều Gia Nguyệt. Tiếng bước chân trầm ổn có lực vang lên. Hôm nay tôi đến nhà họ Thiều là để đòi công đạo. Không có lời giải thích hợp lý thì tôi sẽ không đi. Thậm chí các người đừng hòng người nào rời khỏi một bước. Mày muốn làm gì? Đứng lại, không được tiến tới thêm bước nào nữa. Người nhà họ Thiều đều bị khí thế của Huỳnh Nhân dọa sợ, Hạo Uy lại tiến mấy bước che trước mặt Thiều Gia Nguyệt, chính khí nghiêm nghị nói: Cô Thiều yên tâm đi chỉ cần có tôi ở đây tôi tuyệt không không để tên rác rưởi này chạm vào một sợi tóc của cô nhưng thiều gia nguyệt lại chậm rãi đứng lên trong đôi mắt đẹp xẹt qua tia lạnh tránh ra cô thiều hào uy đang muốn nói chuyện sau lưng lại chợt vang lên giọng nói lạnh nhạt cậu xác định muốn chắn tôi à? hào uy nhìn lại thoáng cái sợ đến dại cả ra chỉ thấy huỳnh nhân đã đứng sau lưng hào uy đang nhìn xuống anh ta từ trên cao tựa như nhìn một con kiến hôi vậy. Tôi đã nói là tránh ra. Giọng nói lạnh băng của Thiều Gia Nguyệt cũng vang lên lần nữa. Hai luồng khí thế mạnh mẽ mang theo sát khí, ầm ầm áp tới một chỗ. Hào Uy bị kẹp bên trong sợ đến mức trắng bệch cả mặt, bởi vì quá mức khiếp hãi mà ngồi phịch luôn xuống mặt đất. Hào Uy dùng cả tay cả chân, bỏ cách xa Huỳnh Nhân và Thiều Gia Nguyệt tựa như một con chó. Ba, sợ chết con rồi anh ta đi tới bên chân Hào Tinh Húc, ôm ống quần ông ta, run lẩy bẩy tránh ra đằng sau. Đồ vô dụng, Hào Tinh Húc phẫn nộ không thôi, đạp thẳng lên người Hào Uy, đá anh ta sang một bên. Thế mà bị dọa bò như chó quay lại, mất sạch mặt mũi rồi. Nhưng lời tuy nói là như vậy, dù là Hào Tinh Húc cũng kinh hãi không thôi. Rõ ràng là hai người kia rằng co, vậy mà ngay cả ông ta cũng cảm giác được lực áp bách run cả người. Thiều Tuân, Thiều Văn Sơn dẫn theo những người khác nhà họ Thiều liên tục lui lại, không dám tới gần. Đôi mắt đỏ của Lưu An tràn đầy kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thiều Gia Nguyệt càng thêm nghiêm túc. Vừa rồi thiếu chủ đã phóng khí thế ra, vậy mà cô gái này không sợ chút nào, thậm chí dám đứng lên đối mặt. Đã lâu không gặp, rằng co chấm dứt, Thiều Gia Nguyệt cười khẽ như đối mặt một người bạn cũ, tôi còn tưởng anh sẽ không về nữa. Làm cô thất vọng rồi. Huỳnh Nhân cũng thu hồi khí thế, cười nhẹ nhàng. Con người tôi có cái thói quen, ai dám tới gây chuyện thì tôi không thể khiến người đó sống an ổn. Nhìn ra được, Thiều Gia Nguyệt nhìn về phía vẻ Thiều Minh khiếp sợ bên kia và Thiều Hải Hà vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thở dài. Nhưng mặc kệ thế nào tôi cũng là gia chủ nhà họ Thiều, anh đến nhà họ Thiều đánh hai anh trai của tôi thành ra thế này. Nếu tôi không làm cái gì thì tôi cũng không có tư cách ngồi vị trí gia chủ. Vậy cô hỏi xem bọn họ làm chuyện tốt gì đi. Huỳnh Nhân lạnh nhạt nói. Bọn họ định bắt cóc vợ của tôi, lại chó nhầm em vợ tôi. Cô nói có đáng chết không? Dừng một chút, Huỳnh Nhân nguy hiểm nheo mắt lại. Tốt nhất là cô không biết chuyện này. Vợ của anh. Nghe Huỳnh Nhân nói xong, Thiều Gia Nguyệt như nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huỳnh Nhân nhìn ra Thiều Gia Nguyệt thật sự không biết chuyện. Vì vậy thuật lại sự kiện một lần. Sau khi nghe xong, mặt Thiều Gia Nguyệt đã trở nên lạnh băng. Không biết sống chết, chết không hết tội. Mày nói cái gì? Lời này vừa ra, Thiều Văn Sơn, ba của Thiều Hải Hà lập tức phẫn nộ hét lên, căm hận nhìn Thiều Gia Nguyệt. Những người khác nhà họ Thiều đều không dám tin tưởng nhìn cô ta, không ai nghĩ tới đối phương lại nói ra một câu như vậy. Thiều Gia Nguyệt, cháu có biết cháu đang nói cái gì không? Thiều Tuấn cũng xanh mặt mắng. Ông nội nếu ông biết vợ anh ấy là ai thì sẽ không nghĩ vậy nữa đâu. Thiều Gia Nguyệt lại ngồi về chỗ của mình, nhìn Huỳnh Nhân nói. Chuyện này tôi có thể thay mặt nhà họ Thiều xin lỗi anh. Huỳnh Nhân mặt không đổi sắc, đầy thâm ý nhìn cô ta một cái. Cô ta quả nhiên biết chuyện anh và Liễu Phi Tuyết. Thiều Gia Nguyệt, con danh ăn cây táo, rào cây sung nhà mày, đây là thái độ làm gia chủ của mày đấy à? Thiều Tuấn lập tức nổi trận lôi đình, tức giận quát lớn nửa đời sau hải hà cũng chỉ có thể nằm trên giường mà thôi, hung thủ hành hung lại ngay trước mắt mà mày cũng không để ý, còn muốn xin lỗi thằng rác rưởi kia. Mày bảo nhà họ thiếu phải giấu mặt đi đâu hả? Thiều Gia Nguyệt biết làm như vậy nhất định sẽ khiến cho nhiều người tức giận, nhưng cô ta vẫn bình tĩnh vô cùng. Cháu chỉ đứng ở góc độ có lợi nhất cho nhà họ Thiều mà cân nhắc thôi. Thiều Hải Hà thấy sắc này lòng tham, làm ra chuyện khốn nạn như vậy, bị cắt đứt kinh mạch cũng là xứng đáng. Nếu liên lụy nhà họ Thiều mới là mất nhiều hơn được, cháu không làm sai. Liên lụy nhà họ Thiều. Thiều Tuấn phẫn nộ nghiến răng. Một thằng rác rưởi, 5 năm trước chạy tới nhà họ Thiều ở rể mà thôi, có năng lực gì liên lụy nhà họ Thiều chứ? Thiều Gia Nguyệt lắc đầu, vẫn không nổi giận. Ông nội, ông cố chấp quá, Thiều Gia Nguyệt xin khuyên ông một câu, đừng dùng đôi mắt lão hóa của ông nhìn người. Ba. Thiều Sơn vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng. Thiều Gia Nguyệt khiến tim người nhà họ Thiều tan nát, đã không thích hợp làm gia chủ nhà họ Thiều, hủy chức vị của con bé đi. Hơn nữa, máu chảy trong cơ thể con bé vốn không phải máu nhà họ Thiều ta, là con hoang từ bên ngoài tới mà thôi. Không bằng nhân lúc này đuổi con bé khỏi nhà họ Thiều. Trong nháy mắt, Thiều Gia Nguyệt lọt vào nghìn người chỉ trích, thành kẻ địch chung của cả nhà họ Thiều. chương 158, không còn nhà họ Thiều nữa. Mọi chuyện biến chuyển quá nhanh, nhanh đến mức ai nấy đều không kịp phản ứng hào tinh húc và hóc ca trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà họ thiều loạn thành một nồi cám hoàn toàn không hiểu ra sao thiều gia nguyệt không phải gia chủ nhà họ thiều hà sao tự nhiên thành cái đích cho người nhà họ thiều chỉ trích rồi lưu an cảm thấy tình huống này quen mắt đến không nói nên lời hình như đã gặp ở đâu rồi rất nhanh cô ta nhớ tới nhà họ liễu cô ta từng thấy ở nhà họ liễu ở liễu gia đám người Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Hồng Vân cũng đối đãi với thiếu chủ như vậy, thậm chí chỉ có hơn chứ không thua kém nhà họ tống chút nào. Bọn họ xem thiếu chủ như sao trổi, trăm phương nghìn kế muốn đuổi thiếu chủ đi, không chỉ dùng ngôn ngữ nhục mạ mà còn dùng hành động để hãm hại thiếu chủ. Nếu là người thường đã sớm bị bọn họ hại chết, không ngờ cảnh tượng như thế lại tái diễn ở nhà họ thiêu. Mãi tới lúc này Lưu An mới hiểu được thiếu chủ nói, ôm đoàn sưởi ấm là có ý gì anh và Thiều Gia Nguyệt là cùng một kiểu người. Chẳng sợ trước kia Thiều Gia Nguyệt từng lợi dụng, tổn thương Huỳnh Nhân, Huỳnh Nhân cũng không hận cô ấy bao nhiêu. Hai người tâm linh tương thông, chỉ là đứng trên lập trường bất đồng, nếu không nhất định có thể trở thành bạn tốt tri kỷ. Lưu An trộm nhìn thoáng qua Huỳnh Nhân, chỉ thấy Huỳnh Nhân vẫn ung dung như cũ, nhưng ánh mắt lặng lẽ biến phức tạp. Thiếu chủ, anh định làm thế nào? Phượng Hoàng biết Thiều Gia Nguyệt từng làm tổn thương thiếu chủ, nhưng chỉ cần thiếu chủ phân phó một câu, cô ta sẽ ra tay trợ giúp Thiều Gia Nguyệt. Nhưng Huỳnh Nhân chỉ lắc đầu, cười khẽ. Nếu người này có thể bị lật đổ một cách đơn giản như vậy thì đã không phải Thiều Gia Nguyệt, cũng không xứng làm đối thủ của tôi. Lưu An nghe vậy cũng nhìn về phía trung tâm, ánh mắt cũng nhanh chóng giấy lên kinh ngạc. Mặc kệ người nhà họ Thiều mắng chửi ác độc thế nào, Thiều Gia Nguyệt đều không nói một câu. Ánh mắt của cô ta vẫn lạnh như băng khí thế của cô ta vẫn ngang tàng cằm của cô ta vẫn hơi nâng cao nhìn xuống mọi người nếu nói có gì khác thì chỉ là bên môi hơi nhếch lên nở nụ cười mang theo khinh thường châm chọc suốt cuộc đám người mắng mệt rồi ngậm miệng lại nói xong rồi hà lúc này thiều gia nguyệt mới thản nhiên lên tiếng giọng nói phẳng lặng người nhà họ tống lập tức cảm thấy mình bị sỉ nhục vẻ mặt khó coi cô không xứng làm gia chủ cũng sắp bị tước đoạt chức vị rồi, còn uy phong cái gì? Tôi thấy cô ta không muốn giúp anh Thiều Hải Hà báo thù chắc chắn là vì còn nhớ nhung thằng rác rưởi này. Dù sao năm năm trước bọn họ suýt nữa thành vợ chồng mà. Một con cháu nhà họ Thiều Ác Y nói, lôi chuyện năm năm trước ra châm ngòi. Nhưng lời này vừa dứt, một ánh mắt sắc bén lia thẳng tới, theo đó là giọng nói lạnh lùng vang lên. Nếu cậu không biết nên nói gì, tôi không ngại dạy dỗ cậu phụ ba mẹ cậu một tay người vừa nói hoảng sợ nhưng vẫn mạnh miệng cãi. chẳng lẽ tôi nói sai sao? vì thế huỳnh nhân nhìn thoáng qua lưu an và miệng đi. lưu an bước nhanh về phía người kia nhấc đối phương lên cho vài cái bạt tai thật mạnh. chát 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 vài bàn tay lên mặt miệng cậu ta dớm máu răng cũng bị vả bay vài cái. huỳnh nhân thiều tuấn cắn răng nghiến lợi người này dám hành hung người ngay trước mặt ông ta. Thiều Gia Nguyệt cũng nhìn Huỳnh Nhân thêm một cái, sau đó nói. Những việc này đều là ý tứ một phía của các người mà thôi. Muốn hủy bỏ chức vị gia chủ của tôi phải cần cả gia tộc bỏ phiếu thông qua mới được. Thiều Tuấn lập tức nói. Ai đồng ý hủy bỏ chức gia chủ của Thiều Gia Nguyệt thì giơ tay lên. Sứt lời, chính ông ta nhấc một tay lên trước. Xoạt, xoạt, xoạt. Những người khác cũng lục tục nâng tay lên. Cuối cùng, Tất cả mọi người nhìn về phía người duy nhất không giơ tay, cũng chính là Thiều Nghiêm. Thiều Nghiêm, còn không mau giơ tay? Thiều Văn Sơn phẫn nộ quát. Thiều Nghiêm nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn, cả người run bắn, nhưng vẫn kiên trì nói: "Không thể dơ. Không giơ tay thì cháu cũng cùng chung kết cục với cô ta, đều bị trục xuất khỏi nhà họ Thiều." Thiều Văn Sơn âm trầm uy hiếp: "Đây là thái độ nhà họ Thiều các người đối xử với người một nhà đấy à?" Huỳnh Nhân cất tiếng cười sang sảng, chỉ Thiều Gia Nguyệt, rồi nói với Thiều Nghiêm. Đi qua chỗ chị họ anh đi, tôi muốn xem ai dám bước bách anh. Lời này tràn đầy cuồng ngạo cùng với sát ý. Thiều Nghiêm cảm kích nhìn thoáng qua Huỳnh Nhân, không biết vì sao, sau khi nghe Huỳnh Nhân nói câu này, áp lực trên người anh ta cũng biến mất hoàn toàn, nhanh chân đi tới sau lưng Thiều Gia Nguyệt. Được, hai đứa chúng mày muốn đối nghịch với cả nhà họ Thiều đúng không? Thiều Tuấn tức giận đến co giật phẫn nộ chỉ vào Thiều Gia Nguyệt và Thiều Nghiêm. Thiều Văn Sơn oán độc nhìn Thiều Gia Nguyệt. "Ba, lúc trước con đã nói rồi mà, nó không phải người nhà họ Thiều ta, mặc kệ chúng ta tốt với nó đến đâu nó cũng không một lòng. Không bằng trục xuất cả hai đứa nó khỏi nhà họ Thiều đi. Cũng tốt." Khi nhận ra Thiều Gia Nguyệt hoàn toàn thoát ly khống chế của mình, Thiều Tuấn cũng hoàn toàn lột bỏ ngụy trang, lạnh lùng âm hiểm nhìn Thiều Gia Nguyệt và Thiều Nghiêm hai đứa chúng mày đã bị trục xuất khỏi nhà họ thiều ầm um, thiều nghiêm như bị đánh một cú trầm trọng mà tái nhợt mất đi sự che chở của nhà họ thiều sau này anh ta phải sống tiếp kiểu gì đây anh ta cắn giam nói với thiều gia nguyệt chị họ chị cũng đừng bướng với ông nội thiều gia nguyệt vẫn không chút sức mẻ thản nhiên nhìn thiều tuấn ông nội ông nghĩ kỹ rồi chứ ạ à? ông trục xuất cháu khỏi nhà họ thiều thì ông định đối phó huỳnh nhân thế nào bây giờ một thằng rác rưởi của gia tộc hạng bét thôi, mày sợ chứ ông mày không sợ. Bốp bốp, Thiều Tuấn cười mỉa, vỗ tay hai cái, cả sảnh chợt xuất hiện vệ sĩ cầm súng xông vào, chỉ thẳng súng về phía huỳnh nhân. Thấy tình huống này, Thiều Tuấn cũng cười phá lên. Tao biết cả hai đứa mày đều rất đáng gờm, nhưng chúng mày giỏi hơn nữa chẳng lẽ còn chống lại được viên đạn hay sao? Vì thế, Thiều Gia Nguyệt không chút lưu luyến đứng lên, đưa mắt nhìn Thiều Nghiêm ra hiệu. Em họ, chúng ta đi thôi hai chân thiều nghiêm run bần bật cắt chặt răng nói chị chị họ bọn mình rời khỏi nhà họ thiều thật ạ à? chị biết cậu lo cái gì mắt thiều gia nguyệt phẳng lặng như nước mình chị đây chính là hào môn lời này khí phách vô cùng ngay cả đám người thiều tuấn thiều văn sơn cũng sợ ngây người thậm chí lưu an đứng cạnh đó cũng giật thót không nhịn được nhìn về phía huỳnh nhân khí phách này lòng can đảm và trí tuệ này thiều gia nguyệt thật đúng là thiếu chủ phiên bản nữ. Thiều Tuấn nhanh chóng phục hồi tinh thần, khinh thường nói. Đúng là không biết trời cao đất rộng, lại còn chị đây hào môn. Cút khỏi nhà họ thiều rồi, hai chúng mày đều chẳng là cái thá gì cả. Thật thế à? Lần này người nói chuyện là Huỳnh Nhân, anh ta trêu ngươi nhìn Thiều Tuấn. Khác không nói, chỉ nói tập đoàn Tống Thị này thôi, ông có thể thu hồi về à? Buồn cười, tập đoàn Thiều Thị là do tao một tay sáng lập, vị trí tổng giám đốc cũng là tao đưa cho nó. Muốn thu hồi cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Dứt lời, Thiều Tuấn nhìn về phía mấy người đàn ông mặc Tây Trang đi theo Thiều Gia Nguyệt tới. Mấy người đều là cấp dưới cũ của tôi, không đến mức phân không rõ đường nào mới là tương lai sáng lạn chứ. Nhưng đối mặt lời mời chào của Thiều Tuấn, đám người kia đều lạnh tanh không chút biểu cảm, thậm chí có người khinh thường không buồn nhìn ông ta. Thật ngại quá cụ Thiều, hình như ông quên một chuyện thiều thị đúng là do ông sáng lập nhưng vào tay cô chủ mới phát triển rực rỡ thế nên chúng tôi tình nguyện đi theo cô chủ cô chủ đi đâu chúng tôi theo đó các người nghe vậy trái tim thiều tuấn hung hăng co thắt không dám tin tưởng nhìn bọn họ thậm chí không nói nên lời một lát sau ông ta như hiểu được cái gì vẫn nộ nhìn về phía thiều gia nguyệt lại phát hiện vẻ mặt đối phương tràn đầy trào phúng nhà họ thiều mạnh là vì có tập đoàn thiều thị tồn tại nếu mất đi tập đoàn Thiều Thị, nhà họ Thiều còn tính là hào môn sao. Huỳnh Nhân vẻ suy tư nhìn Thiều Tuấn, gần từng chữ. Kẻ ngu xuẩn không phải cô ấy, mà là ông. Những lời này như cọng rơm cuối cùng áp sụp lạc đà, khiến Thiều Tuấn hoàn toàn thẹn quá thành giận. Thằng giác rời nhà mày mau câm miệng, chuyện của nhà họ Thiều còn chưa tới phiên người ngoài như mày xía vào. Mày hại hai cháu trai của tao thành ra như vậy, tao há có thể để mày sống yên thân giết nó cho tôi. Thiều Tuấn ra lệnh, muốn giải quyết huỳnh nhân trước, chỉ là còn chưa ra tay đã cảm nhận được mặt đất sung bần bật. Tiếp theo, một con cháu nhà họ Thiều hoảng hốt chạy vào. Ông nội, không hay rồi, ngoài cửa có rất nhiều xe bọc thép đang tới. Cái gì? Nghe vậy, mặt Thiều Tuấn sợ hãi. Lúc này, huỳnh nhân lại chậm gì nói. Tôi nói rồi, sau tối nay, không còn nhà họ Thiều nữa, chương 159, án chưa rõ 5 năm trước. Thiều Tuấn dẫn người nhà họ Thiều nhanh chóng chạy tới cửa lớn đại viện, tập trung nhìn lại, mặt lập tức trắng bệch. Dâm, dâm, uỳnh. Chỉ thấy mặt đất run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, ánh đèn ảm đạm, mọi người có thể loáng thoáng thấy cuối đường có một hàng xe bọc thép to lớn nối đuôi mà tới, nhìn không thấy cuối. Nền đá run rẩy kịch liệt, khí thế sát phạt từ xa xa càng ngày càng gần. Hai mắt Thiều Tuấn trợn lên, từng chiếc xe lớn như quái vật đánh sâu vào thị giác, cứ như đảo giống sức lực toàn thân ông ta, khiến ông ta lung lay muốn ngã xuống. Thiều Văn Sơn cũng tái mét cả mặt, tại thời bình thế này, rất ít khi nhìn thấy xe quân dụng như vậy, càng đừng nói là khu vực nội thành. Trời, trời ạ! À. Hào Tinh Húc và Hóc Ca thấy cảnh này cũng sợ mất hồn mất vía, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Còn Hào Uy đã hoàn toàn ngã quỵ xuống đất không dậy nổi. Thiều Nghiêm cũng run cả chân, sống đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu anh ta thấy một thứ lớn như thế. Thiều Gia Nguyệt là người bình tĩnh nhất, cũng là người hiểu rõ đầu đuôi nhất. Cô ta quay đầu, thản nhiên đối diện Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân cũng gật đầu ra hiệu, tạm thời không nhắc tới ân oán giữa hai người, ít ra đêm nay mục tiêu của cả hai là nhất trí, diệt nhà họ Thiều. Bọn họ lái tới bên này. Không biết ai kinh hoàng thốt lên, sau đó tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua. Quái vật lớn này đã cách rất gần, chỉ là thoạt trông không hề có ý định dừng lại. Hai luồng đèn xe trói mắt như ánh mắt quái vật chiếu dọi mà tới. Chạy mau. Thiều Văn Sơn hét lớn một tiếng, sau đó cõng Thiều Tuấn lên chạy vào trong góc. Những người còn lại nhà họ Tống cũng chạy trối chết. Duynh duynh. Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cửa sắt sắn chắc của nhà họ Thiều hoàn toàn không đáng kể trước mặt quái vật sắt kia, bị nó đâm sụp. Trục hoành xe bọc thép trực tiếp nghiền áp mà vào một người đàn ông mặt mày góc cạnh, vác súng đã lên nòng nhảy xuống xe, nhanh chóng lập trận. Cả đám người đều mặc đồ màu xanh lá sấm, đưa mắt nhìn qua là một biển màu xanh biêng biếc. Bọn họ nhanh chóng vọt vào, bao vây người nhà họ thiều. Họng súng lạnh như băng chỉ thẳng vào đầu đám người thiều Tuấn và thiều Văn Sơn, dọa cho bọn họ ôm đầu ngồi xổm xuống. Vệ sĩ nhà họ thiều cũng cầm súng ống, nhưng so với những người đó chẳng khác nào một trời một vực, hoàn toàn bị chế phục lách cách. Khắp nơi vang lên tiếng lên đạn, tại không khí tĩnh lặng như chết này dâng lên mùi thuốc súng gây mũi. Bỏ súng xuống, bằng không, giết không tha. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông da ngăm cao lớn đi tới, lạnh băng nói. Anh, các anh là ai? Thiều Tuấn quỳ dạp trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm, nhìn người đàn ông da ngăm kia hỏi. Người kia ngoác miệng cười sang sảng chúng tôi nghi ngờ các người xây dựng quân tự vệ riêng còn tàng trữ súng đạn ý đồ mưu phản cái gì nghe người kia nói xong không chỉ thiều tuấn sợ tới mức tái mặt toàn bộ người nhà họ thiều cũng trống rỗng đầu óc những người này đều là vệ sĩ nhà họ thiều sao lại thành xây dựng quân tự vệ riêng rồi hơn nữa hai chữ mưu phản khiến đa đầu bọn họ tê dại đây là tội lớn ngay sau đó có mấy con cháu nhà họ thiều năng lực thừa nhận thấp bị dọa sợ đến mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đúng quần vàng vàng ướt súng. Oan quá, chúng tôi bị oan. Thiều Tuấn trợn mắt trắng dã, lớn tiếng gọi. Nhân chứng vật chứng đều ở, cụ thiều còn lời gì chối cãi. Đúng lúc này, một trận tiếng cười trêu tức vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy huỳnh nhân dẫn Lưu An lưỡng thững thoải mái đi tới như trong sân vắng, trên mặt là nụ cười như gió xuân phơi phới ở đây nhiều người cầm súng như thế bị bắt tại trận hơn nữa vừa rồi các người dùng súng chỉ vào đầu tôi ý đồ mưu sát số súng đạn này không rõ lai lịch nói không chừng là các người trao đổi trái phép ba tội mỗi tội đều có thể cho các người ăn đủ đúng không anh cả huỳnh nhân cười ha hả nhìn người đàn ông năm đen kia đúng đúng vậy giang bảo lau mồ hôi lạnh trên đầu hai chữ anh cả của lãnh đạo suýt dọa anh ấy ngất xỉu cái thằng rác rưởi là mày. Thiều Tuấn quay phát về phía Huỳnh Nhân, đồng tử chợt co rút. Huỳnh Nhân có thể hòa hợp nói chuyện bình thường với người trước mặt như vậy, dù ông ta ngu nữa cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thoáng cái, ông ta như già nua rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Nhân đều là không thể tin tưởng. Ông ta không nghĩ ra nổi, 5 năm trước Huỳnh Nhân vẫn là kẻ rác rưởi mặc cho người bắt nạt, sao mới 5 năm trôi qua đã mạnh như vậy rồi. Ba, Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đầu Thiều Văn Sơn bị ba bốn khẩu súng chĩa vào, sợ tới mức không dám nhúc nhích một chút. Thiều Tuấn vẫn đang đắm chìm tại rung động Huỳnh Nhân mang lại, thật lâu sau mới khôi phục tinh thần, nhìn chầm chầm Huỳnh Nhân nói. Những người này đều do mày gọi tới sao? Sao có thể chứ? Huỳnh Nhân cười khanh khách, nhìn thoáng qua giang bảo. Bọn họ là người của quân khu Minh Châu đấy, dù năng lực của tôi có thông thiên cũng không thể mời nổi nhiều người như vậy nha thiều tuấn nghe vậy cũng nhướng mày không sai huỳnh nhân nói rất đúng không ai có thể huy động được nhiều người như vậy chẳng lẽ chỉ là trùng hợp nhưng mà thiều tuấn cũng không kịp nghĩ nhiều giang bảo chỉ nhìn thoáng qua bọn họ vung tay ra lệnh đưa tất cả đi chờ thẩm vấn đại quân tới cũng nhanh đi cũng nhanh chẳng qua người nhà họ tống đều bị bọn họ mang đi rồi sau tối nay không còn nhà họ thiều ngược lại huỳnh nhân cũng làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể ví dụ như nhẹ nhàng bâng quơ nhìn thoáng qua hào tinh húc và hoặc ca một xíu bịch bịch hào tinh húc và hoặc ca trực tiếp quỳ gối trước mặt huỳnh nhân cả người run lẩy bẩy đầu gục xuống thật thấp cậu huỳnh xin cậu tha mạng từ nay về sau nhà họ hoắc chúng tôi chỉ nghe theo cậu huỳnh tuyệt không hài lòng huỳnh nhân bình thản nhìn hai người bọn họ nhà họ hào và nhà họ hoắc lần này tôi tạm tha cho các người một mạng nếu lại bị tôi phát hiện tôi cam đoan kết cục của các người sẽ thảm hơn nhà họ thiều nhiều cảm ơn cậu đường hào tinh húc và hót ca như được đại xá đội ơn đội nghĩa dẫn con mình rời khỏi nhà họ thiều vì thế cả nhà họ thiều to như vậy chỉ dư lại bốn người huỳnh nhân lưu an thiều gia nguyệt và thiều nghiêm thiều gia nguyệt nhìn thiều nghiêm lên tiếng trước tiên cậu về trước đi thiều nghiêm ước nhanh chóng rời đi cung kính không người đi khỏi huỳnh nhân cũng nói lưu an cô vào xe trước vâng lưu an biết điều rời đi hiện trường chỉ còn hai kẻ thù năm năm trước là huỳnh nhân và thiều gia nguyệt không khí xấu hổ khó tả hai mắt thiều gia nguyệt sáng ngời lẳng lặng đánh giá huỳnh nhân như bọn họ vừa gặp lần đầu huỳnh nhân cũng không để ý mặc cho thiều gia nguyệt đánh giá thật lâu sau cô ta thu hồi tầm mắt than nhẹ một tiếng anh đúng là khác hẳn trước kia con người đều sẽ thay đổi huỳnh nhân cười nói cô cũng thay đổi rất nhiều không phải sao thiều gia nguyệt trầm mặc vẻ cam chịu nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại cười lạnh với huỳnh nhân lần này cảm ơn anh đã giúp tôi nhưng tôi cũng sẽ không báo đáp anh huỳnh nhân kinh ngạc nhìn cô ta nói cái gì đấy tôi chỉ làm chuyện của tôi thôi nhà họ thiều nhắm vào người bên cạnh tôi tội đáng chết vạn lần tôi thì sao bỗng thiều gia nguyệt cười khẽ nhìn huỳnh nhân cao ngạo nâng cầm lên trong lúc hoảng hốt, thiều gia nguyệt của 5 năm trước đã quay lại rồi. Hiện tại trên danh nghĩa thì nhà họ thiều chỉ còn lại tôi và em họ thôi. 5 năm trước tôi lợi dụng anh, còn cha tấn anh, anh nhất định hận tôi thấu xương chứ. Huỳnh nhân gật đầu. Không sai, đúng là tôi rất hận cô. Vậy anh còn chờ gì nữa, giờ tôi chỉ có một người, anh muốn giết tôi chẳng phải dễ quá sao. Nghe vậy, Huỳnh Nhân cũng đánh mắt sang hướng khác. Cô muốn tôi giết cô à? chuyện gì cũng cần một kết quả. Thiều Gia Nguyệt bình tĩnh nói. Năm năm trước tôi làm ra chuyện có lỗi với anh, năm năm sau anh đương nhiên có thể tìm tôi trả thù, trò chơi mèo vần chuột, ai cũng có thể làm mèo, ai cũng có thể thành chuột. Huỳnh Nhân nở nụ cười, anh thích so sánh này. Được thôi, tự cô nói đấy nhé, chuyện đô thị. Huỳnh Nhân chậm rãi nâng tay lên, chộp về phía Thiều Gia Nguyệt. Thiều Gia Nguyệt nhắm hai mắt lại, dáng vẻ huỳnh nhân ra tay lúc trước khắc sâu trong lòng cô ta nếu huỳnh nhân muốn giết cô ta cô ta tuyệt đối không thể thoát chết nhưng qua hồi lâu trên người không hề truyền tới cảm giác gì cả thiều gia nguyệt lần nữa mở to mắt lại phát hiện huỳnh nhân đứng ngay trước mặt mình một bàn tay phóng đại trước mặt nhẹ nhàng bắn một cái lên chán cốp thiều gia nguyệt bị đau vội vàng ôm cái chán trơn bóng của mình làm cái gì đấy thiều gia nguyệt cắn răng phẫn nộ nhìn huỳnh nhân trả thù, vừa rồi xem như đã trả thù cô. Huỳnh Nhân nói, hiện tại, ân oán giữa hai chúng ta coi như xong. Thiều Gia Nguyệt rốt cuộc phản ứng lại đây, trên mặt không có gì cảm kích, ngược lại càng lạnh băng. Anh thương hại tôi sao? Huỳnh Nhân lắc đầu. Đương nhiên không phải, 5 năm trước cô làm ra chuyện như vậy với tôi cũng là vì tự vệ thôi, cô cũng là vật hy sinh nhà họ Tống. Giờ nhà họ Tống vong rồi, tôi không hận cô nữa mặt thiều gia nguyệt lúc đỏ lúc trắng cảm thấy chịu vũ nhục sâu sắc phẫn nộ nhìn anh cái này tính gì chứ năm năm trước tôi đối xử với anh như vậy anh không hận tôi chút nào sao từng hận trong năm năm này tôi dùng một nửa thời gian hận cô thậm chí còn viết tên cô lên hồng tâm mỗi ngày cầm súng nã vài lần mới nguôi một chút nhưng đây không phải ý nghĩ thật sự của cô đúng không huỳnh nhân nhìn thẳng hai mắt thiều gia nguyệt nghiêm túc nói không người nào ác độc từ nhỏ, chỉ có từng lương thiện, từng chịu thương tổn mới có thể vấp ngã một lần. Vẻ giận dữ trên mặt thiều gia nguyệt vơi hơn nửa, chỉ là vẫn nghiến răng, mãi không qua được ranh giới trong lòng. Huỳnh nhân lần nữa nở nụ cười. Nhưng nếu nói hận, khi cô phái người trói tôi tới bến tàu Minh Châu, muốn ném xác tôi vào biển thì mới là lúc tôi hận cô chết đi được. Thiều Gia Nguyệt sửng sốt. Tôi không phái người bắt cóc anh, đêm tân hôn 5 năm trước, khi tôi về tới phòng kết hôn thì anh đã mất tích rồi. Lời này vừa ra, nụ cười trên mặt Huỳnh Nhân nháy mắt ngưng lại. Nếu không phải Thiều Gia Nguyệt, vậy người trói anh đi là ai? chương 160, nhà họ văn cầu hôn. Đêm khuya, một chiếc rô roi màu đen đang chạy trên đường. Huỳnh Nhân đang ngồi ở hàng ghế sau, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. 5 năm, năm trước, Huỳnh Nhân bị người nhà họ Thiều hạ độc chỉ còn thoi thóp, lại bị một đám người áo đen không rõ lai lịch bắt đi, lúc đó anh đã gặp Liễu Phi Tuyết cũng bị bắt cóc. Huỳnh Nhân vẫn luôn cho rằng là Thiều Gia Nguyệt cho người làm, nhưng Thiều Gia Nguyệt lại kiên quyết phủ nhận. Cô ta không cần phải nói dối anh, cũng rất khinh thường kẻ nói dối, cô ta nói không phải cô ta làm thì nhất định không phải là cô ta làm. Nếu như không phải cô ta thì sẽ là ai đây? Đôi mắt Huỳnh Nhân thâm sâu, tỏa ra sự uy nghiêm đáng sợ cho dù là ai, đều phải trả giá rất đắt cho chuyện xảy ra vào 5 năm, năm trước. Thiếu chủ, Lưu An đang ngồi ở phía trước tập trung lái xe bỗng mở miệng nói. Dính dáng đến Hoàng tộc Yên Lăng đã có tin tức rồi. Đôi mắt huỳnh nhân tập trung, ngồi thẳng người. Nói nhanh, Hoàng tộc Yên Lăng ở Yến Kinh có ảnh hưởng rất lớn, có tất cả bốn tộc, nhà họ liễu nằm trong số đó. Có điều cái từ, Hoàng tộc quá mức phổ biến, chỉ cần là họ hàng có dính dáng đến Lâm Thị đều tự xưng là người của hoàng tộc. Thông tin của cô Liễu bị người ta cố tình xóa sạch, nhưng có điều chắc chắn địa vị của cô ấy ở Liễu Thị không thấp, chỉ là cô ấy đã tự ý thoát ly khỏi hoàng tộc. Sao cô ấy lại làm thế? Huỳnh nhân trao mày. Lưu An lắc đầu, nói. Không rõ nguyên nhân, nhưng có điều người nhà Liễu đều đang rất khổ cực cầu xin cô Liễu quay về. Đồng thời bọn họ cũng cực kỳ chú ý đến vấn đề huyết thống, thậm chí đến mức bất chấp tình huống, trong lúc cô Liễu đang mang thai, bọn họ từng tìm đến tận nơi, không chỉ ép cô ấy phá thai còn làm giả mấy vụ tai nạn xe cộ. Xoạt! Khi lời nói cuối cùng rơi xuống, ánh mắt huỳnh nhân đầy lạnh lẽo, sát ý lượn lờ khắp người. Hoàng tộc Yên Lăng khinh người quá đáng. Nếu quấy rối bình thường... Huỳnh Nhân còn có thể bỏ qua nhưng đã lên đến tình trạng ám sát bằng tai nạn xe thì những người kia đã hoàn toàn động đến ý muốn giết người của Huỳnh Nhân. May mắn là liễu phi tuyết đã an toàn sinh ra tiểu như, nếu như cứ như thế mà sinh non, huỳnh nhân chắc chắn sẽ đưa người đến san bằng hoàng tộc Yên Lăng, giết chết cả tộc. Mất một lúc lâu, lửa giận trong lòng huỳnh nhân mới lắng xuống. Chuyện này đừng rêu rao, cứ bí mật bố trí là được rồi. Vâng, thưa thiếu chủ. Trước thời hạn nửa tháng, huỳnh nhân không đi đến nhà liễu phi tuyết mà đến biệt thự Sơn Thủy. Nhưng mà vừa đến nhà đã nhận được cuộc gọi đến. Phi tuyết. Huỳnh Nhân ngạc nhiên, muộn đến thế rồi mà cô ấy còn chưa chịu ngủ. Anh đi đâu ấy? Điện thoại vừa được kết nối chỉ nghe thấy giọng Liễu Phi Tuyết rất nhỏ. Giọng nói bị cô giảm xuống rất thấp, không muốn đánh thức con gái dậy. Dù thế, Huỳnh Nhân vẫn nghe ra được sự quan tâm ẩn chứa trong giọng nói của cô. Chưa nói đến việc em gái mình bị bắt mất, đơn giản là muộn thế này Huỳnh Nhân vẫn ra ngoài, trong lòng cô không yên tâm. Con sói đã quay lại, nếu không phải báo ơn thì chính là báo thù. Việc báo ơn Huỳnh Nhân đã làm rồi, khả năng còn lại chỉ có thể là bái thù thôi. Huỳnh Nhân cười ha ha. Chỉ là cùng các bạn cũ ôn chuyện cùng nhau thôi. Bạn cũ, đó là Thiều Gia Nguyệt Hả. Bỗng nhiên giọng Liễu Phi Tuyết có hơi lạnh lùng. Lần này biến thành Huỳnh Nhân ngạc nhiên. Sao em biết thế? Liễu Phi Tuyết thật lâu cũng không thèm nói gì cả, bỗng soạt một tiếng, cúp điện thoại. Nhưng rất nhanh sau đó Liễu Phi Tuyết lại lần nữa gọi đến, giọng điệu nghiêm túc. Ngày mai anh đến đón Tiểu như tan học đi. Phi Tuyết, anh, tút tút tút, không để cho Huỳnh Nhân có cơ hội nào để giải thích Liễu Phi Tuyết cúp điện thoại lần nữa. Huỳnh Nhân sướng sờ mất một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu. Anh biết Liễu Phi Tuyết chắc chắn hiểu lầm rồi. Ngày hôm sau Huỳnh Nhân đang muốn giải thích chuyện tối qua với Tiểu Gia Nguyệt cho Liễu Phi Tuyết một chút nhưng trên đường đi qua tập đoàn Long Đằng Anh đã dừng lại. Bởi vì anh ta nhìn thấy Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân đang đến bên trong, không chỉ có bọn họ mà còn có anh em họ hàng nhà họ Liên cũng có ở đó. Chuyện này nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Liên truyền quốc đập bàn nặng nề, lớn giọng trách mắng. Họ hàng khác của nhà họ chu mày mặt mà tức giận nhìn Liễu Nham. Ba, làm sao thế? Huỳnh Nhân nhanh bước đến. Huỳnh Nhân, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía huỳnh nhân, phản ứng không giống nhau. Vẻ mặt của Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên u ám, đôi mắt Liên Thần như ngập tràn thù hằn, nhưng thái độ của Liên Truyền Quốc vẫn tao nhã. Trầm ngầm một lúc lâu, ông ấy nói với Huỳnh Nhân. Chuyện này không liên quan gì đến con, chúng ta đến đây chỉ muốn đòi một câu giải thích. Nói xong lại nhìn về phía Liễu Nham. Liễu Nham, tất cả đều là người một nhà, Tôi cũng không muốn khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng như vậy, nếu cậu và tôi nối lại mối quan hệ hợp tác với tập đoàn Đại Chu, chuyện cũ chúng ta bỏ qua hết. Ngay lập tức Huỳnh Nhân đã hiểu ra, hóa ra là đến đòi lời giải thích của việc hủy bỏ mối quan hệ hợp tác của Long Đằng và tập đoàn Đại Chu. Anh cũng không vội nên tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống. Vẻ mặt Liễu Nham bình tĩnh, lấy sổ sách ra, không chịu nhượng bộ. Ba vợ, muốn Long Đằng chúng ta hợp tác với Đại Chu cũng không phải không thể nhưng chỉ có thể hợp tác chính thức ba xem dòng tiền trên sổ sách này, nhập không đủ suất, toàn là điều khoản ngang ngược, lòng đằng chúng ta không chấp nhận được. Ngừng lại một chút, Liễu Nham nhắm mắt lại, nói ra ý của mình. Con không chỉ khôi phục hợp tác với Đại Chu, còn muốn trừng phạt những người muốn phát triển mối quan hệ giữa hai nhà. Xoạt! Lời vừa nói xong, Liên Thúy Na vừa giận vừa sợ. Anh dám, tôi vẫn là vợ anh đó bà là người muốn thúc đẩy hợp tác giữa tập đoàn đại chu và long đằng bà nghĩ rất đơn giản sau khi vất vả lên được điều hành cấp cao của long đằng thì sẽ dùng xí nghiệp long đằng trả lại cho nhà mẹ để không ngờ chưa được mấy ngày đã bị dừng hợp tác làm càn liên truyền quốc giận tím mặt vỗ bàn một cái liễu nham cậu có còn là con rể nhà họ liên không chẳng lẽ cậu quên lúc cậu vừa mới đến minh châu không có gì cả là ai một mực đi theo cậu là ai không kể đến hiểm kích lúc trước mà đi theo cậu gia chủ nhà họ liên trên thương trường không nói đến tình cảm đúng lúc này một lời nói thờ ơ cắt nhan lở ông hơn nữa hình như chúng ta cũng không có tình cảm gì để nói ánh mắt đồng loạt nhìn trên người huỳnh nhân lập tức xung quanh nổi giận đùng đùng mày chẳng qua cũng chỉ là đồ bỏ đi mà nhà họ liễu nuôi có tư cách gì mà nói chứ ngay cả cổng lớn nhà họ liên mày còn chưa được vào còn mơ tưởng bấu víu quan hệ với chúng ta. Nằm mơ à? Huỳnh nhân sững sờ, thế mà anh lại để bọn họ nghĩ là muốn trèo lên làm họ hàng nhà họ liên, thật sự vô cùng buồn cười. Liễu cảnh nhiên nhíu mày. Sao mà chuyện gì cũng có anh thế? Thật đúng là âm hồn bất tán, chuyện này không có liên quan đến anh, anh nhanh đi đi. Huỳnh nhân nhướng mày, đang muốn nói thì bỗng ngoài cửa phát ra một âm thanh vang to. Không cần đuổi anh ta đi, đúng lúc để anh ta lại làm chứng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Văn Duy Thần đưa theo một đám người đi vào. Anh ta tự nhiên kéo lấy Liễu Cảnh Nhiên, nhìn bọn họ cười hô hô. Hôm nay là ngày tốt, vừa đúng lúc trưởng bối của Cảnh Nhiên đang ở đây, tôi muốn nhân cơ hội này cầu hôn Cảnh Nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 160.